chương 7, hồi 7, Nguyên Huỳnh Khôn tên chữ là Tịnh Ba, người phủ Triều Châu, huyện Ác Dương, thuở nhỏ giàu có không muốn văn chương, lòng ham võ nghệ, nên đến chùa thị yếu làm tại tỉnh Phước Kiến, Châu Tuyền Châu, học nghề võ với trí thiện thiền sư, tập luyện tinh thông, không ai bì kịp, trí thiện thiền sư đem lòng thương cho làm đầu dọc học trò. Huỳnh Khôn lại có dạy một người tên là Lâm Thắng, đến việc võ nghệ của thầy trò Lâm Thắng thật là thủ đoạn cao cường, tay trừ lão hổ chân đạp giao long. Tánh của Huỳnh Khôn thì hay phóng đảng, giao kết anh em, gia tài cha mẹ để lại xài trong vài năm hết sạch, vợ là họ Cam, em gái là Huỳnh Ngọc Lan. Lúc ấy Huỳnh Khôn tuổi đẳng 32 chưa có con, thời vận chân chuyên, làm ăn hao tốn, gia đạo suy vi, vợ nhà dứt bẩn, nhờ Ngọc Lan khuyên giải nên vợ chồng mới thuận hòa với nhau, nhưng Huỳnh Khôn giàu buồn việc gia đạo lắm mới đến giúp việc tại ghe muối cá của Huỳnh An Tường cho khuê lãng việc nhà. Từ khi Huỳnh Khôn đi khỏi, ở nhà vợ và em cứ việc soi gương đánh sáp rồi phấn cải đầu, trao chia nhan sắc, đến mấy chỗ án đường chơi giỡn, mỗi ngày đều đứng trước cửa, soi nhan, sóng sắc, đánh quần sửa áo, dởn hớt cùng nhau không sợ xấu hổ. Ngày kia có võ giải nguồn mới thi đậu, tên là Mã Xuyến Quần đi ngang qua cửa ngó thấy phải lòng ấy là gian phu dâm phụ xưa nay thế ong bướm hoa thơm thấy phải ưa khi ấy thói dâm giấy động lòng dục liền xanh lại thường thấy hai nàng ấy đến chùa nga mi chơi bời cùng hai cô vải họ trương và họ lý thì nghĩ thầm hai cô vải ấy là người quen biết vậy đến đó tính mưu kế át đặng liền đến chùa hai cô vải là trương tịnh diên và lý tịnh diêu bước ra cửa đón rước mà cười nói rằng ngày nay nhờ gió lớn đưa giải nguyên đến đây chẳng biết có việc chi chăng Mã giải nguồn đáp rằng ta đến đây trước là thăm chơi, sau cũng có việc tư một tí, chẳng biết nhị vị ni cô có dáng giúp ta đặng chăng. Tịnh Diên dưng trà rồi nói rằng chùa này nhờ ơn Đức Đại Đàn Việt có lòng thiện nguyện công đức rất nhiều, lũ tôi cảm ơn vô cùng, lại cho đến việc nhỏ mọn cũng nhờ có sức cuối nhân giúp đỡ. Nay dẫu quan nhơn có dùng việc chi khó nhọc cho đến thân phó thân đạo hỏa đi nữa thì lũ tôi cũng chẳng dám từ nan rồi tịnh diên mỉm cười hỏi rằng, hay là ngài thấy con nhà ai rồi lửa lục nó lừng lên, nên đến khiến lũ ta chuyện ấy chăng? Mã xuyến quần vỗ tay cười nói rằng, việc tâm sự ta đã biết rồi, vậy chớ hai người con gái hay đến chùa này đó là chi của huỳnh khôn? Hai cô vải le lưỡi nói rằng, tưởng con ai thì khó, chớ hai người này vốn là tánh tình hoa nguyệt, trên bộc lòng dâu, lòng thích gió trăng gieo đào thả lý, nói thì rất dễ nhưng mà thầy trò huỳnh giáo đầu rất nên lợi hại, sợ tính không đặng. Mã giải nguồn nói, như nói giúp cho người nào khác thì khó, chớ như ta không hề gì đâu. Nhị ni cô nói rằng, người ước 25, 26 tuổi, mặt mặt trứng ngống, mắt hạnh, má đào, mập mà trắng, không cao không thấp, đó là vợ của huỳnh khôn họ cam, còn người lối chừng 15, 16 tuổi đó, trăng hột dưa, mày tầm mắt phụng, miệng nhỏ môi son, vóc như dương liễu ấy là em của Huỳnh Khôn, tên là Huỳnh Ngọc Lan, hai người ấy thật tình bố, quần xoa, phong lưu phẩm cách lại cùng bọn ta ý hiệp tâm đầu, khi rảnh việc thường đến am giãng luận. Như giải nguyên hiệp ý thì nàng Huỳnh Ngọc Lan cũng chưa có chỗ nào, ta nói dùm cho cuối nhân cưới làm vợ bé chắc đặng, vì Huỳnh giáo đầu trong nhà lúc này cũng eo hẹp, nếu chi nhiều tiền có lẽ xong, còn thể diện của giải nguyên như thế thì chắc đặng còn cam thị thì sợ ngày sau thầy trò huỳnh giáo đầu hay đặng thì chắc chết vậy giải ngôn tính lễ nào nguyên mã xuyến quần là một người rất áo sắc tham dâm hay muốn con gái mới lớn lên mà gặt lúa sớm như người nào khoai ý cho lắm cũng chừng nửa tháng có cao tay thì một tháng mà thôi thường hay ý thế hàm hiếp chẳng biết là bao nhiêu con gái nhà lương dân nên chuyến này phải hai nàng ấy là con nhà nào khác thì đã dám hiếp rồi. Ngặt là nhầm nhà thầy cho Huỳnh Khôn nên phải chờ dịp Huỳnh Khôn đi vắng. Lén biểu người dụ dỗ đặng tạm dùng một lúc mà thôi, chớ không muốn cưới. Này thấy hai người ni cô chối từ liền lật đật thò tay về túi lấy ra ba chục lượng bạc để trên ghế rồi nói, xin nhị vị ni cô lấy bạc này dùng việc chay giới trong chùa và tụng kinh nghiệm Phật. Chừng công việc xong rồi ta sẽ trọng thưởng, còn thầy cho huỳnh giáo đầu thật là dữ. Nhưng lúc này Huỳnh Khôn đã theo giúp việc muối cá ngoài biển chưa lẻ về gấp. Còn Lâm Thắng thì ta sẽ cho người già rước nó đi dạy nghề võ mà cầm giữ nó không cho về. Thì dầu việc lớn bằng trời cũng không hay. Từ thuở nay hai người cũng biết ý ta. Miễn cho thích chí trong nửa tháng cùng một tháng mà thôi. Dẫu sao thầy trò nó có về cũng không bằng cớ chi mà nói ta đặng. Hai vị nghĩ như thế đặng chăng? Hai vị ni cô thấy bạc đã đến tay không lẻ bỏ. Lại nghe giải nguyên tính kế như thế đó thì quên thầy trò huỳnh khôn là lợi hại liền trả lời rằng việc nhỏ mọn như vậy mà giải nguồn tốn hao như thế thì lũ tôi đâu dám lãnh mã xuyến quần nói ấy là lễ mọn cho biết lòng thành ta như ngày sau nên việc sẽ còn thưởng thêm nữa hai vị ni cô già bộ chối từ thỏ tay lấy bạc cất rồi nói việc này không nên trễ vậy dạng ngày mai giải nguồn sẽ đến trốn trong buồng đợi bọn ta dọn một tiệc chạy đãi hai chị em va uống rượu say lúc nữa chừng rồi giải nguồn cứ làm như vậy như vậy thì ắt đặng tiệc. Mã xuyến quần cả mừng bèn từ biệt ra về, dạng ngày hai vị ni cô sửa soạn dọn mờ tiệc chay rất trọng hậu, tại nơi liêu vắng vẻ. Kế thấy xuyến quần vào thi lễ rồi ngồi, nguyên mã xuyến quần là người tướng mạo khôi ngô, ngày nay lại mặc những đồ gấm nhiều, tuy là lịch sự không bì đặng phan an, tống ngọc, chớ cũng hơn kẻ thầm hương trộm ngọc. Khi ấy xuyến quần lấy ra năm lượng bạc trao cho hai vị ni cô làm sở phí dọn tiệc chạy ấy thì hai vị tạ ơn lấy cất. Ba người dùng cơm nước xong rồi, xuyến quần vào liêu trong an nhĩ. Khi ấy Trương Tịnh Diên biểu Lý Tịnh Diêu đến nhà Huỳnh Khôn Thĩnh hai nàng. Khi Lý Ni Cô vừa đến, thì Cam Thị và Ngọc Lan rước vào cười mà nói. Mấy ngày dày không thấy sư phụ và Trương sư phụ đến chơi thì chị em tôi chắc là trong chùa mắc việc vu lan thắng hội, kẽ phụ cúng nhiều nên không rảnh. Lý Ni Cô đáp quả như lời không sai, nay mới vừa rảnh nên vương lời sư huynh đến thỉnh hai cô đến chùa chơi xin chớ từ chối hai chị em nghe nói cả mừng bèn vào phòng sửa soạn áo quần rồi đóng cửa lại đi với lý tịnh diêu đến chùa trương tịnh diên rước vào phân môi chủ khách mời ngồi rồi nhị vị nói nay nhân cuộc làm chạy nhờ ơn phật tổ các thí chủ đều thiện tâm hoan hỷ còn dư tiền bạc nên làm lễ này tạ trai đàn viên mãn mới thỉnh nhị vị cô nương đến dùng một tiệc cơm chay mà hĩ hạ cam thị bèn lấy hương trà hai tay dưng trước mặt nico và thưa rằng xin sư phụ đem tôi vô đến phật đường đặng khẩn cầu thân thể bình an thất gia khương kiện nhị vị nico đồn nói đại nương đa có lòng thành cúng phật ta phải lãnh cầu khẩn thế cho xin phật bồ tát phò hộ đặng bình an vô sự sớm đẻ con trai và đại quan nhơn ở ngoài biển cũng đặng mạnh khi trà nước xong xuôi rồi tĩnh vào trong thấy việc chay dọn tử tế thì hai chị em cam thị bèn hỏi, vì cớ nào dọn tiệc này trọng thể lắm vậy? Nhị vị sư cô nói, ấy là cuộc cúng ta Phật, đều là của thí chủ cúng còn dư lại, chớ không phải xuất tiền mua đâu, mà hai cô nương phòng ngại. Hai người tin thật, bên phân môi chủ khách ngồi lại ăn uống, bày nói những chuyện phong lưu tài sắc, khi uống gần say thì hai ni cô kiếm lời gẹo rằng, hai bà con tôi đấy thừa còn nhỏ cũng là ham phong hoa tuyết nguyệt, phong lưu khoái hợt vô cùng cũng vì mẹ không hay bắt lùi phải, chồng lại chẳng dung, giấy la câu thúc, lên lũ ta nữa chừng xuất ra đầu Phật, ở dây đã hơn 20 năm, bảy giờ gặp cuộc rượu thì mùi mùi nhớ lại việc chơi bời khi trước, thi như cô em đây chưa nếm đến mùi đời thì chẳng nói làm chi, chớ như đại nương này còn đang lúc xuân thời, quan nhân lại đi vắng, thoảng như gặp lúc trăng thanh gió mát có lẽ cũng xúc cảnh xanh tình lòng vui phải hứng, sao không tính một chuyện để tạm dùng cho vui đỡ lúc giải buồn nguyên cam thị nầy tánh hạnh tà dâm, lại rượu đà xoàng soang, nghe chuyện ấy, lấy làm chi kỳ lòng dục lừng lên, liền thở dài một tiếng nói rằng, ôi, ta mắc oan gia nghiệp báo, vô duyên, bạc phận, từ thuở nay chồng ta không đếm gì đến ta, dầu lúc ở nhà cũng như đi khỏi, ở cùng nhau như người thù oán, nhờ có cô nương đây, tánh tình rất hiệp, phân giải mới bớt phiền muộn. Khi ấy Nhi cô nói, nếu đại quan nhân vô tình như thế thì thiếu chi kẻ hữu tình, vậy thì hay kiếm một trò chơi cho thích trí, để khỏi uống lúc thanh xuân, lại kiếm đặng tiền bạc để dành khi già yếu rồi tỏa hưởng thanh nhàn, như bọn ta đây tuổi tác đã lớn rồi, nhan sắc suy bại, lại là người xuất gia thì không nói làm chi, chớ như nhị cô nương là người bóng sắc đến thế. Nở nào lại chịu gá nghĩa với người vô tình, ta thấy vậy nên không ngại mới nói, chẳng biết ý đại nương thể nào. Theo ý liên tưởng, đại nương có lẽ Phật Phò Hộ sao cũng gặp người này đây không phải vô tình vô nghĩa như trước đâu. Cam thị nghe nói nhầm tâm, khoái ý, lại rượu đà phương mặt, thì đáp rằng ta vẫn có bụng đó đã lâu, nhưng chưa gặp người phải, nên dáng ôm lòng sầu mà chịu vậy. Khi ấy Mã Xuyến quần núp tại phòng ngoài nghe các chuyện đã rõ ràng liền chạy vào kêu nhị vị Ni Cô mà hỏi, tiệc dọn tử tế như vậy sao lại không mời ta, nói rồi ngồi a vào chị em cam thị lật đật chạy tránh, hai ni cô kéo lại nói, không hề chi phòng ngải người này là tân khoa giải ngôn, tên là Mã Xuyến Quần Đại Thí Chủ Chùa này đó. Rồi kiếm lời bồi dối rằng, giải ngôn thật là về tình thì thôi, không hay đến chùa cho thường, ngày nay đến đây hay là có việc dạy ta tụng kinh siêu độ làm việc ấy chăng? Mã Xuyến Quần hội ý, liền lau nước mắt làm bộ thương xót rằng, từ khi vợ tôi qua đến cho đến nay, việc chi đều lậu, khiến cho tâm thần hoảng hốt hồn phách đảo điên, năm canh giọt lụy chẳng ngừng, sáu khắc lòng sầu chẳng ngớt, cầu siêu độ đã đủ tuần chay rồi, mà không đêm nào nó cho tôi nằm chiêm bao thấy mặt một chút, mai đây đến tuần giáp năm, thỉnh sư phụ si giúp ta một cuộc nữa, cho phỉ tình sở nguyện, không rẻ có khách ở đây, xin dung thứ lồi. Nhị vị Nico cô giả rào khen người, giải nguồn thiệt là người tình sâu nghĩa nặng, ấy nương tử thật là có phước, lấy giải nguồn mới đặng làm vậy chớ tôi thường thấy vợ nhà giàu chẳng thiếu chi, không có chỗ nào chịu tốn mà có lòng như thế. Mã Xuyến Quần nói, việc khó nhỏ cùng là tốn hao chẳng kể làm chi, miền là cho phỉ lòng ta thương tưởng thì thôi. Thật là từ khi vợ ta nhuốm bệnh cho đến nay, đã tốn hơn ngàn ngoài lượng bạc rồi, còn thừa trước thì không tính tới, té ra nhọc mà không công, nên lấy làm phiền giàu về cùng. Liền giã đỏ lấy khăn lau nước mắt và hỏi rằng, hai cô đây là người ở đâu? Ni cô nói, người này là vợ huynh giáo đầu, tên Cam Thị còn cô đây là em, tên Ngọc Lan, nay ta thỉnh đến ăn chạy chơi, không rẻ là có duyên cùng giải ngơn nên mới gặp nhau. Vậy bấy giờ có một mình hai chị em đó chớ không ai, xin đồng ngồi tiệc cho vui. Mã giải ngơn không ngại cũng ăn uống chơi vui vẻ. Chị em Cam Thị nghe giải ngơn nói các lời thì tưởng thiệt là người thương hoa tiếc ngọc, lại thấy mạo tướng đường đường thì phải lòng, ngoài miệng làm bộ từ chối mà cứ việc ngồi đó hoài không chịu đi. Ni cô biết ý hai chị em đã bằng lòng, thì lật đật đem thêm rượu rồi giả đò có bước trái ra ngoài để ba người trò chuyện, việc ấy chẳng cần nói nữa. Từ đó đến sau nghĩa oan ương tình như giao tất, giải ngơn thường đến nhà huỳnh khôn, sớm mời đi tối về. Qua đến tiết đồng chí, một ngày kia lâm thắng đến thăm thầy là huỳnh khôn, thoạt thấy gian phu, dầm phụ đang ăn uống trong tiệc thì cả giận, đạp đổ bàn ghế giải nguyên thất kinh bỏ chạy lâm thắng rượt theo bắt chị em cam thị cũng thất kinh liều mình chạy theo cản lại mà xếp quần nhờ cản chạy mới khỏi lâm thắng tài giỏi mặc dầu cũng là đạo học trò bị cam thị cản không dám vô lễ thì giận nói rằng chuyện này để thầy ta về sẽ thưa lại nói rồi bỏ ra đi khi ấy cam thị thất kinh nói với ngọc lan rằng không xong rồi tuy là nó bắt không đặng giải nguyên mặc lòng chớ nữa anh mầy về nó học lại át tánh mạng chị em ta chẳng còn ấy giờ liệu tính thế nào? Ngọc Lan rằng, vậy chị em ta hãy đến chùa cùng nhị vị sư phụ tính mưu kế, họa may có trước chi thoát thân. Hai người liền chạy đến chùa Nga mi thuật hết công việc cho nhị vị ni cô hay. Hai cô vải nghe nói le lưỡi nói rằng nếu việc này truy nguyên ra thì bọn ta cũng không khỏi chết. Khi ấy ni cô chậu mày liền sanh ra một kế, rồi cười nói rằng, vậy thì khi đợi quan nhân về, người phao phản rằng. Lâm Thắng Lục Đông Chí uống rượu say đến nổi muốn cưỡng dâm hai chị em, ắt huỳnh giáo đầu làm sao cũng giận giết Lâm Thắng, dầu có chối cải cũng không đặng, tính như vậy đặng chăng. Hai chị em cam thị nghe cả mừng nói rằng thật là rượu kế, rồi lật đật trở về nhà đợi huỳnh khôn về sẽ tính. Nói về huỳnh giáo đầu ở giúp việc muối cá với huỳnh an tường cũng bình an vô sự, là lúc mãn năm các thuyền chủ đều về, năm ấy đặng mùa, các ghe đều có tài lợi nhiều huỳnh khôn lành bạc công và phần hoa hồng đặng 600 đồng tuy là không phải lợi nhiều, chớ cũng đặng yên lòng, khi ghe về đến bến, bạn bè về hết. Huỳnh khôn cũng về, đến nhà cất tiền bạc xong rồi vừa ngồi xuống, Cam Thị và Ngọc Lan đều nhào lăn ra kêu khóc rằng Lâm Thắng là đứa đại bất nghĩa, ngày trước nó dã say đến chọc ghẹo muốn cưỡng dâm chị em tôi, chớ chi quan nhơn về trước chừng ba bữa thì khỏi chuyện chi, lúc ấy nó thấy chị em tôi không chịu nó lại lấy mấy lạng bạc dậy quần bên mã ra mà dụ dỗ chị em tôi. Nó kiếm điều ngon ngọt năn nỉ cũng không đặng. Nó lại nộ rằng, nếu chị em tôi không thuận để nó đợi quan nhân về đây nó học láo rằng, chị em tôi đem trai về nhà đâm loạn, thì lũ tôi chắc chết. Nói rồi lại muốn a lại ôm đùa. Chị em tôi cứng cỏi nên không làm chi đặng chớ chi đàn bà nào khác thì không khỏi bị nó làm xấu rồi. Huỳnh Khôn nghe liền nổi giận mắng rằng lầm thắng thật là vong ơn bội nghĩa dám chọc ghẹo sư mẫu. Tội đáng muôn thác, nếu ta giết nó không đặng thề chẳng làm người. Kế tối dùng cơm, nước rồi vào phòng an nghỉ, cam thị nằm một bên làm bộ khóc, và kiếm điều độc ác mà nói thêm. Có bài thơ rằng, thanh trước xài nhi khẩu, huỳnh phong vị tự châm, lưỡng bang vô tối kỵ tối độc phụ nhân tâm, dịch nôm, nọc rắn che xanh chạm, rồi ông chích đến ta, hai thứ chưa mấy độc, rất độc bụng đàn bà, huỳnh khôn trong lòng bứt rứt lăn qua trở lại nghĩ không an đợi gần sánh giấu một cây đao trong lưng rồi kêu cầm thị mở cửa, đặng đi giết lâm thắng. Cam thị thấy chồng mắc kế thì lấy làm mừng rỡ, để đợi coi việc ra thể nào. Khi huỳnh khôn ra khỏi nhà, thẳng theo đường lớn đến trạng Nguyên đình, là chỗ lâm thắng làm quán tại đó dạy học kiếm tiền độ nhựt. Khi ấy lâm thắng ở trong quán ngó ra thấy thầy đến thì lật đật chạy ra chào hỏi, không dè huỳnh khôn thấy mặt lâm thắng thì như lửa chế dầu thêm liền rút đao nhắm ngay đầu Lâm Thắng chém xuống mắng rằng, đồ xúc xanh, mày đã nên việc gì chưa? Lâm Thắng thất kinh, may là có biết nghề chốt đỉnh mới tránh khỏi, rồi, ật đật kêu sư phụ nói rằng, xin chớ nóng giận, có việc chi hãy nói cho tôi rõ. Huỳnh khôn cứ việc làm thinh, cầm đao cứ chỗ trí mạng chém hoài, lại đang lúc còn sớm nên không có ai can gián. Lâm Thắng túng không biết làm sao, vừa đỡ vừa chạy đến hạng khẩu rượt đặng một cây cột quán mà đỡ. Huỳnh Khôn chém một cái mạnh, đào lút vô cột hơn 5-6 tấc, Lâm Thắng quăng cột chạy như bay. Huỳnh Khôn rút gươm ra đẳng thì Lâm Thắng đã chạy xa rồi, theo không kịp. Khi ấy Lâm Thắng nghĩ rằng thầy mình giận như vậy, ắt cũng có duyên cớ gì đây, lúc này đang nóng giận hỏi không được, thôi để lánh đi trong ít bữa rồi sẽ trở về phân lại. Liền đi luôn qua Quảng Đông chớ không dám trở về nhà thưa cho mẹ hay có bài thơ rằng, hoạn họa vì chân cương xuất đầu, mới sanh ra đến chuyện buồn rầu ví bằng phản gián mình thông trước, nào đến gây nên việc tử tù, đây nói về huỳnh khôn theo giết không đặng lâm thắng thì lấy làm giận lắm, trở về thuật hết các chuyện cho vợ và em nghe. Cam Thị và Ngọc Lan nói, thôi, từ nay về sau có gặp nó đâu thì giết phứt cho rồi kẻo để vậy xấu hổ lắm. Huỳnh Khôn nói, lẽ phải như vậy chớ dễ bỏ qua đâu, nói về Cam Thị lòng muốn giết Lâm Thắng nên dáng làm bộ thương yêu chồng nay lại nhớ về tình nhơn còn chồng thì ở nhà hoài nên lấy làm giận lắm liền lén qua chùa cùng hai cô vải và mã xuyến quần mà nghị luận mã xuyến quần nói như hai chị em muốn làm vợ chồng với ta cho lâu dài thì phải đến huyện hải dương cáo cho huỳnh khôn rằng chọn một năm nay nó giả bộ đi giúp việc muối cá cho người ta mà làm cớ chớ thật là nó giao kết với ý quân đại đạo ở hải dương rồi nó lại dặn các ghe muối cá rằng như có ai hỏi thì nói nó có giúp việc tại ghe bằng không thì nó sẽ hiệp cùng quân cường đạo đặng ăn cướp các ghe ấy. Bây giờ nó đang làm đầu mục phân tán cho quân cường đạo. Nếu quan có hay mà bắt thì nó thông tin cho quân cường đạo hay. Chị em người thường can gián mà nó không chịu nghe, hóa ra cửu hận, nên sợ sau có phát giác ra điều chi ô át bị liên can, nên đến các trước, còn ta đến huyện quan cáo trước. Tính như thế thì bọn ta mới ở với nhau lâu dài được. Chị em cam thị nghe nói thì vui mừng, y theo lời ấy rồi xin làm đơn dùng ba người hẹn nhau đến quan khống cáo nói về chi huyện thấy tờ cáo tội chứa gian án nặng không dám chỉ hưỡng lập tức sai quân đi bắt huỳnh khôn đến đặng thẩm án khi ấy quân khâm sai là sầm an và kỳ tường thưa rằng huỳnh khôn là tay võ nghệ cao cường sức mạnh đánh muôn người thầy đều biết danh xin lão gia hãy hưỡng cho chúng tôi ít ngày sẽ dùng kế bắt mới đặng quan huyện gật đầu nói rằng hôm qua giải ngư mã xuyến quần có đến cao no ăn cướp tiệm cầm đồ và nó là người võ nghệ cao cường oa trừ trộm cướp làm nhiều điều hại trong xứ. Vậy lũ bay phải cho cẩn thận, ta hạn cho năm ngày phải bắt cho đặc đem nạp sẽ trọng thường, nếu để thoát khỏi thì lũ bây có tội. Khâm sai lành tờ tập nà. rồi trở về sai phòng dặn mấy người nhà dịch qua ngày mai giả kế đi thỉnh Huỳnh Khôn đến dạy võ. Nguyên Huỳnh Khôn thường hay đến dinh ngủ dạy võ nghệ, nay có quân dước liền đến, chẳng dè nha dịch đài rượu bỏ mông hãn dược vào liền say rồi lấy dây trói tay trơn lại và đóng gông, bắt giải đến án đường. Huỳnh Khôn vừa tỉnh say mới hay mắc mưu thì nghĩ rằng mình không làm điều gì gian ác sao đến nỗi này, hỏi lại mới biết là vợ và em mình ra đầu cáo, lại Mã Giải Nguyên cũng vu cáo cho mình ăn cướp tiệm cầm đồ nữa, nên quan huyện mới sai bắt đến mà cha. Khi ấy mới nghĩ lại Lâm Thắng mắc gian kế của nó, liền hối hận không kịp, rồi than dài một tiếng rằng, không dè ngày nay mà ta bị tay đàn bà như vậy kế quan huyện ra khách dạy dẫn vào rồi hỏi rằng, người có phải là Huỳnh Khôn chăng? Huỳnh Khôn thưa, phải, quan huyện nổi giận mắng rằng, sao ngươi dám hoa chữ quân đại đạo Hải Dương, ăn cắp ghe thuyền và cướp phá tiệm cầm đồ, đã đáng tội chưa? Huỳnh Khôn cúi đầu thưa rằng, tôi thường năm ở giúp việc muối cá cho Huỳnh An Tường chớ không ở ghe nào, mỗi tháng bạc công hai đồng và chia tiền huê hồng, tôi làm như vậy đã nhiều năm, nếu như có chuyện ấy chủ ghe vào dám chứa tôi nhân lúc này Huỳnh An Tường thôi muối cá, nên tôi mới về vài ngày nay. Còn việc đánh tiệm cầm đồ thì lúc ấy có tôi ở nhà đâu, mà làm việc đó, xin đại lão ra thẩm xét. Nguyên tôi thường ở ngoài Hải Dương ít khi ở nhà, nên vợ và em tôi tư thông với mã xuyến quần, rồi chúng nó bày mưu nhiết tạo ra tội trọng này đầu cáo mà hại tôi. Xin nhờ đại lão ra cho đòi Huỳnh An Tường hỏi thì biết. Quan huyện vỗ ghế nói, nếu không dùng phép giữ mà cha thì ngươi không chịu khai bèn dậy tả hữu lấy thứ đại bảng hạng nhất đánh cha. Nguyên Huỳnh Khôn thừa nhỏ có tầm thuốc luyện gân cốt, nên không hề gì. Quan huyện thấy vậy không biết tính làm sao, liền dạy đọc hai tờ cung trạng cho Huỳnh Khôn nghe, nói rằng bởi cung trạng của vợ và em ngươi đầu cáo như thế không lẻ tha đặng nếu ngươi chịu cũng chết, bằng không chịu cũng chết, vậy ngươi hay nghĩ đi nghĩ lại chịu phứt cho rồi, nếu không thì ta sẽ dùng hình độc hơn nữa mà cha. Huỳnh Khôn cúi đầu nghĩ lại, đồ tham quan như vậy chắc là không dung mạc mình, chi bằng chịu đỡ, cho khỏi hình cha, rồi đáp rằng những việc ăn cướp thật tôi không biết đến, nay bị hình cha, nên phải chịu đỡ. Chi huyền cả mừng, liền lấy cung chiêu rồi giam lại, đợi chạy tờ phúc cơ quan trên rồi sẽ xử. Khi lũ gian phu dâm phụ nghe đặng tin ấy đều cả mừng, nói về chuyện lâm thắng đi, thiếu tiền phí lộ, nên đến đâu đều phải dạy võ mà độ nhược khi đến tĩnh thành thì nghe đồn tại tây môn nơi chùa tây thiền có khai trường võ bèn vào đó thử côn quần chơi các người coi đều rộ lên khen ngợi đồn đến trường võ liền ra tĩnh vào uống trà xảy có trí thiện thiền sư nhìn biết là học trò của học trò mình bèn hỏi nhơn việc chi mà ngươi đến đây lâm thắng liền quỳ xuống vật hết các việc đầu đuôi của sư phụ cho sư tổ rõ thì trí thiện cùng các học trò đều nói ấy là dâm phụ nó theo dệt ra chuyện đó chắc rồi trí thiện vội vàng tã một phong thơ giao cho lâm thắng về kêu huỳnh khôn đến cho người biểu nếu chậm chỉ ắt không khỏi bị tay dâm phụ hại lâm thắng liền lại từ biệt ra về đến triều châu vào thăm mẹ mới hay là thầy mình đã bị hại còn giam nơi tử lao lấy làm thương xót bèn lật đật đem bạc và thơ của sư tổ đến tử lao lo lót với chủ ngục mà vào thấy thầy liền ôm khóc một hồi rồi trao thơ huỳnh khôn xem thơ rồi dạy Lâm Thắng đến tĩnh thành đặng cầu sư tổ đến cứu. Khi ấy Lâm Thắng thuật hết câu chuyện đầu đuôi rồi lấy bạc còn dư để lại cho thấy dùng, liền quay quả ra đi cầu sư tổ đến cứu. Thiệt là thê mũi quyết đem lòng hàm hại, thầy trò may cũng đặng bình an, chương 8, hồi 8, nói về Lâm Thắng biệt thầy ra khỏi lao, về thưa cho mẹ hay, rồi lập tức ra đi, hai ngày mới đến tỉnh thành, vào chùa Tây Thiền, thấy trí thiện thiền sư liền quỳ lại rồi nhào lăn dưới đất mà khóc. Chí thiện đờ vậy hỏi ra mới biết là huỳnh khôn bị hại còn giam nơi tử khám thì lấy làm thương xót khôn cùng, rồi dắt phương thế ngọc, hồ huệ càng và lâm thắng, thẳng qua triều châu. Nguyên có học trò của Chí Thiện chỉ có Hồ Huệ càng biết việc và thảo thuận với thầy còn Phương Thế Ngọc thì thừa nhờ có tầm ngân cốt, tập luyện tay chân nguồn nhà, tánh ý thông minh nên Chí Thiện thương hơn đã truyền dạy các món màu nhiệm, nên lúc này đem theo còn Lâm Thắng thì dắt đường. Bốn thầy trò đi đến chiều châu trời vừa tối, vào nhà Lâm Thắng làm lễ ra mắt lão mẫu rồi dùng cơm tối. nghỉ đó một đêm, qua ngày thứ Lâm Thắng dắt mấy thấy trò đến mục huyện Hải Dương dọ các nẻo cho biết rồi trở về. Khi ấy Chí Thiện dạy Lâm Thắng cuối giờ ngọ vào mục cho Huỳnh Khôn hay trước, và đem theo 10 lượng bạc mua đồ ăn dọn một tiệc đài quân coi khám cho say, đặng dễ tính công việc. Qua giặc ở thân Lâm Thắng vào khám cho thầy hay trước, rồi trở ra nói với quân coi khám rằng, thầy tôi cảm ơn anh em có lòng tử tế, nên dạy tôi đem 10 lượng bạc, mua đồ dọn tiệc đài anh em ăn cho hĩ hạ. Các người coi lao nói, như Lâm Huynh vậy thật là tử tế, thầy mắc nạn học trò lo lắng như thế thật là ít có. Đang khi ăn uống thì Lâm Thắng lấy lòng nưng đờ khuyên mời, lúc gần say lại bỏ mông hãn dược vào nên các quân coi khám đều say mê đến canh hai trí thiện leo nóc nhà nhảy xuống bẻ gông và xiềng tay chân cho huỳnh khôn rồi đồng nhảy lên nóc nhà lẹ như vượn nhẹ nhàng không ai hay còn lâm thắng về đem mẹ đi ở chỗ khác khi ấy năm người ra khỏi thành nhắm đại lộ thẳng về tĩnh thành dạng ngày quân coi khám tỉnh say mới hay Huỳnh khôn đã trốn rồi thất kinh chạy báo quan huyện hay quan huyện của trách liền cho tờ tập nà bốn phía lại cha ra mới biết là lâm thắng đầu mưu việc ấy bèn niêm phong nhà cửa lâm thắng lại và cũng từ tờ cho các châu huyện tìm bắt nghiêm nhặt, nhưng mà lúc đó mồng một tháng riêng nhằm ngày Tết nên có rộng rễ một chút. Nói về năm người về đến Tây Thiền tự nhằm ngày mùng 9 tháng riêng trong chùa đều ra mừng rỡ. Huỳnh Khôn vào lại tạ ơn thầy cứu mạng, rồi làm lễ các đồ đề. Khi ấy lâm thắng nói, lũ gian phu dâm phụ ấy rất nên đại ác, phải tính báo cửu mới đặng. Huỳnh Khôn thưa cùng trí thiện rằng, xin thầy vì đệ tử ra ơn báo cửu dùng, kẻo tôi mắc tờ tập nã nghiêm nhặt không dám về. Chí thiện nói, ta cũng bằng lòng đi dùng cho ngươi một phen nữa, nhưng mà phải đình lại trong vài ngày nữa cho ngươi bớt việc cha xét rồi sẽ đi cũng không muộn gì, vậy thì ngươi ở lại đây dạy học trò thế cho ta. Nhân huỳnh khôn cũng là vị áo đầu nên việc võ nghệ sánh với trí thiện thì bằng nhau, lại sức lực mạnh hơn, nên các học trò đều bằng lòng. Ngày tháng như thoi đưa, lật bật đã đến mùng 1 tháng 2, trí thiện sửa soạn hành lý, dắt thế ngọc và lâm thắng ra đi nhằm lúc trọng xuân trời mưa rầm rề, đường đi bất tiện, bèn quá giang ghe lão long nhắm đường kỳ lãnh thẳng đến Long Xuyên, qua khỏi bãi sông, đi hơn nửa tháng mới đến Triều Châu, thầy trò lên bờ đi đến núi trước chi, chùa Thanh trước. Nguyên chùa này cũng là chùa Thiếu Lâm chia ra, chủ chỉ tên là Ngộ Không Huệ Hượng, khi ấy có tiểu sai vào báo, các đồ đệ ra rước trí thiện vào làm lễ rồi. Ngộ không hỏi, sư huynh ở đâu vân du đến đây, còn hai người này có phải là học trò chăng? Tôi có nghe rằng, Huỳnh Khôn bị vu cáo về tội chứa ăn cướp. Ngày mồng một tháng riêng đã trốn rồi, nên huyện quan có tư tờ cha bắt phải chăng? Chí thiện gật đầu, nói nhỏ các chuyện cho ngộ không hay. Ngộ không cả mừng nói, mã xuyến quần là đồ cầu đầu đáng ghét. Năm trước nó mong lòng rượt ruộng chùa này. May nhờ có quan thái thú là người thanh liêm có quen với tôi nên bỏ qua việc ấy. Như sư huynh muốn giết nó thì phải cẩn thận mới đặng. Chi Thiện gạt đầu rồi qua ngày sau đi cùng Lâm Thắng đến nhà Mã Xuyến Quần và Huỳnh Khôn mà dọ đường sau trước cho thuộc, rồi trở về chùa cơm nước xong xuôi, bèn rất Thế Ngọc và Lâm Thắng đến nhà Huỳnh Khôn trước rồi ba người nhảy tường đạp vách vào thì nhằm lúc canh ba, không có Mã Xuyến Quần ở đó. Cam Thị và Ngọc Lan đang ngủ nghe thất kinh lật đật dậy thì Thế Ngọc và Lâm Thắng đã sơ đao ngay đầy, hai nàng hồn vía bay mất, cầu xin dung mạng. Lâm Thắng nạt, nói rằng nếu bầy nói lớn tao giết lập tức bèn kéo thẳng ra trước chí thiện hỏi rằng vậy chớ ai biểu hai đứa bây vu cáo cho huỳnh khôn độc thủ vậy chớ ban đầu ai dụ dỗ bây với mã xuyến quần hòa gian cùng nhau phải khai cho thật chị em cam thị thấy có lâm thắng thì không dám giấu bèn kể hết đầu đuôi gốc ngọn hai cô vải là họ trương và họ lý dụ dỗ và mã xuyến quần xui vu cáo cho huỳnh khôn các chuyện rồi cúi lại xin dung mạng lâm thắng mắng rằng ta với bây không phải là thù oán chi còn bây với thầy ta lã nghĩa lẻ đâu lại ra độc quán giường ấy, vậy thì gan dạ bây ra thể nào? Nói rồi cùng Thế Ngọc kéo hai nàng ra lắt thịt, phân thây, rồi cùng lấy hết vàng bạc lận vào lưng, lại lấy máu viết lên tường bốn câu thơ như vậy Dâm phụ dạ mong độc giữ thai nên ta lắt thịt trả thù này, huyện quan có hỏi ra người giết lâm thắng. Huỳnh Khôn chẳng phải ai, việc xong ba người nhảy lên tường thẳng đến nhà mã xuyến quần, vừa đến cửa, bị chó sủa vô không đặng. Lâm Thắng bèn lấy bánh có trộn tóc, quăng cho chó ăn không sủa nữa, rồi nhảy lên nóc nhà nhắm ngay nhà tính mà xuống, xảy gặp quân tuần canh, vừa muốn la lên, thế Ngọc cầm dao dơ ngay mặt, nói rằng nếu mày la thì ta giết, vậy chớ bây giờ mã xuyến quần ở tại đâu? Quân canh thưa rằng, chủ tôi đang ở tại mẫu đơn đình ăn uống vui chơi cùng các ái thiếp. Thế Ngọc hỏi, mẫu đơn đình chỗ nào? Quân canh thưa, ở sau vườn bông đi khỏi nhà thính này thì thấy cửa ngõ là chỗ đó xin hào hớn dung mạng tôi. Thế Ngọc liền bảo nó dắt đi chỉ, đến cửa ngõ liền chém bỏ đó. Ba người thẳng ra sau vườn, thấy có một tòa bát giác đình, đèn đuốc sáng rực rỡ, nghe tiếng cười rờn chẳng dứt, liền phá cửa vào gặp một đứa A Hồn liền giết rồi chạy thẳng đến, thấy mã xuyến quần cùng hai người ái thiếp đều lòa thể cùng nhau, dâm lạc rất nên xấu hổ. Mã xuyến quần lúc ấy đà soàng soàng, ngó thấy ba người cầm đao thương thì thất kinh lật đật lấy ghế ngồi mà đỡ, còn hai người ái thiếp vừa la đặng vài tiếng, kế bị Tế Ngọc và Lâm Thắng chém chết. Còn Chí Thiện thì nhảy lại chém mã xuyến quần, chớ chi mã xuyến quần không say và có binh khí gì thì còn đỡ gạt đặng một ít hiệp, ngặt không có mà lại bị ba người hiệp lực chém, nên sao cự cho lại, bèn kêu hai tiếng, cứu mạng, rồi bị ba người áp chém, bầm như tương, ba người lấy vàng bạc chạy ra. Kế có hơn vài trăm gia đinh hô lên áp vây phù. Khi ấy trí thiện thấy có binh vây, liệu ra lén không đẳng, liền lật lưng lấy diêm xanh và những đồ dẫn hỏa mà đốt cái đình tử, ngọn lửa phát lên dần dần, rồi ba thầy trò áp đánh quân gia trang, giết hơn 10 người, còn bị thương tích cũng hơn vài mươi, quân gia thấy thế giữ tợn đều vỡ tan không dám vây nữa, ba thầy trò mới ra khỏi chạy về thanh trước tử. Thay đổi quần áo vấy máu rồi lấy đồ hành lý từ biệt ngộ không hề thượng xuống ghe mà về tỉnh thành. Sáng ra làng xóm đều tiếp cứu, thì ba thầy trò đã đi mất rồi, còn người trong nhà thì lo chừa lửa và lượm mấy thây bị giết, thì thây mã xuyến quần và hai người cơ thiếp cháy ra cho, kế đi báo quan đến khán nghiệm. Ngày ấy quan huyện Hải Dương đặng tờ cáo rằng cả nhà Huỳnh Khôn đều bị giết, đang đi tra xét, thấy trên vách tường có đề một bài thơ, liền sao lục vào án, kế đặng tờ cáo nhà hay, rồi tư tờ và đồ hình giao khắp bốn phương. Ai bắt Đặng Huỳnh Khôn và Lâm Thắng thì sẽ trọng thưởng. Việc ấy còn lưu lại đó. Đây nói về ba thầy trò qua cuối tháng 2 mới về đến Tây Thiền Tự, rồi thuật hết các việc đó lại. Khi ấy Huỳnh Khôn mới biết là hai mụ vải mưu sự, thì lấy làm giận, rồi lại tạ ơn Trí Thiện và hai vị sư đệ. Khi ấy Trí Thiện đem những vàng bạc đã lấy của gian phu dâm phụ giao cho Huỳnh Khôn thì Huỳnh Khôn không chịu lành. Chí thiện nói, ta thấy nhà ngươi nữa chừng thất ngẫu nên mới lỡ đem về cho ngươi. Chớ ta là người tu hành nhận những đồ đó làm gì. Thủa nay ngươi theo ta đã lâu, vậy ngươi không biết lòng ta ra thế nào sao? Các đồ đệ cũng tiếp khuyên giải nói, như sư huynh không chịu lấy thì mít lòng thầy mà lại ra sự bất nghĩa. Huỳnh khôn chối từ không đặng phải lấy cất, rồi thưa rằng đồ đệ còn một chút việc nữa chưa yên lòng, xin thầy ra ơn dáng giúp. Chí thiện nói, việc chi con nói ra điệu thầy cũng như cha con, cần gì phải dùng theo tình khách làm chi. Huỳnh khôn thưa, hai mụ vãi ở Nga Mi tự thật là độc ác, hại hai thầy trò tôi cho đến gia tán nhân ly, thiếu chút nữa thì tánh mạng không còn, nhờ có thầy cứu mới khỏi, nay khó dùng chúng no đặng, vậy xin thầy nhân tiện về thiếu lâm tự, đến đó giết chúng nó luôn thể. Chí thiện nói, Trương Tịnh Diên và Lý Tịnh Biêu là hai đứa cầu đầu làm cho nhơi nhuốc đạo ta phá hư Phật Pháp lúc ấy cũng muốn giết luôn cho rồi. Đẳng trừ hại cho con gái đờn bà sư ấy, ngặt việc kia người ta đang tìm kiếm nghiêm nhặt nên mới trở về, nay lòng đổ đệ không yên, vậy ta phải đi dùng cho một lần ngửa, không ngại chi, chỉ lo việc thầy trò ngươi, quan quân truyền lịnh tầm nã nghiêm nhặt lắm mà chỗ này đây thì cách đó không xa, vậy phải sửa soạn về phước kiến ở tại thiếu lâm tự trốn mới đặng. Còn phần các học trò thì chưa học đặng phép mộc nhơn, mộc mã vậy để ta dắt hết qua Triều Châu, tính công việc ấy xong rồi, sẽ trở về Thiếu Lâm Tự. Các đệ tử nghe nói đều nguyện đi theo, khi ấy Huỳnh Khôn và Lâm Thắng sửa soạn qua ngày 28 tháng 2 từ tạ thầy và các học trò lên đường. Đến mồng 1 tháng 3 này, trí thiện cả thầy là 11 người, sửa sang hành lý xuống ghe Lão Long mà đi, chọn 13 ngày mới đến Triều Châu vào Chùa Thanh trước. Ngộ không huề thượng ra tiếp sức, rồi nghĩ thầm rằng trí thiện lúc này rất học trò theo nhiều, không biết có việc chi nha đây. bèn hỏi rằng sư huynh về chưa đặng bao lâu, lại đem các vị sư điệt theo có việc chi chăng? trí thiện đáp rằng ta muốn đem chúng nó về thiếu lâm tự đặng học tập phép mộc nhơn, mộc mã, sản dịp ghé đây đặng tính việc khác nữa, trong vài ngày sẽ đi. bèn kề tai nói nhỏ, ngộ không nghe trong lòng có ý phiền, không biết làm sao, rồi dậy đồ để dọn cơm tối đài đằng. qua giờ thân trí thiện dặn các học trò đừng ra đường chơi rồi dắt thế ngọc đến nga mi am dọ đường thấy cửa am thấp rồi trở về chùa thay áo quần đen buộc dây tơ đi giày da nhỉ thẳng đến am lúc ấy trời mưa lâm dâm trăng lu phải lúc làm đặng thầy trò vào thành đêm ấy trong thành có bảy cuộc hát bóng lại có nhiều chỗ hát theo bồn địa và kinh ký tô châu rất nên vui thầy trò mặc đồ đen nên coi bất tiện đến canh ha hai thấy trò nhảy lên nóc chùa ở đó dình nghe hai cô vải nói chuyện với nhau rằng, việc huỳnh khôn may không ai biết ta hôn dụ nếu biết thì lũ ta đã làm quỷ không đầu rồi. Người kia lại nói, cũng bởi bọn ta thường ngày thành tâm khẩn cầu, nên nhờ ơn Bồ Tát phò hộ mới khỏi, mà cũng chưa chắc, tưởng lại hai đứa mình từ vào cửa Phật đến nay, trừ ra cầm dao cắt cổ chúng thì không có. Chớ còn những việc dâm đạo tà gian, mưu tài hại mạng không biết là bao nhiêu mà kể, nên mới tích trữ vàng bạc ngày nay được chừng ấy. Ví lẻ trời báo ứng rõ ràng thì không lấy làm tin Lại nghe người kia nói Ừ, nói như vậy nhầm lắm Chớ mỗi việc cư giữ lương tâm theo lẻ trời Thì cơm chẳng ăn làm chi nghĩ cho kỳ Tù nhân tích đức ra đời cũng chết Hung hăng tàn bạo tận số cũng không còn Miễn là vật chi hễ làm cho kín đáo thời thôi Vì hai mụ vải này rất nên độc ác mới buông lời nói làm vậy Khi ấy thầy trò chí triện trên nóc chùa nghe hết các chuyện thì nghĩ thầm rằng Thật là quân đại ác dẫu ngày nay không giết nó thì nó còn hại nhiều người khác nữa. Kế hai mụ vải tắt đèn đi ngủ, trí thiện bèn nhảy xuống chém một đứa một đao, lại mổ gan ruột ra, rồi tuốt vào buồng thấy của bất nghĩa hơn ba ngàn lượng vàng, thì tính dùng của ấy giúp cho những kẻ nghèo, liền lấy trao lên cho Thế Ngọc rồi nhảy lên, đang lúc tối trời, ngó xa xa thấy một người đi như vượn nhảy, rán thong, rất nên nhanh lẹ, không nghe động dạng nguyên trí thiện có một cặp kiếng coi mắt để coi ban đêm nên thấy rõ ràng thì biết là người đồng đạo bèn biểu thế ngọc đứng đó chờ rồi nhảy tuốt theo thấy người ấy nhảy xuống vào tại nha huyện hải dương dây lâu lại nhảy lên nóc nhà chạy về phòng đạo thương huệ triều lại thấy một người đờn bà ra tiếp rước rồi người ấy thò tay vào túi lấy ra một cái ấn đồng trao cho người đờn bà đem cất trí thiện lấy làm lạ bèn trở về chỗ cũ nói các việc lại với thế ngọc rồi hai thầy trò nhảy thành về chùa thì đà nữa canh năm. Dạ ngày trí thiện nói với mấy người trong chùa rằng, nay ta muốn lập tức khởi trình, ngặt hồi hôm thấy một việc rất lạ, nên ta phải nán lại vài bữa nữa coi việc ra thế nào, rồi sẽ đi cũng không muộn. Việc này sau sẽ tiếp, thơ rằng, ba bận triều châu chảo án thù, giết yên gian phụ với dâm phu, chỉ vì trộm ấn nên kỳ sử mới đăng cùng nhau khỏi tội tù, nói về quan huyện Hải Dương tên là Thạch Kỳ. Nguyên đêm trước vào lúc canh ba bị mất ấn, thì thấy kinh hồn vía, không biết vì cớ nào, dán sức tìm kiếm không đặng. Kế có người đến báo rằng, hai mụ vải ở Nga Mi Am bị người ta giết và lấy hết vàng bạc. Bởi Thạch Chi huyện mắc dầu việc mình, nên đi tra xét không đặng, bèn sai lại mục là Hà Phúc Trình đi khám nghiệm. Khi ấy quan huyện lo lắng vô cùng, mới nghĩ lại chi phủ là Vương Đình Huệ, cũng là người địa phương, ở cùng nhau rất hậu vậy đến đó lo tính coi có kế chi bảo toàn đặng trăng, liền lên kiệu thẳng đến nha môn vào thi lễ rồi thưa hết công việc ấy. Vương Thái Thú nghe nói kinh tâm, bèn nói việc này phải lén thăm dò không nên tiết lộ, nếu quan trên hay đặng ắt là khó lắm, vậy phải trở về cáo bệnh, như trong huyện có ảm việc chi mà có ân tín thì ta sẽ làm thế cho. Còn việc ấy phải lén dọ như ra mối thì chịu chụp nhiều tiền một chút, đợi trong 10 ngày nữa sẽ hay. Quan huyện lại tả rồi trở về nhà bày nói về chuyện khâm sai án sát sứ quản binh bị tại huệ triều tên là lại đại bàng gốc đầu mục quân hải tặc thuở nhỏ có học với đạo sĩ tại võ đương sơn là phùng đạo đức nên võ nghệ cao cường nay thấy chỗ huệ triều là nơi giàu có mới lo với quan trên đến đó chấn nhậm đặng thâu góp của dân nuôi quân trộm cướp nguyên vương thái thú là người hay thương dân như con còn thạch chi huyện tuy không phải quan thanh liêm cho lắm chớ cũng một người hay dựa phép nên đem lòng giận mà ăn trộm ấn cho bỏ ghét Tại chi phủ cũng một bụng với chi huyện nên không báo cho quan trên hay việc mất ấn ấy, thì giận mà ăn trộm luôn ấn của chi phủ nữa. Nguyên chi phủ thấy quan huyện bị mất ấn, thì lấy ấn của mình cột vào lưng, không dám rời ra, ai ngờ quân của lại đại bằng có nghề giỏi lắm. Đợi chi phủ ngủ, lén vô cắt lưng mà lấy, khi ấy huyện, phủ đều mất ấn hết, lấy làm lo dầu vô cùng. Nói về trí thiện thiền sư có lòng đi do thám thì biết huyện, phủ đều bị mất ấn bèn đến huyện đường, biểu sai nha và thưa rằng có trí thiện thiền sư ở thiếu lâm tự đến xin ra mặt lão gia. Lúc ấy thạch chi huyện đang lo giàu, nghe sai nha vào thưa có huệ thượng đến, thì nghĩ có việc chi đây, trong lòng cả mừng, liền dậy mở cửa giữa, mặc áo đội mảo, bổn thân ra rước vào đại tràng, thấy huệ thượng đầu tròn, chán cao, mặt vuông. Tác lớn mười phần chắc chắn, tuy đã hơn tám chục tuổi, mà hai con mắt như đồng linh, oai phong lầm lầm, tướng mạo đường đường biết là người phi thường liền bước tới công tay xá mà nói tôi không rè phật ra đến tiếp sức chậm trễ xin tha lỗi trí thiện cười nói tôi nghe sứ quân và thái thú bị người ám hại nên đến giải cứu nhưng chỗ này không lẻ nói bèn nắm tay thạch kỳ dắt vào hậu thính phân ngôi chủ khách mời ngồi kế quân thủ hạ dưng trà uống rồi trí thiện biểu đổi quân hầu lui ra đặng nói chuyện quan huyện dạy tùng nhơn lui ra Chí thiện nói, từ khi huỳnh khôn bị vu cáo cầm tại ngục thì ta đã ba phen đến Triều Châu cứu đổ đệ và giết gian phu. Dâm phụ cùng hai đứa tập nghi tại Nga Mi Am, thấy lại đại bằng ăn trộm ấn đem về tại nhà, nay đến nói cho sứ quân và thái thú hay, đặng đến bắt nó lấy ấn đem về đái công chuộc tội trước đặng trăng. Thạch kỳ thất kinh mà nói, nguyên lại đạo thai là người đại đạo Hải Dương có công nên được thăng thọ bực ấy, lại ngày trước có đến mượn tiền lương trong kho ta không chịu cho, nên thiết kế mà hại ta như thế. Nay nhờ thiền sư nói mới hay, bằng không thì thái thú và tôi ắt tánh mạng không còn. Còn việc huỳnh khôn thật tôi không rõ, mới bị can khúc làm vậy, mã xuyến quân, cam thị, ngọc lan và hai mụ vải thật quân độc ác chết đà đáng số, chớ thiền sư có tội chi phòng ngại, vậy để tôi bầm cùng quan thái thú, đặng hủy án ấy. Chỉ lo việc lại đạo thai là bực thượng ti, nay không bằng cớ chi làm sao dám đến nhà? Chí thiện nói, vậy để lão tăng này đến ra mắt, quan thái thú định một phép bắt đặng bắt nó đến đây tra xét. Quan huyện nói, vậy thì thiền sư và tôi đến đó, toan liệu, bèn cùng chí thiện đi đến phủ. Quan thái thú lật đật xước vào làm lễ mời ngồi rồi thạch kỳ thuật hết các việc thiền sư giết quân gian phu dâm phụ và việc lôi đạo thai ăn trộm ấn cho chi phủ rõ. Và nói, tôi đã hứa lở với thiền sư rằng để tôi bầm cùng ngài đặng xin hủy án sát nhân ấy. Thiền sư lại nói, để đến cho giáp mặt ngài, đặng tính kế bắt lại đạo thai. Chi phủ bèn bước đến xương tả xin thiền sư bày kế. Chí thiện nói, thái thú cũng rõ biết lại đại bằng là người không tử tế thì ắt có nuôi quân phỉ đồ đạo tặc, nên thường nghe những nhà giàu bị trộm cướp hoài, mà cha xét không ra. Còn thái thú và sứ quân mỗi lần đều có tư tờ cho nhân dân ai bắt đặng kẻ gian thì sẽ trọng thương mà cũng không thấy ai bắt đặng món đồ tang nào, ấy có phải là tại nó im ầm chăng? Vậy để thầy trò tôi chia ra bốn phía rình nhà nó ít đêm, hễ gặp đem đồ tang về thì bắt đến phủ đường tra xét thì rõ chiếc ấn tích nó để chỗ nào, khi ấy sẽ bẩm với đại hiến hội đồng đến nhà nó xét thì chắc làm sao cũng đặng. Phủ, huyện gật đầu nói rằng, thật là diệu kế, vậy chớ khá trẻ, xin phiền lão thiền sư nội đêm nay cùng mấy vị cao đồ dáng tính chuyện ấy cho xong, át đặng trọng thương. Trí thiền từ tả trở về thanh trước tự nói chuyện lại với các học trò rồi sai Thế Ngọc núp phía đông, Hồ Huệ càng phía tây, Lâm Thắng phía bắc, còn mình thì phía nam. Bốn người đều có đem khí giới, dặn rằng, hề thấy ăn trộm ra thì để cho nó đi rồi non theo sau, chờ nó lấy đặng đồ tang đem về sẽ bắt giải đến phù. Ba đồ đệ vâng lịnh chia nhau núp các hướng đó quả thiệt đêm ấy bắt được hơn 10 tên ăn trộm, liền giải đến nhà phủ, huyện hội đồng tra hỏi, mới biết chỗ nó giấu ấn quan và tài vật, bèn lập tức sai người đến tỉnh báo cho quan trên hay rồi nhóm các gia dịch đến nhà lại đại bàng, xét bắt thêm đặng mấy tên ăn trộm nữa, và hai cây ấn đó. Khi ấy Vương Chi Phủ liền giao việc trong phủ tại cho Thạch Chi huyện làm thế, rồi hiệp cùng thầy trò trí thiện đến bắt lại đạo thai giải chung với lũ ăn trộm và đồ tang đến tỉnh, liền nơi vào bẩm cho quan trên hay. Quan trên thất kinh liền hội tam pháp công đồng lại mà tra xét, việc qua như vậy, làm sớ tâu, vua và điệu lại đạo thai về kinh trị tội, việc xong rồi. Chi phủ cùng thầy trò trí thiện trở về Triều Châu, thì phủ huyện đền ơn, thầy trò trí thiện từ chối không chịu rồi từ tả trở về thanh trước tử, từ biệt ngộ không huê thượng đẳng trở về thiếu lâm tự tại Phước Kiến. Đây nói về thanh thiên tử cũng châu Nhật Thanh đi đến Kim Lăng, chỗ đó là gia quán của Nhật Thanh. Nguyên khi trước mẹ Nhật Thanh cho Nhật Thanh theo làm con nuôi cao Khánh Nhơn thì bà ấy trở lại Kim Lăng mà ơ. Đến nay Nhật Thanh vào lại mừng mẹ và hỏi thăm việc nhà xong rồi vua cũng lấy lễ mà thăm viếng, rồi vào thơ phòng an nghỉ. Khi ấy Nhật Thanh thuật hết các việc đi đường và đã cưới vợ rồi cho mẹ hay, thì mẹ mừng, rỡ, qua ngày thứ Nhật Thanh sữa soạn dọn cơm ăn uống xong rồi, đồng ra ngoạn kiền, xuống ghe nhỏ đến trước núi, bên mé sông có một cái chùa tên là Kim Sơn, rất nên đẹp đẽ rồi đến trước đài ngọc thơ thấy đoàn ghe buôn qua lại hơn hai ngàn chiếc, xa xem sắc nước màu trời tốt tươi như vẻ, thật là cảnh chùa này mười phần sinh lịch khi ấy vua hoan hỷ bèn lấy viết để bài thơ như vậy sông lồng bóng nước mấy ngàn thu mây úp non cao nước chảy trôi muôn dặm trường giang in ngọc đáy một vừng minh nguyệt trói kim cầu xa hơn tây bắc ba ngàn cõi thế tước giang nam mấy chục châu tươi tốt khôn cùng là thắng cảnh duyên trời có phận mới lên chơi vua làm thơ rồi vào chùa thấy trước cửa có làm hai tướng đứng hai bên trong cửa có bốn vị tứ đại thiên vương trong chùa đại hùng bửu điện sơn vẽ giữa ràng tại Tây Du Lang có 18 vị la hán thiếp vàng, quét tước dọn dẹp sạch sẽ. Chủ trì là đạt cơ lão hòa thượng, kéo một bọn chúng tăng ra làm lễ rước vào phương trượng mời trà nước xong xuôi, rồi bày dọn tiệc chay thiết đãi. Thanh thiên tử lấy ra 20 lượng bạc mà cúng chùa, rồi ngồi đàm đạo chơi một hồi, vua thấy trời còn sớm, bèn dẫn nhật thanh ra phía trước dạo theo chân núi giải muộn. Khi đi gần đến một cây thác, xảy nghe gió thổi ào ào, khói bay mù mịt, trong khói ấy lại hiện ra một con rắn trắng rất lớn, mình dài hơn năm trượng, đầu to hơn thúng, miệng hả đỏ lòm, dương nanh múa vuốt bay đến. Nhật Thanh thấy vậy cả kinh chết giấc, còn vua thì lúc ấy cũng thất kinh, lật đật rút cây long tuyển kiếm, chăm chỉ ngó con quái ấy, thì thấy nó mọp sát đất, cất đầu gặt lên gặt xuống không thôi, dường như ra mắt bái ít vua. Khi ấy vua tĩnh ngộ, thầm nghĩ rằng chắc là con quái này đến cầu phong chi đây bèn cất tiếng hét lớn lên mà nói như muốn cho Trẫm sắc phong thì hãy hiện nguyên hình đi. Còn quài ấy liền hiện ra một đạo cô, quỳ dưới đất cúi đầu cầu phong. Vua bèn phong cho làm chúa lôi phong tháp, lại tặng tên họ là Bạch Thị Phu Nhơn, trưởng quản Kim Sơn tự mà thọ hưởng muôn dân tế tự. Khi ấy Bạch Thị Phu Nhơn tạ ơn rồi đứng dậy hóa lùng gió bay đi, xảy có hai vị tiên đồng đánh nhạc làm lễ mừng nghinh tiếp về chùa ngụ làm thần. Lúc ấy Nhật Thanh vừa tỉnh dậy mở mắt ra thì không thấy yêu xà liền hỏi vua mới rõ là yêu đến cầu phong. Lúc ấy trời đã chiều liền dắt nhau về chùa thì hòa thượng ra tiếp vào đài cơm chay tại hậu liêu. Vua nghĩ đó đến canh ba xảy có một luồng gió thổi ảo đến. Vua tính giấc dậy ngó ra thấy một con cọp đen. Trường nha chảo đến quỳ trước mặt làm cho vua cả kinh. Bạch xà đã chịu ơn vua tặng. Hắc hổ đến nhờ sắc đế phong nói về vua ở hậu liêu tức giấc vừa muốn tiểu sởi thấy một con cọp đen quỳ mọp dưới đất cúi đầu, dường thể bái ít vua mà cầu phong. Vua liền lấy tay chỉ cọp mà phán rằng ta phong cho ngươi là trấn sơn hắc hổ tướng quân, hưởng muôn dân cúng quải. Hắc hổ liền gặt đầu tạ ơn vua mà đi, khi ấy vua đi tiểu rồi trở vào nghĩ đến sáng, dậy tắm giữa thay đổi quần áo tinh khiết rồi bước đến hùng bửu điện bái ít Phật như lai, tăng chúng kẻ đánh trống, người gióng chuông rất nên nghiêm chính khi ấy vua bài yết rồi trở vào phương trượng lót lùng một bữa cơm chay, rồi cùng nhật thanh từ biệt hòa thượng mà lên đường. Lúc đi đường nghe thiên hạ nói, trốn anh võ viên rất nên vui vẻ, khi ấy nhật thanh mới thuật chuyện lại cho vua nghe, nguyên chủ ấy của Diệp Hoàng cơ là em Diệp Binh hộ lập ra để chứa cờ bạc, Ỷ thế anh lại có nuôi thầy nghề võ vô số, hiếp đáp người lương thiện, dẫu có kiện thưa cũng không làm chi xuể, quan viên lớn nhỏ thầy đều không dám nói thốt đến va bất luận là ai hễ vào sòng cờ bạc đánh chúng không chung, bằng thua thì nick chót, còn ai muốn đánh mà không bạc, thì làm giấy thế gia viên điền sản, hoặc của cha mẹ hoặc của chú bác hay là anh em cũng đẳng, liền trao bạc cho mà đánh, ra sòng rồi đi đâu mặc ý, nó cứ nhân lộc họ hàng mà đòi thì phải trả lập tức, cũng bởi ý quyền anh nó hiếp chúng như thế, nó tòm góp những của phi nghĩa như vây nên mới ra cử phú có tiền bạc xây cất ra một tòa huê viên 10 phần huê Mỹ. Này sản hai cha con ta cũng nên đến đó coi chơi cho biết. Chương 9, hồi 9, vua nói nếu quả vậy thì hơn quân ăn cướp. Vậy ta hãy đến đó xem thử ra thế nào rồi sẽ giết phứt nó đi mà trừ đại hại trong xứ này. Tính rồi liền rời gót đến đó, thấy anh võ viên cơ xảo cất khéo lạ lùng, thiên hạ đông đảo, thẳng vào vườn thấy những tòng bá xôm xuê rất nên thạnh mậu. kiển vật phô trương, bông thơm nực mùi chim nói líu là rất nên khoát ý ngó thẳng tới có một tòa lầu cao lớn phía trước lầu có một cái khe nước trong leo lèo lại có bắc cầu bằng đá qua khỏi cầu có vòng quanh lộn tốn khắc hình rồng bốn phía đều xây non bộ mỗi chặng lại có cất hậu đình nghĩ mát đi lần đến chùa hốt me vì vua muốn coi việc cờ bạc ra thế nào liền chăm chỉ tại sòng me không muốn đi chơi chùa khác khi ấy có người tại sòng me bưng nước trà lại chào mừng mời uống và hỏi, chẳng hay nhị vị khách quan đến đây đánh me chơi chăng? Vua gật đầu nói, phải, để thong thả coi đã. Khi hái hốt được hai chén thấy đánh ăn thua nho nhỏ tưởng việc cũng tầm thường. Qua chén thứ ba vua cởi đôi kim xuyến người cầm chén thấy đặt lớn không dây giờ bèn cho người mời Diệp Hoàng Cơ. Diệp Hoàng Cơ đến thấy vua lạ mặt mà đánh lớn làm vậy thì nghĩ thầm trong bụng rằng như ăn thì vua, còn chúng thì không chung, sợ gì mà không dám dở. Liền nháy biểu tên canh chén khui đi. Chẳng ngờ khui ra tiền yêu, chúng của vua đặt, chủ sâu rồi còn phải chung 418 lượng năm chi. Khi ấy Diệp Hoàng cơ bước mà nói rằng, số là khách quan không rõ điều lệ trong tiệm này en bư vầy, như đánh nhỏ ăn thua mỗi chén mỗi chung, còn đánh đánh lớn thế này thì phải đánh luôn ba chén rồi sẽ tính chung một lần. Vua nghe nói cả giận mắng rằng, mi nói bậy, đánh lớn nhỏ là tại ý ta, dám khui chén thì dám ăn chung, phải đem bạc tính chung cho mau nếu để lâu ắt khó dễ cho mi diệp hoàng cơ nói nghe không mặc ý mi rồi đây mi sẽ biết liền kêu lớn rằng kẻ tả hữu đâu ra đây cho ta biểu một lũ côn đồ xốc ra lúc ấy mấy người đánh me thấy việc bất tường liền lật đật chen nhau ra cho khỏi chỗ hung hiểm khi ấy nhật thanh thấy việc giữ như vậy thì lộn theo người ta ra ngoài đặng lo mưu giải cứu vua thấy nhật thanh ra rồi bèn truyền thần lực rút cặp roi ra kêu Diệp Hoàng Cơ nói, nhà ngươi tội ác dày đầy, nên khiến ngày nay gặp ta đến đây giết ngươi mà trừ hại trong xứ này. Nói rồi múa cặp roi sốc tới đánh Diệp Hoàng Cơ, chẳng dè lũ côn đồ ác lại ngăn đỡ xung đánh với vua một cách dữ tợn, thì ấy Diệp Hoàng Cơ truyền lệnh ai bắt được vua sẽ trọng thường, song vua mạnh lắm, lũ côn đồ chống trả chẳng lại, kẻ bể đầu, người gãy tay, và chết hết vài tên. Diệp Hoàng Cơ thấy vậy liền cho kêu mấy người thầy nghề võ áp ra cự với vua. Vua đánh với chúng nó đến mặt trời chen lặn, tay chân đả bài hoài, một mình khó nổi cự đặng thế đả nghi cặp. Đang lúc ấy bồn cảnh thần hoàng thấy thánh giá lâm nguy thì thất kinh, lật đật đi kiếm người đi cứu giá, vừa may gặp đường hoán đang nằm ngủ lại bá huệ đình thượng liền kêu dậy mách bảo đi cứu giá. Đường hoán thức dậy nghe tiếng la chém giết vang tai, liền sách khi giới chạy đến chỗ ấy thấy một bọn học trò của mình đang vây một người ước chừng 30 tuổi, tướng mạo khôi ngô, tư dung lầm lầm, bộ đà đuối sức, lo đờ gạt mà thôi, không thể đánh lại, thì đường hoán kiếm trước mà cứu, bèn la lớn lên rằng bọn người hãy lui ra để ta vào bắt sống tên hung phạm ấy cho. Bọn giáo đầu nghe thì cả mừng lui ra để cho đường hoán ra tay. Khi ấy đường hoán xốc vào đánh so với vua chừng ba bốn hiệp, rồi liếc mắt thấy bọn giáo đầu đứng xa, bèn nói nhỏ với vua rằng, hảo hớn hãy theo ta, vua liền hội ý biết người ấy có ý trợ lực cho mình, liền tuốt theo đường hoán. Lúc ấy đường hoán giả lấy một cây phi phiêu hơi trước mặt làm như tuồng trá bại dụ vua đến chỗ vắng mà giết vậy, bọn giáo đầu ngờ là thiệt mừng thầm nên không cần theo tiếp ứng, khi ra đến huê viên thì đường hoán nhảy thoát lên tường rồi mở dây lung ra thòng xuống, chẳng dè tường cao dây vắn. Bên nói với vua rằng, hảo hớn hãy mở dây trong mình ra nối với dây tôi rồi trèo lên giả sơn nắm dây cho chặt đặng tôi kéo lên tường đào nạn. Vua làm y theo, rồi đường hoán dáng sức kéo vua lên, nói với vua rằng phía bên kia tường thì thuộc về huê viên của quan thượng thơ tên là Trần Kim Bảng là người quen, vậy chắc xuống đó thì vô hại. Đường hoán liền thòng vua xuống đó rồi cũng nhảy theo lẹ như nhiếp. Khi ấy vua tạ ơn rồi hỏi tên họ quê quán, đường hoán lật đật cúi đầu quỳ mọp xuống đất tâu rằng kẻ hạ thần không hay đến cứu bệ hạ chậm trễ xin thứ tội, tôi là Đường Hoán ở tỉnh Phước Kiến, tạp học trò võ nghệ tại Thiếu Lâm Tự, nay ở với Diệp Hoàng Cơ làm chức tổng giáo đầu, may nhờ thần Hoàng Mách Bảo, đến cứu được bệ hạ vẹn vẻ mình rồng. Vua cả mừng nói, nhà ngươi vốn là ơn của tỷ am, có tội chi mà ngại, hãy đứng dậy cho trẫm phân trần vua bèn lấy một vật tên là cửu long hớn ngọc ban cho đường hoán và dặn rằng như ngày sau chấm hồi chào rồi thì ái khanh hãy đem vật báu này trình với lưu dung quân cơ thì người sẽ đem ái khanh đến ra mắt chấm rồi chấm sẽ ra phong quân tước khi đường hoán chịu ban thưởng và nghe các lời vua dặn dò liền tạ ơn vua mà tâu rằng phía trước đây có một cái phòng ốc vậy xin bệ hạ đến đó tạm nghĩ xin cho kẻ hạ thần lui gót nói rồi liền nhảy lên tường lẹ như chim bay không hề khua động vua mừng khen không xiết, lúc ấy trời đã tối, trăng mờ, sao lu, khiến lòng vua ái ngại khó bề lui lưới, nghỉ vì Trần Kim Bằng. Tuy là tôi của mình mà lúc này đang ở tại trào làm chức lễ bộ thượng thơ, có một mình vợ con nó ở nhà, nay ta đương lúc nguy cấp làm vậy, chẳng biết nó có hứng cho ta ở ngụ nhà nó đêm nay chăng? Đang bàn luận một mình, bỗng thấy đèn ở xa xa đi chăm chỉ đến chỗ vua, lại nghe có tiếng đàn bà nói với nhau. Khi đến đi gần tới, vô lật đật núp theo hòn non bộ mà ẩn mình, thì nghe có A Huyền nói, đây là vườn Tây Quế Huê Thọ, sao không thấy bóng dạng người, tưởng không lẽ có hoàng đế lâm nạn đến trốn lấy mà chúng ta phòng đi cứu giá, chắc là Bồ Tát báo mộng không thiệt, vậy thì tôi với cô về đóng cửa nghĩ cho sớm, kẻo để bà ở nhà mặc đồ chiều phục hầu đợi mệt lòng. Rồi lại nghe một người con gái mắng con A Huyền rằng, can chi mi mà mi lòng cắt nghĩa chớ có nói bậy mà mang tai, hãy đi tìm cho kỳ lường a huyền vâng lời cầm đèn đi dọi một vòng nữa khi ấy vua núp trong hòn non bộ nghe hai người cải lầy với nhau thì có bụng mừng bèn bước ra nói Chấm ở đây sao ái khanh biết đến mà tiếp giá tiểu thơ lấy vạt áo che mặt tâu rằng như ngài quả là đương kim thiên tử xin cho tôi biết dấu tích mời dám tin vua liền thò tay trong lưng lấy cái ấn cửu long trao cho con tì tất đưa lại cho tiểu thơ xem khi ấy tiểu thơ đưa gần đèn thì thấy có làm chữ thọ mạng ư thiên ký thọ vĩnh xương Tiểu thơ xem đà quyết, liền lật đật quỳ tâu, kẻ hạ thần đến cứu giá chậm trễ tội đánh muôn thác. Vua đỡ mà nói, Khanh là người ân của trẫm nào có tội chi phòng sợ. Tiểu thơ liền đứng dậy khiến A Hồn sách đèn đi trước dẫn đường. Vua và tiểu thơ đi sau, khi gần đến phủ, tiểu thơ xin vua đứng chờ một chút đặng vào thưa cho mẹ hay mà nghinh tiếp. Liền vào thưa cho mẹ hay, thánh giá đã đến xin mẹ ra rước cho mau đồ thị phu nhơn cả mừng lật đật ra nghinh thánh giá vào vua lên ngồi trên thượng tòa còn hai mẹ con quỳ chiều bái mọc dưới đất vua miễn lễ cho hai mẹ con đứng hầu hai bên lúc ấy trong phủ đèn đuốc sáng trưng vua xem tiểu thơ diện mạo đoan trang hình dung yểu điệu thật là sắc nước hương trời đẹp xin vô giá vua rất mừng thầm rồi sang hỏi phu nhơn vì sao biết trẫm lâm nạn hay là mộc ứng chi nên mới tiên chi thể ấy phu nhơn tâu rằng có quan âm mách bảo và dặn dò cặn kẻ về sự lương duyên con gái tôi tên là ngọc phi ứng hiệp cùng bệ hạ đêm nay thì thành say ngầu nay mẹ con tôi tiếp được thánh giá về đây cũng nhờ sức phật trời mách bảo vua nghe rất mừng và cảm tạ ơn bồ tát chỉ dẫn ấy cũng là tại thiên duyên túc hiệp xui khiến xung vầy tơ tóc phu nhơn tâu chẳng hay duyên cớ nào thánh giá lâm đại nạn dương ấy xin bệ hạ chỉ dụ cho kẻ hạ thần rõ Vua nói, chấm nhơn xuống giang nam, đi với con nuôi chấm là Nhật Thanh, đẳng du ngoạn, khi đến anh võ viên thì ghé đó nhàn du đánh me chơi. Chấm thắng, chẳng dè bị diệp hoàng cơ y thế thị cường không chịu chung, nên chấm giận muốn giết nó ai ngờ kẻ thù hạ của nó rất đông. Chấm một mình đánh không lại tưởng đã xảy tay may nhờ đường hoán giải cứu khỏi mới đến chốn này, lại gặp tiểu thơ nghinh tiếp. Này thần thánh là mai chậm há phụ tình lấp nghĩa sao đành vậy chấm phong Ngọc Phụng trước Tây Cung, chờ ngày sau hồi chào sẽ rước. Đêm ấy vua cùng Ngọc Phụng Huê chúc thành hôn, vua lại truyền rằng những tôi gia dịch trong trần phủ này ai truyền ngôn lọt thấu ra ngoài, thì chấm sẽ trị tội chẳng dung, vì trầm e là diệp hoàng cơ ám hại, hay là các quan biết được khó nổi ngoạn du. Phu nhân tâu rằng xin bệ hạ chớ lo theo ý tôi tưởng thì Diệp Hoàng Cơ chừng lẻ dám đến đây tra xét, xong tôi lo cho nhật thanh ái ngại về sự bệ hạ thôi. Vậy để tôi sai kẻ tâm phúc đi tìm thông tin cho Nhật Thanh hay cho bớt sự buồn rộng. Liền sai ra Nhơn đi lập tức, nói về Nhật Thanh ngày ấy lòn đặng ra ngoài, thám nghe xong bặt tin tức, không biết việc hiền giữ thế nào, bèn tuốt về nhà thưa cho mẹ hay đặng lo mưu giải cứu. Khi đang lo tính cùng mẹ, xảy được tin vua thì rất mừng. Còn Diệp Hoàng Cơ khi thay đường hoán dẫn dụ tên lạ mặt đến chỗ vắng mà giết thì trong lòng mừng rỡ vô cùng bèn khiến gia đình đóng các cửa sau lê viện lại rồi có ý ngồi chờ báo tin, chẳng dè chờ một ngày một khuya trong lòng phát nghi, liền khiến kẻ thù hạ đốt đến đi tìm kiếm nội vườn không thấy, thì biết là đường hoán cứu người ấy, bèn nổi giận trở về phủ dậy chôn cất mấy thây chết, rồi sai người đi báo với phủ huyện rằng đường hoán ăn trộm châu báu đi trốn, xin đóng các cửa thành đặng tra xét. khi ấy phu huyện tuân lời truyền đóng bít các cửa thành, làm cho kẻ thương mãi ra vô bất tiện lại náo động cả thành Giang Nam, vì hỏi kẻ thủ hạ của Hoàng Cơ y thế mượn hơi cọp nhát nai, nên hà hiếp cha xét, đánh đập dân tình rất nên khổ khắc, còn việc bán buôn bất tiện. Khi ấy gia nhơn của Trần phú thấy vậy về báo lại cho phu nhơn hay. Phu nhơn nỗi giận mắng rằng thật lũ ấy là quân loạn thần, dám to gan làm cho náo động lê dân. Bèn sai người đi cho Phú, huyện hay, phải mở cửa thành cho dân sự bán buôn, bằng cường bức náo động lê dân xanh biến thì ta sẽ chạy tờ về kinh báo bẫm cho tướng phủ hay rồi phúc tâu với hoàng thượng ra tội, thì chừng ấy chớ khá trách ta sao không nói trước. Khi ấy phu, huyện nghe thất kinh liền cho hoàng cơ hay rồi mở cửa thành cho dân sự an cư buôn bán trong thành như xưa. Đây nói về sự vua ở tại Trần Phủ Gá Duyên cùng Ngọc Phụng Phong cho chức Tây Công Nương Nương, đến sau bà này sanh ra thế tử nối ngôi, đặt hiệu là Gia Khánh Hoàng Đế. Khi vua gặp cần được ba ngày rồi, tính đi du ngoạn, nên ước định trước cho mẹ con phu nhân hay và nói sau chấm hồi chào rồi sẽ cho quan đến ninh tiếp hai mẹ con rơi lụy chẳng dám ngăn trở khi ấy vua từ biệt đi thẳng đến nhà nhật thanh rồi sắm sửa hành lý hai cha con thẳng qua hà nam về tĩnh châu tiên trấn vì đã nghe đồn tĩnh này thiên hạ đông đảo phố xá kinh dinh rất nên thanh lịch tốt hơn mấy tỉnh kia đi hơn bảy ngày mới đến thật là thiên hạ bán buôn đông đảo phố xá nguy nga rất nên sinh lịch nguyên sứ này thiên hạ gồm đến ở buôn bán, lại thuộc về địa đầu, nên món ngon vật lạ không thiếu chi. Tài tử sai nhơn khi ông kể xiết, tuy là không bằng sứ Nam Kinh Phú Hậu mặc đầu, đường xá rộng lớn xe ngựa dần dần, ngày như đêm chen trơn không lọt, còn thanh lầu nhà sách, tiệm tiên lầu ngó càng chóa mắt, vua xem không nhàm. Rồi ghé tiệm tiên lầu ăn lót lòng đặng đi chơi nữa, khi ăn rồi thò tay vào lối lấy tiền trả chẳng dè tiền bỏ quên tại nhà Nhật Thanh không biết làm sao, bèn cởi áo lá mặc trong mình có năm hạt ngọc bóng khiến Nhật Thanh đem đến tiệm cầm đồ cầm đờ 100 lượng bạc, đặng chi đụng trong vài ngày, sau trở về Nam Kinh sẽ lấy tiền chuộc lại, Nhật Thanh vương lịnh đem áo đến tiệm cầm đồ hiệu là Thành An Đường. Tiệm này có một người tài phú, họ trương tên kế đức lào thông bửu vật xem biết trọng khinh, nên khi Nhật Thanh đưa cái áo về thế, thì tên tài phú coi hàng rẻ đã cũ giá không đáng, xong năm cái nút áo giá đáng liên thành, liền chịu cầm 100 lượng bạc, rồi biên giấy, giao bạc và giấy cầm cho Nhật Thanh đem về. Khi ấy mấy người làm công trong tiệm lấy làm lạ chẳng biết áo ấy cách gì mà tài phú cầm nhiều tiền như vậy, hay là tài phú bữa nay điên khùng gì hay sao? Bèn thuật công chuyện ấy cho ông chủ tiệm bay. Khi ấy chủ tiệm làm áo coi thì thật là áo cũ mới hỏi tên tài phú rằng sao ngươi dám đem tiền của ta mà hủy hoại cho người mà thâu cái áo cũ như vậy dẫu cho áo này còn mới đi nữa thì giá đang cũng trùng một lượng bạc là nhiều, còn như có muốn cầm thì chừng một lượng tám chỉ thì phải, chớ lẻ nào cầm đến một trăm lạng làm vầy, một là ngươi muốn phá của ta, nên làm chuyện hồ đồ giường ấy, hay là ngươi muốn làm mưu chuyên của ấy mà xài. Tên tài phú cười đáp rằng của ấy cầm một trăm lượng có nhiều gì, dẫu có cầm một ngàn lượng cũng không bỏ. Chủ tiệm nghe cả giận mắng rằng trong thế người điên hay sao? Người tưởng áo ấy quý xương nào mà đắc ý như vậy? Tên tài phú nói, như ông muốn bỉa áo ấy ra thế nào thì ông hãy cho mời các ông chủ tiệm cầm đồ đến đây thị chứng rồi tôi sẽ chỉ sự báo áo của ấy cho biết. Chừng ấy ông mới biết tôi nhản lực thúc phá vật báu. Như áo ấy quý thì xin ông mỗi năm phải thêm tiền ông cho tôi năm lượng và thưởng hiện 100 lượng về sự nhàn lực của tôi. Còn như vật ấy không ra gì thì tôi chịu thường y giá và ở làm công không một năm. Ông chịu cùng chăng? Người chủ tiệm nói, chịu, ta sẽ y lời ngươi giao kết đó, bèn cho người mời mấy người chủ tiệm cầm đồ đến thị trứng. Khi các chủ tiệm đến trà nước xong xuôi, chủ tiệm cầm áo coi rồi hỏi tên tài phú, vậy chờ áo này lấy chi làm bằng mà biết là quý và trọng giá dường ấy. Tên tài phú trả lời rằng, không cần gì phải hỏi, để tôi thí nghiệm thì biết. Liền đem ra 10 ngọn dao, một lò lửa, một bồn nước rồi đứng cắt nghĩa rằng áo này quý tại năm cây nút nguyên là năm hột ngọc ở bên Tây Liêu, đời nhà Tống, sai địch thanh qua Bình Liêu, mới thâu đặng một cây chân châu kỳ thì trong cây cờ ấy có năm hột ngọc, một hột tị thủy, một hột tị hỏa, một hột tị phong, một hột tị trần và một hột tị khí giái. Vậy để tôi thí nghiệm cho các ông coi, bèn để áo ấy trên bàn, biểu người người cầm người cái đao mà chặt mỗi tay mà áo ấy không đứt chút u wow, hào, các người coi đều thất kinh rồi đem ra một lò lửa bỏ áo vô quạt cháy hừng hừng bỏ áo vô mà đốt, một hồi lâu cũng không cháy, còn lửa thì tắt hết, cả thầy đều lấy làm lạ, lại lấy áo ấy nhận vào bồn nước thì nước vẹt chảy tràn ra. Khi thí nghiệm rồi ai nấy đều khen người tài phú là người có nhàn lực, còn ông chủ tiệm cả mừng, rồi bồi thường y theo lời đã giao kết. Khi ấy tên tài phú xanh tâm lập kế biểu ông chủ tiệm đổi năm cái nút ấy, để làm cùa, rồi đem năm hột nút giả cha vào áo ấy nói về khi vua quyền biến cầm áo lấy tiền trả cho tiên lầu và tiêu dụng, nên phải ở nán tại tiệm ngủ ít ngày đặng chờ Nhật Thanh về Giang Nam lấy bạc đem lại chua. Khi Nhật Thanh phụng mạng ra đi, tính khứ hồi là mười bừa. Vua khiến Nhật Thanh đem bạc đi chuộc thì tiệm tính lời một tháng, giá bạc lời là một lượng 5 chi. Khi Nhật Thanh đem áo vào cho vua thì vua chăm chỉ xem năm hột nút, biết là đồ giả. Trong lòng cả giận bèn dẫn Nhật Thanh tới tiệm thành an đường mà đòi bao ấy lại chủ tiệm và tài phú chối từ không chịu có làm điều gian trá. Vua thấy lũ ấy khăng khăng chặt lòng không chịu trả thì vua và Nhật Thanh cả giận nhảy đến bắt tên chủ tiệm và tài phú rút báo kiếm ra trận ngang bàn họng chúng nó và mắng rằng quần bây là đồ chó, tham lam của người tội dư muôn thác, như bọn ngươi muốn sống hãy đem trả báo ấy cho ta, thì ta sẽ tha. Còn mấy người làm công trong tiệm không dám ra binh cử, là sợ nếu binh thì chủ tiệm và tài phú ắt chết nên đứng xa mà ngó khi ấy chủ tiệm trách móc tài phú rằng cũng tại ngươi sanh sự nên mới giấy ra họa này rồi nói với vua xin ông tha tôi sẽ hươn cựu vật lại cho ông nói rồi sai hai người đi lấy năm hột nút áo đem ra trả cho vua vua nhìn thiệt của mình liền bỏ vào túi rồi cười mà nói này ta lấy đức mà tha cho bọn bây nói rồi tức thì vua và nhật thanh sách tóc bọn gió quăng ra và đá một đứa một đá té lăn củ đuối đất rồi cha con vua dắt nhau ra đi khi ấy tên tài phú giận lắm lồm cồm trồi dậy trèo lên lầu vọng canh sáng mà la chi hô rằng có ăn cướp đến cướp tiệm, hãy ra tay bắt chúng nó. Nguyên có điều lệ cho mỗi tiệm, hễ khi nào bị hung hiểm thì sáng mã la ra hiệu lệnh, đặng các phố xá hay mà tiếp cứu nhau, nên khi vua và nhiệt thanh ra khỏi tiệm rồi. Nghe sau lưng có tiếng mã la đánh om sòm thì ngó lại thấy các tiệm và quan binh rũ nhau truy chóc tiếp cứu. Vua biết họa to, hèn sông tới trước mà chạy, còn hai bên phố xá cửa đóng bịt bùng, kẻ đi đường đông nứt phía trước khó nổi bôn ba, sau lưng thì trương kế đức là tài phú tiệm thành An Dương dẫn bè bạn, cầm những đồ binh khí rượt theo. Lúc đó vua nổi sung, rút gươm báo đánh tới, bạc mạng cho trương kế đức vừa trớn xông tới bị vua mới đao đứt làm hai khúc, quan binh thấy vậy liền áp tới vây phủ Nguyên sứ châu tiên chấn này là chỗ khẩn yếu địa đầu nên quan binh đông lắm, áp đến bốn phía phủ vây, mũi kim chen chẳng lọt rồi hồn chiến với hai cha con vua đánh hơn nửa ngày mà ra không khỏi. Thế đà nguy cấp, thổ địa, thần hoàng thất kinh, liền chạy đi kiếm người bảo giá, dòm thấy trên vọng lầu canh có quan tối bình đương nằm ngủ, người này là một tên vũ tướng, võ nghệ siêu quần. Xúc mạnh ngàn cân, vì thời vận vị đạt nên nương ngụ chốn này, nay vận đà đến nên khiến cho thần mách bảo ra cứu giá. Khi ấy thần nhơn cho nằm chiêm bao, dặn dò hãy dậy đi giải nạn cho vua thì tối bình lồm cồm trổi dậy đứng ngó mông, xảy nghe chiêng trống vang dậy, tiếng la hét dường như sấm dậy, bèn dòm theo lổ xong cửa sổ, thấy có hai người đang bị quan binh vây khổn, thế đảo nguy cấp lại thấy trên đầu người ấy có chiếu hào quang sáng rực, thì nghĩ thầm chụp người này là thiên tử lâm nạn, nên thần nhơn mách bảo cho ta đến để cứu giá mà lập công. Liền lại tạ ơn thánh thần rồi cầm thiết côn nhảy đại xuống lầu, xông vào trận hơi như điễn xiếc quan binh ngã lăn nguyên cây còn ấy nặng hơn chục cân, nên chúng nhầm ai la người ấy cũng chết binh tướng thấy tối bình rất mạnh, nên phải tránh cho về vào. Khi tối bình đánh giết đến trước mặt vua, liền quỳ xuống tâu rằng kẻ hạ thần cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn thác, xin bệ hạ theo tôi đánh giết, phá vây mà ra. Vua cả mừng nói, vậy ân huynh mau hiệp với chẫm đánh dồn ra, lúc ấy tối bình khai tiền lộ gặp quan bổn chấn làm chức hiệp thái tên mã lão gia đánh cùng tối bình hơn 10 hiệp, liền bị tối bình một côn nhào xuống ngựa, quân mắc áp vào cứu không giọt theo tối bình. Khi ấy vua ngó lại kêu tối bình biểu vào trùng vây cứu dùm con mình. Tối bình liền trở vào chỗ chiến trường, kêu nân sĩ thấy tối bình mạnh bảo thì không dám ngăn đón, nên cứu đặng nhật thanh, rồi hai người chuyển thân lực đánh ra khỏi vây. Khi vua thấy tối bình sức manh dường ấy thì hỏi tên họ. Tối bình bày tỏ tên họ và thuật chuyện thần nhân mách bảo mới biết đến mà cứu giá kế ba người tuốt về tiệm ngũ lấy đồ hành lý đi ước đặng mười dặm đường kế trời tối ba người ghé tiệm ăn cơm rồi vua viết một đạo chỉ giao cho tối bình đem về kinh trình cho lưu dung đặng phong cho tối bình làm chức đề đốc và thưởng tiền bạc đặng làm phí lộ tối bình liền tạ ơn vua rồi thẳng tuốt về kinh còn vua và nhật thanh thì thẳng qua trấn giang mà chơi ấy là chúa tôi gặp ngỡ nên chi kỷ phụ tử ngao du rất khoái tâm vua nói nếu quả vậy thì hơn quân ăn cướp Vậy ta hãy đến đó xem thử ra thế nào rồi sẽ giết phứt nó đi mà trừ đại hại trong xứ này. Tính rồi liền rời gót đến đó, thấy anh võ viên cơ xảo cất khéo lạ lùng, thiên hạ đông đảo, thẳng vào vườn thấy những tổng bá xôm xuê rất nên thạnh mậu, kiển vật phô trương, bông thơm nực mùi, chim nói líu là, rất nên khoát ý, ngó thẳng tới có một tòa lầu cao lớn, phía trước lầu có một cái khe nước trong leo lẻo, lại có bắc cầu bằng đá, qua khỏi cầu có vòng quanh lộn tốn khắc hình rồng bốn phía đều xây non bộ mỗi chặng lại có cất hậu đình nghĩ mát đi lần đến chùa hốt me vì vua muốn coi việc cờ bạc ra thế nào liền chăm chỉ tại sòng me không muốn đi chơi chùa khác khi ấy có người tại sòng me bưng nước trà lại chào mừng mời uống và hỏi chẳng hay nhị vị khách quan đến đây đánh me chơi chăng vua gật đầu nói phải để thong thả coi đã khi hái hốt được hai chén thấy đánh ăn thua nho nhỏ tưởng việc cũng tầm thường qua chén thứ ba vua cởi đôi kim xuyến người cầm chén thấy đặt lớn không dây giờ bèn trồ người mời Diệp Hoàng Cơ. Diệp Hoàng Cơ đến thấy vua lạ mặt mà đánh lớn làm vậy thì nghĩ thầm trong bụng rằng như ăn thì vua, còn chúng thì không chung, sợ gì mà không dám dở. Liền nháy biểu tên canh chén khui đi, chẳng ngờ khui ra tiền yêu, chúng của vua đặt, chủ sâu rồi còn phải chung 418 lượng năm chi khi ấy Diệp Hoàng cơ bước mà nói rằng, số là khách quan không dò điều lệ trong tiệm này en bư vầy, như đánh nhỏ ăn thua mỗi chén mỗi chung, còn đánh đánh lớn thế này thì phải đánh luôn ba chén rồi sẽ tính chung một lần. Vua nghe nói cả giận mắng rằng, mi nói bậy, đánh lớn nhỏ là tại ý ta, dám khu chén thì dám ăn chung, phải đem bạc tính chung cho mau, nếu để lâu ắt khó dễ cho mi. Diệp Hoàng cơ nói, nghe không mặc ý mi, rồi đây mi sẽ biết liền kêu lớn rằng kẻ tả hữu đâu ra đây cho ta biểu, một lũ côn đồ xốc ra, lúc ấy mấy người đánh me thấy việc bất tường, liền lật đật chen nhau ra cho khỏi chỗ hung hiểm. Khi ấy Nhật Thanh thấy việc giữ như vậy thì lộn theo người ta ra ngoài đặng lo mưu giải cứu. Vua thấy Nhật Thanh ra rồi, bèn truyền thần lực rút cặp roi ra, kêu Diệp Hoàng cơ nói nhà ngươi tội ác dày đầy, nên khiến ngày nay gặp ta đến đây giết ngươi mà trừ hại trong xứ này nói rồi múa cặp roi sốc tới đánh diệp hoàng cơ chẳng dè lũ côn đồ ác lại ngăn đỡ xung đánh với vua một cách dữ tợn thì ấy diệp hoàng cơ truyền lịnh ai bắt được vua sẽ trọng thường song vua mạnh lắm lũ côn đồ chống trả chẳng lại kẻ bể đầu người gãy tay và chết hết vài tên diệp hoàng cơ thấy vậy liền cho kêu mấy người thầy nghề võ áp ra cự với vua vua đánh với chúng nó đến mặt trời chen lặn tay chân đà bài hoài một mình khó nổi cự đặng thế đã nghi cặp đang lúc ấy bồn cảnh thần hoàng thấy thánh giá lâm nguy thì thất kinh, lật đật đi kiếm người đi cứu giá, vừa may gặp đường hoán đang nằm ngủ lại bá huệ đình thượng liền kêu dậy mách bảo đi cứu giá. Đường hoán thức dậy nghe tiếng la chém giết vang tai liền sách khi giới chạy đến chỗ ấy, thấy một bọn học trò của mình đang vây một người ước chừng 30 tuổi, tướng mạo khôi ngô, tư dung lầm lầm, bộ đà đuối sức, lo đờ gạt mà thôi, không thể đánh lại, thì đường hoán kiếm trước mà cứu bèn la lớn lên rằng, bọn người hãy lui ra để ta vào bắt sống tên hung phạm ấy cho. Bọn giáo đầu nghe thì cả mừng lui ra để cho đường hoán ra tay. Khi ấy đường hoán xốc vào đánh so với vua chừng ba bốn hiệp, rồi liếc mắt thấy bọn giáo đầu đứng xa, bèn nói nhỏ với vua rằng, hảo hớn hãy theo ta. Vua liền hội ý biết người ấy có ý trợ lực cho mình, liền tuốt theo đường hoán. Lúc ấy đường hoán giả lấy một cây phi phiêu hơi trước mặt làm như tuồng trá bại dụ vua đến chỗ vắng mà giết vậy bọn giáo đầu ngờ là thiệt mừng thầm nên không cần theo tiếp ứng. Khi ra đến huê viên thì đường hoán nhảy thoát lên tường rồi mở dây lung ra thòng xuống, chẳng dè tường cao dây vắn, bên nói với vua rằng, hảo hớn hãy mở dây cho mình ra nối với dây tôi, rồi trèo lên giả sơn nắm dây cho chặt đặng tôi kéo lên tường đào nạn. Vua làm y theo, rồi đường hoán dáng sức kéo vua lên, nói với vua rằng, phía bên kia tường thì thuộc về huê viên của quan thượng thơ tên là Trần Kim Bảng là người quen vậy chắc xuống đó thì vô hại đường hoán liền thòng vua xuống đó rồi cũng nhảy theo lẹ như nhiếp khi ấy vua tạ ơn rồi hỏi tên họ quê quán đường hoán lật đật cúi đầu quỳ mọp xuống đất tâu rằng kẻ hạ thần không hay đến cứu bệ hạ chậm trễ xin thứ tội tôi là đường hoán ở tỉnh phước kiến tạp học trò võ nghệ tại thiếu lâm tự nay ở với diệp hoàng cơ làm chức tổng giáo đầu may nhờ thần hoàng mách bảo đến cứu được bệ hạ vẹn vẻ mình rồng Vua cả mừng nói, nhà ngươi vốn là ơn của tỷ am, có tội chi mà ngại, hãy đứng dậy cho trẫm phân trần. Vua bèn lấy một vật tên là cửu long hớn ngọc ban cho đường hoán và dặn rằng, như ngày sau chấm hồi chào rồi thì ái khanh hãy đem vật báo này trình với lưu dung quân cơ thì người sẽ đem ái khanh đến ra mắt trẫm rồi chấm sẽ ra phong quân tước. Khi đường hoán chịu ban thưởng và nghe các lời vua dặn dò, liền tạ ơn vua mà tâu rằng, phía trước đây có một cái phòng ốc, vậy xin bệ hạ đến đó tạm nghĩ, xin cho kẻ hạ thần lui gót. Nói rồi liền nhảy lên tường lẹ như chim bay, không hề khu đồng. Vua mừng khen không xiết, lúc ấy trời đã tối, trăng mờ, sao lu, khiến lòng vua ái ngại khó bề lui lưới, nghỉ vì Trần Kim Bằng. Tuy là tôi của mình mà lúc này đang ở tại trào làm chức lễ bộ thượng thơ, có một mình vợ con nó ở nhà, nay ta đương lúc nguy cấp làm vậy chẳng biết nó có hứng cho ta ở ngụ nhà nó đêm nay chăng? đang bàn luận một mình, bỗng thấy đèn ở xa xa đi chăm chỉ đến chỗ vua, lại nghe có tiếng đàn bà nói với nhau. Khi đến đi gần tới, vua lật đật núp theo hòn non bộ mà ẩn mình, thì nghe có A Huyền nói, đây là vườn Tây Quế Huê Thọ, sao không thấy bóng dạng người, tưởng không lẽ có hoàng đế lâm nạn đến trốn lấy mà chúng ta phòng đi cứu giá. Chắc là Bồ Tát báo mộng không thiệt, vậy thì tôi với cô về đóng cửa nghĩ cho sớm, kẻo để bà ở nhà mặc đồ chiều phục hầu đợi mệt lòng rồi lại nghe một người con gái mắng con A hồn rằng, can chi mi mà mi lòng cắt nghĩa chớ có nói bậy mà mang tai, hãy đi tìm cho kỳ lường. A Hường vâng lời cầm đèn đi dọi một vòng nữa, khi ấy vua núp trong hòn non bộ nghe hai người cải lầy với nhau, thì có bụng mừng, bèn, bước ra nói, chấm ở đây, sao ái khanh biết, đến mà tiếp giá. Tiểu thơ lấy vạt áo che mặt tâu rằng, như ngài quả là đương kim thiên tử, xin cho tôi biết dấu tích mời dám tin vua liền thò tay trong lưng lấy cây ấn cửu long trao cho con tì tất đưa lại cho tiểu thơ xem. Khi ấy tiểu thơ đưa gần đèn thì thấy có làm chữ, thọ mạng ư thiên ký thọ vĩnh xương. Tiểu thơ xem đà quyết, liền lật đật quỳ tâu kẻ hạ thần đến cứu giá chậm trễ tội đánh muôn thác. Vua đỡ mà nói khanh là người ân của trẫm nào có tội chi phòng sợ. Tiểu thơ liền đứng dậy khiến A Hồn sách đèn đi trước dẫn đường. Vua và tiểu thơ đi sau, khi gần đến phủ, tiểu thơ xin vua đứng chờ một chút đặng vào thưa cho mẹ hay mà nghinh tiếp, liền vào thưa cho mẹ hay. Thánh giá đã đến xin mẹ ra rước cho mau, đồ thị phu nhân cả mừng, lật đật ra nghinh thánh giá vào. Vua lên ngồi trên thượng tòa, còn hai mẹ con quỳ chiều bái mọp dưới đất, vua miễn lễ cho hai mẹ con đứng hầu hai bên, lúc ấy trong phủ đèn đuốc sáng trưng, vua xem tiểu thơ diện mạo đoan trang, hình dung yểu điệu, thật là sắc nước hương trời, đẹp xin vô giá vua rất mừng thầm rồi sang hỏi phu nhơn vì sao biết trẫm lâm nạn hay là mộc ứng chi nên mới tiên chi thể ấy phu nhân tâu rằng có quan âm mách bảo và dặn dò cặn kẻ về sự lương duyên con gái tôi tên là ngọc phi ứng hiệp cùng bệ hạ đêm nay thì thành dai ngầu nay mẹ con tôi tiếp được thánh giá về đây cũng nhờ sức phật trời mách bảo vua nghe rất mừng và cảm tạ ơn bồ tát chỉ dẫn ấy cũng là tại thiên duyên túc hiệp xui khiến xung vầy tơ tóc phu Nhơn tâu chẳng hay duyên cớ nào thánh giá lâm đại nạn dương ấy xin bệ hạ chỉ dụ cho kẻ hạ thần rõ vua nói trẫm nhơn xuống giang nam đi với con nuôi trẫm là nhật thanh đặng du ngoạn khi đến anh võ viên thì ghé đó nhàn du đánh me chơi trẫm thắng chẳng dè bị diệp hoàng cơ y thế thị cường không chịu chung nên trẫm giận muốn giết nó ai ngờ kẻ thù hạ của nó rất đông trẫm một mình đánh không lại tưởng đã xảy tay may nhờ đường hoán giải cứu khỏi mới đến chốn này lại gặp tiểu thơ Ninh tiếp. Này thần thánh là mai chậm há phụ tình lấp nghĩa sao đành, vậy chậm phong ngọc phụng chức tây cung, chờ ngày sau hồi chào sẽ rước. Đêm ấy vua cùng ngọc phụng huê chúc thành hôn, vua lại truyền rằng những tôi ra dịch trong trần phủ này ai truyền môn lọt thấu ra ngoài, thì chậm sẽ trị tội chẳng dung, vì chậm e là diệp hoàng cơ ám hại, hay là các quan biết được khó nổi ngoạn du. Phu Nhân tâu rằng xin bệ hạ chớ lo theo ý tôi tưởng thì Diệp Hoàng Cơ chừng lẻ dám đến đây tra xét, xong tôi lo cho Nhật Thanh ái ngại về sự bệ hạ thôi. Vậy để tôi sai kẻ tâm phúc đi tìm thông tin cho Nhật Thanh hay cho bớt sự buồn rộng. Liền sai gia Nhân đi lập tức, nói về Nhật Thanh ngày ấy lòn đặng ra ngoài, thám nghe xong bặt tin tức, không biết việc hiền giữ thế nào, bèn tuốt về nhà thưa cho mẹ hay đặng lo mưu giải cứu. Khi đang lo tính cùng mẹ, xảy được tin vua thì rất mừng. Còn Diệp Hoàng Cơ khi thay đường hoán dẫn dụ tên lạ mặt đến chỗ vắng mà giết thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Bèn khiến gia đình đóng các cửa sau lê viện lại rồi có ý ngồi chờ báo tin. Chẳng dè chờ một ngày một khuya trong lòng phát nghi. Liền khiến kẻ thù hạ đốt đến đi tìm kiếm nội vườn không thấy. Thì biết là đường hoán cứu người ấy. Bèn nổi giận trở về phủ dậy chôn cất mấy thây chết. Rồi sai người đi báo với phủ. Huyện rằng đường hoán ăn trộm châu báu đi trốn. Xin đóng các cửa thành đặng tra xét. Khi ấy phu, huyện tuân lời, truyền đóng bít các cửa thành, làm cho kẻ thương mãi ra vô bất tiện, lại náo động cả thành giang nam, vì hỏi kẻ thủ hạ của hoàng cơ y thế mượn hơi cọp nhát nai, nên hà hiếp cha xét, đánh đập dân tình rất nên khổ khắc, còn việc bán buôn bất tiện. Khi ấy gia nhơn của Trần Phũ thấy vậy về báo lại cho phu nhơn hay. Phu nhơn nỗi giận mắng rằng thật lũ ấy là quân loạn thần, dám to gan làm cho náo động lê dân bèn sai người đi cho phú, huyện hay, phải mở cửa thành cho dân sự bán buôn, bằng cường bức náo động lê dân sanh biến, thì ta sẽ chạy tờ về kinh báo bẫm cho tướng phú hay rồi phúc tâu với hoàng thượng ra tội, thì chừng ấy chớ khá trách ta sao không nói trước. Khi ấy phú, huyện nghe thất kinh liền cho hoàng cơ hay rồi mở cửa thành cho dân sự an cư buôn bán trong thành như xưa. Đây nói về sự vua ở tại Trần Phú Gá Duyên cùng Ngọc Phụng Phong cho chức Tây Công Nương Nương đến sau bà nầy sanh ra thế tử nối ngôi, đặt hiệu là gia khánh hoàng đế. Khi vua gập cần được ba ngày rồi, tính đi du ngoạn, nên ước định trước cho mẹ con phu nhân hay và nói sau chấm hồi chào rồi, sẽ cho quan đến ninh tiếp. Hai mẹ con rơi lụy, chẳng dám ngăn trở. Khi ấy vua từ biệt đi thẳng đến nhà Nhật Thanh rồi sắm sửa hành lý hai cha con thẳng qua Hà Nam về tỉnh Châu Tiên Trấn, vì đã nghe đồn tỉnh này thiên hạ đông đảo, phố xá kinh dinh rất nên thanh lịch tốt hơn mấy tính kia. Đi hơn 7 ngày mới đến, thật là thiên hạ bán buôn đông đảo, Phố xá nguy nga rất nên sinh lịch. Nguyên sứ này thiên hạ gồm đến ở buôn bán, lại thuộc về địa đầu, nên món ngon vật lạ không thiếu chi. Tài tử sai nhơn khi ông kể xiết, tuy là không bằng sứ Nam Kinh Phú Hậu mặc đầu, đường xá rộng lớn xe ngựa dần dần, ngày như đêm chen trơn không lọt, còn thanh lầu nhà xét. tiệm tiên lầu ngó càng chóa mắt, vua xem không nhàm, rồi ghé tiệm tiên lầu ăn lót lòng đặng đi chơi nữa. Khi ăn rồi thò tay vào lối lấy tiền trả chẳng dè tiền bỏ quên tại nhà Nhật Thanh, không biết làm sao, bèn cởi áo lá mặc trong mình có năm hạt ngọc bóng, khiến Nhật Thanh đem đến tiệm cầm đồ cầm đờ 100 lượng bạc, đặng chi đụng trong vài ngày, sau trở về Nam Kinh sẽ lấy tiền chuộc lại. Nhật Thanh vương lịnh đem áo đến tiệm cầm đồ hiệu là Thành An Đường. Tiệm này có một người tài phú, họ trương tên kế Đức Lào thông bửu vật xem biết trọng khinh nên khi Nhật Thanh đưa cái áo về thế, thì tên tài phú coi hàng rẻ đã cũ giá không đáng, xong năm cái nút áo giá đáng liên thành, liền chịu cầm 100 lượng bạc, rồi biên giấy, giao bạc và giấy cầm cho Nhật Thanh đem về. Khi ấy mấy người làm công trong tiệm lấy làm lạ chẳng biết áo ấy cách gì mà tài phú cầm nhiều tiền như vậy, hay là tài phú bữa nay điên khùng gì hay sao? Bèn thuật công chuyện ấy cho ông chủ tiệm bay khi ấy chủ tiệm làm áo coi thì thật là áo cũ mới hỏi tên tài phú rằng, sao ngươi dám đem tiền của ta mà hủy hoại cho người mà thâu cái áo cũ như vậy Dẫu cho áo này còn mới đi nữa thì giá đang cũng chung một lượng bạc là nhiều, còn như có muốn cầm thì chừng một lượng tám chỉ thì phải, chớ lẻ nào cầm đến một trăm lạng làm vậy Một là ngươi muốn phá của ta, nên làm chuyện hồ đồ giường ấy, hai là ngươi muốn làm mưu chuyên của ấy mà sai. Tên tài phú cười đáp rằng, của ấy cầm một trăm lượng có nhiều gì, dẫu có cầm một ngàn lượng cũng không bỏ. Chủ tiệm nghe cả giận mắng rằng, trong thế người điên hay sao? Người tưởng áo ấy quý xương nào mà đắc ý như vậy? Tên tài phú nói, như ông muốn bỉa áo ấy ra thế nào thì ông hãy cho mời các ông chủ tiệm cầm đồ đến đây thị chứng rồi tôi sẽ chỉ sự báo áo của ấy cho biết. Chừng ấy ông mới biết tôi nhàn lực thúc phá vật bóng như áo ấy quý thì xin ông mỗi năm phải thêm tiền ông cho tôi năm lượng và thưởng hiện 100 lượng về sự nhàn lực của tôi. Còn như vật ấy không ra gì thì tôi chịu thường y giá và ở làm công không một năm, ông chịu cùng chăng? Người chủ tiệm nói, chịu, ta sẽ y lời ngươi giao kết đó, bèn cho người mời mấy người chủ tiệm cầm đồ đến thị trứng. Khi các chủ tiệm đến trà nước xong xuôi, chủ tiệm cầm áo coi rồi hỏi tên tài phú, vậy chờ áo này lấy chi làm bằng mà biết là quý và trọng giá dường ấy. Tên tài phú trả lời rằng, không cần gì phải hỏi, để tôi thí nghiệm thì biết. Liền đem ra 10 ngọn dao, một lò lửa, một bồn nước rồi đứng cắt nghĩa rằng áo nảy quý tại năm cây nút, nguyên là năm hột ngọc ở bên Tây Liêu, đời nhà Tống, sai địch thanh qua Bình Liêu, mới thâu đặng một cây chân châu kỳ thì trong cây cờ ấy có năm hột ngọc, một hột tị thủy, một hột tị hỏa, một hột tị phong, một hột tị trần và một hột tị khí giái. Vậy để tôi thí nghiệm cho các ông coi, bèn để áo ấy trên bàn, biểu người người cầm 10 cái đao mà chặt mỏi tay mà áo ấy không đứt chút u wow! hào, các người coi đều thất kinh. Rồi đem ra một lò lửa bỏ áo vô quạt cháy hừng hừng bỏ áo vô mà đốt, một hồi lâu cũng không cháy, còn lửa thì tắt hết, cả thầy đều lấy làm lạ, lại lấy áo ấy nhận vào bồn nước thì nước vẹt chảy tràn ra. Khi thí nghiệm rồi ai nấy đều khen người tài phú là người có nhàn lực, còn ông chủ tiệm cả mừng rồi bồi thường y theo lời đã giao kết. Khi ấy tên tài phú xanh tâm lập kế biểu ông chủ tiệm đổi năm cái nút ấy, để làm của, rồi đem năm hột nút giả cha vào áo ấy. Nói về khi vô quyền biến cầm áo lấy tiền trả cho tiên lầu và tiêu dụng, nên phải ở nán tại tiệm ngủ ít ngày đẳng chờ Nhật Thanh về Giang Nam lấy bạc đem lại chuộc. Khi Nhật Thanh phụng mạng ra đi, tính khứ hồi là 10 bừa. Vô khiến Nhật Thanh đem bạc đi chuộc thì tiệm tính lời một tháng giá bạc lời là một lượng năm chi khi nhật thanh đem áo vào cho vua thì vua chăm chỉ xem năm hột nút biết là đồ giả trong lòng cả giận bèn dẫn nhật thanh tới tiệm thành an đường mà đòi báo ấy lại chủ tiệm và tài phú chối từ không chịu có làm điều gian trá vua thấy lũ ấy khăng khăng chặt lòng không chịu trả thì vua và nhật thanh cả giận nhảy đến bắt tên chủ tiệm và tài phú rút báo kiếm ra trận ngang bàn họng chúng nó và mắng rằng quần bây là đồ chó tham lam của người tội dư muôn thác như bọn ngươi muốn sống hãy đem trả báo ấy cho ta, thì ta sẽ tha. Còn mấy người làm công trong tiệm không dám ra binh cử, là sợ nếu binh thì chủ tiệm và tài phú ắt chết nên đứng xa mà ngó. Khi ấy chủ tiệm trách móc tài phú rằng cũng tại ngươi sanh sự nên mới giấy ra họa này, rồi nói với vua xin ông tha, tôi sẽ hươn cửu vật lại cho ông. Nói rồi sai hai người đi lấy năm hột nút áo đem ra trả cho vua vua nhìn thiệt của mình liền bỏ vào túi rồi cười mà nói, này ta lấy đức mà tha cho bọn bay. Nói rồi tức thì vua và nhiệt thanh sách tóc bọn gió quăng ra và đá một đứa một đá té lăn củ đuối đất, rồi cha con vua dắt nhau ra đi. Khi ấy tên tài phú giận lắm lồm cồm trổi dậy trèo lên lầu vọng canh sáng mà la chi hô rằng, có ăn cướp đến cướp tiệm, hãy ra tay bắt chúng nó. Nguyên có điều lệ cho mỗi tiệm, hễ khi nào bị hung hiểm thì sáng mã la ra hiệu lệnh đặng các phố xá hay mà tiếp cứu nhau, nên khi vua và Nhật Thanh ra khỏi tiệm rồi, nghe sau lưng có tiếng mã la đánh om sòm thì ngó lại thấy các tiệm và quan binh rũ nhau truy chóc tiếp cứu. Vua biết họa to, hèn sông tới trước mà chạy, còn hai bên phố xá cửa đóng bịt bùng, kẻ đi đường đông nứt phía trước khó nổi bôn ba, sau lưng thì trương kế đức là tài phú tiệm thành An Dương dẫn bè bạn, cầm những đồ binh khí rượt theo. Lúc đó vua nổi sung, rút gươm báo đánh tới bạc mạng cho trương kế đức vừa trớn xông tới bị vua mới đao đứt làm hai khúc quan binh thấy vậy liền áp tới vây phù nguyên sứ châu tiên trấn này là chỗ khẩn yếu địa đầu nên quan binh đông lắm áp đến bốn phía phủ vây mùi kim chen chẳng lọt rồi hồn chiến với hai cha con vua đánh hơn nửa ngày mà ra không khỏi thế đà nguy cấp thổ địa thần hoàng thất kinh liền chạy đi kiếm người bảo giá dòm thấy trên vọng lầu canh có quan tối bình đương nằm ngủ người này là một tên vũ tướng võ nghệ siêu quần, xúc mạnh ngàn cân, vì thời vận vị đạt nên nương ngụ chốn này, nay vận đà đến nên khiến cho thần mách bảo ra cứu giá. Khi ấy thần nhơn cho nằm chiêm bao, dặn dò hãy dậy đi giải nạn cho vua, thì tối bình lồm cồm trổi dậy đứng ngó mông, xảy nghe chiêm trống vang dậy, tiếng la hét dường như sấm dậy, bèn dòm theo lổ xong cửa sổ, thấy có hai người đang bị quan binh vây khổn. Thế đảo nguy cấp lại thấy trên đầu người ấy có chiếu hào quang sáng rực, thì nghĩ thầm, chụp người này là thiên tử lâm nạn, nên thần nhơn mách bảo cho ta đến để cứu giá mà lập công. Liền lại tạ ơn thánh thần rồi cầm thiết côn nhảy đại xuống lầu, xông vào trận hơi như điển siếc quan binh ngã lăn, nguyên cây còn ấy nặng hơn tám chục cân, nên chúng nhầm ai la người ấy cũng chết binh tướng thấy tối bình rất mạnh, nên phải tránh cho về vào. Khi tối bình đánh giết đến trước mặt vua, liền quỳ xuống tâu rằng kẻ hạ thần cứu giá chậm trễ tội đáng muôn thác, xin bệ hạ theo tôi đánh giết, phá vây mà ra. Vua cả mừng nói, vậy ân huynh mau hiệp với trẫm đánh dồn ra, lúc ấy tối bình khai tiền lộ gặp quan bổn chấn làm chức hiệp thái tên mã lão gia đánh cùng tối bình hơn 10 hiệp, liền bị tối bình một côn nhào xuống ngựa, quân mắc áp vào cứu không giọt theo tối bình. Khi ấy vua ngó lại kêu tối bình biểu vào trùng vây cứu dùm con mình, tối bình liền trở vào chỗ chiến trường, kêu nân sĩ thấy tối bình mạnh bảo thì không dám ngăn đón nên cứu đặng nhật thanh, rồi hai người chuyển thân lực đánh ra khỏi vây. Khi vua thấy Tối Bình sức manh giường ấy thì hỏi tên họ. Tối Bình bày tỏ tên họ và thuật chuyện thần nhân mách bảo mới biết đến mà cứu giá. Kế ba người tuốt về tiệm ngủ lấy đồ hành lý đi ước đặng mười dặm đường. Kế trời tối ba người ghé tiệm ăn cơm. Rồi vua viết một đạo chỉ giao cho Tối Bình đem về kinh trình cho Lưu Dung. Đặng phong cho Tối Bình làm chức đề đốc và thưởng tiền bạc đặng làm phí lộ. Tối bình liền tạ ơn vua rồi thẳng tuốt về kinh, còn vua và Nhật Thanh thì thẳng qua Trấn Giang mà chơi. Ấy là, chúa tôi gặp ngỡ nên chi kỷ, phụ tử Ngao Du rất khoái tâm. Chương 10, hồi 10, vua có ý qua Trấn Giang Du ngoạn nên noi theo đại lộ thẳng đến, đi đặng nửa ngày, hỏi thầm kẻ thổ nhơn thì thổ nhơn nói, phía trước đây là Lâm Thành, còn phía đảng kia là Trấn Giang, như muốn qua Trấn Giang thì noi theo đảng cũ trở lại mới nhầm khi ấy vua và nhật thanh mới hay mình đi lạc thì nói vậy thì thẳng đến lâm thành chơi một chuyến cho biết rồi sẽ trở lại trấn giang khi tính rồi liền thẳng đến lâm thành nguyên sứ này còn thuộc về trung châu ai muốn đến nam kinh cũng phải noi theo đường này mà đi nên xe ngựa kiệu võng qua lại đầy đường tuy không bằng châu tiên trấn song cũng hơn mấy xứ kia dọc dàng phong cảnh đẹp xinh ngày đi đêm nghỉ hai ngày mới tới lâm thành thấy đường xá rất nhiều chợ buôn đông đảo phố phường tề chính khi trời vừa tối vua và nhật thanh vào tiệm nghĩ dạng ngày thức dậy rửa mặt trải gỡ thay quần áo rồi hỏi thăm chủ tiệm các nẻo đường đặc đi chơi chủ tiệm chỉ vẻ đành dành vua và nhật thanh rời gót ra đi đây nói về đương thọ xuân người tĩnh phước kiến làm chức lưỡng quảng tổng đốc khi chức thi đậu lưỡng bảng tấn sĩ làm quan thanh liêm cẩn thận thương dân như con danh thơm đồn dậy đế đô người đều kính phục quan đại thần này có một người em ruột tên là Ngộ Xuân, không ham học thi thơ, võ văn chuyên lo nghề võ, tánh hay kết bạn cùng anh hùng hào kiệt bốn phương lại học được thập bát ban võ nghệ, mỗi món đều thông, còn việc mạnh thì ít kẻ bị kịp, tánh ham cờ bạc không lo việc làm ăn, xài phí lớn, làm tiêu điều sự nghiệp, bị anh của trách, nên lánh mình lưu lạc nổi trôi xứ người, không nghề làm ăn nên phải mải võ kiếm tiền chi đồ. Ngày kia đi đến Lâm Thành nhằm tiết khí ôn hòa, thì Ngộ Xuân tự lại một bọn mải võ, lộng quyền trước miếu quan vỏ đặng cầu những người coi tư trợ ít nhiều. Thiệt là tội nghiệp cho Ngộ Xuân là con nhà quan xuất thân trôi nổi giang hồ không hiểu thói tục xứ người, nên không đến ra mắt kẻ hào kiệt trong xứ này. Vì vậy, nên lên khi Ngộ Xuân mài võ lộng quyền, thiên hạ coi thì đông, mà không ai tư trợ ít nhiều gì, là bởi xứ này có một người xưng là tiểu bá vương tên là Đoàn Đức tánh tình hung bạo tật đố người hiền, thấy ngộ xuân đến xứ mình mải võ tự thị tài năng không thèm đếm xỉa gì đến va, nên xui mấy người coi đừng cho tiền, những người đứng coi đều sợ ai thế đoàn đức nên không ai dám cho hết coi thì biết khen hay, mà tiền thì không lỏi, khi ngộ xuân dáng sức bình sanh lộng quyền thi võ mà không ai cho tiền, nên ngừng lại thưa rằng nay tôi tình cờ đến đây trong cuối cảnh này. Mải võ đặng xin các ông tư trợ ít nhiều chi đồ hồ khẩu, xem ra các ông chẳng có ông nào hảo tâm thường kẻ thất thời, hay là các ông chê võ nghệ tôi sơ lược không ra gì, nên các ông không hướng ban thưởng chăng? Vậy có ông vào giỏi ra thử võ cùng tôi ít hiệp đẳng tôi học thêm. Khi ấy đoàn đức hét lớn lên mà nói, người ở đâu đến xứ này mải võ lộng quần rất nên vô lễ. Một là chẳng biết thói tục xứ người, hai là chẳng đến cầu thân ra mắt với ta, nôn. Không tiền xài, rất nên đáng kiếp nay ngươi muốn thử quờn với ta ắt tính mạng ngươi không còn. Khi mộ xuân nghệ hát, u ếch anh lừ rằng vì tôi là người ở tha hương đến, nên không hiểu thói tục, chẳng hay nhân huynh tên họ chi, xin nói cho tôi biết đặng xin lỗi. Đoàn Đức Nạt rằng trong cả và thiên hạ, ai không biết danh, ta là tiểu bá vương tên là Đoàn Đức, tại ngươi tự phụ tài năng, khi trong bồn chấn nầy vô nhơn, nay gặp ta đây, ta đánh ngươi cho hư thân mang xấu cho bỏ ghét nói rồi dùng huê quần đánh tới một cách dữ tợn. Nguyên đoàn Đức là một tay du côn đệ nhất trong xứ này, hai tay sức manh cất nổi trăm cân, nên ai mà bị va xuống một quần thì không khi nào dậy nổi. Khi Ngộ Xuân thấy đoàn Đức huê quần đánh tới một cách dữ tợn, Ngộ Xuân cũng không náo động chút nào, liền né tránh qua một bên, lấy trái dơ ra gạt đở huê quần rồi trơn trái đá nghịch vào hông đoàn Đức. Đoàn Đức đau quá văng ra xa vài thước, và té lăn xuống đất đoàn đức mắc cỡ gượng gạo trồi dậy liều mạng xông vào đánh một lần nữa đang lúc ấy vua và nhật thanh đang đứng lộn trong đám đông coi ngộ xuân ngúa quần mãi võ thấy tẩy cao hơn chúng tướng mạo khôi nhô oai phuông lầm lầm tiếng nói tợ chuông ngân ăn nói lễ nghĩa khi diễn quần gần nữa ngày mà không ai cho tiền vua thấy vậy thầm thương vừa muốn hỏi tên họ cho biết đặng tặng tiền lộ phí làm ơn đặng phòng ngày sau ra giúp nước cho mình chẳng dè thấy đoàn đức làm điều vô lễ tật đố hiền năng. Khi ấy vua và Nhật Thanh bước ra ngăn cản hai người rồi hỏi Ngộ Xuân danh tánh là chi, xứ ở tại đâu đặng cho hai mươi lượng bạc làm phí lỗ. Còn Nhật Thanh thì khuyên giải đoàn Đức rằng thiện hạ trong bốn biển thầy đều là anh em, phải quay lấy tiếng nói cũng đủ, cần gì phải sâu xé cùng nhau mất điều hòa thuận, xin tưởng tình tôi, chớ hờn giận nhau nữa. Khi ấy đoàn Đức bớt giận, xong thấy có một người lạ mặt cho ngộ xuân 20 lượng bạc thì cả giận trợn mắt nói, trong xứ lâm thành này thầy đều sợ ta, gì có bọn bây tặng tiền cho nhau, làm thất thể diện ta, vậy bọn bây hãy coi ta. Rồi vụt chạy mất, khi nói đó vua nghe cũng nổi giận, xong nhẫn nhục giàn bớt tánh ý, vì vua hay làm náo động, bị sự hung hiểm đã năm ba phen, nên cười bỏ qua không thèm đem vào tai. Rồi dắt nhật thanh và ngộ xuân vào tiệm cao lâu ăn uống đàm đạo chí khí người anh hùng vua hỏi, sao chẳng đi đầu quan gia giúp nước đặng lập công danh, để chi trôi nổi xứ người mà chịu điều cay đắng lắm vậy, khá tiếc, xin tráng sĩ hãy tỏ phân cho ta biết. Ngộ Xuân than thở trả lời rằng, nguyên tôi là người ở Chiết Giang, dòng dõi châm anh, tên Ngộ Xuân, em ruột của Thọ Xuân, đang làm chức lưỡng quảng thống đốc, khi tôi còn nhỏ chẳng ham học văn, chuyên lo nghề võ, tánh ưa giao hết với anh hùng, xài phí hết gia tài, mới học được võ nghệ tinh thông thấy việc bất bình không chịu, ghét bậy ưa ngay nên sanh ra nhiều điều tai họa, bị anh của trách nên phải đổi tên họ, trồi nổi xứ người mãi võ kiếm ăn. Nay hai ông hỏi, tôi phải trần tình, vậy chẳng biết hai ông cao danh quý tánh là chi, đến xứ này có việc gì, xin tỏ cho tôi biết. Vua nghe Ngộ Xuân nói thì cả mừng, bè nói thiệt các việc cho Ngộ Xuân hay, và dặn chớ nên trương thinh lậu sự. Ngộ Xuân nghe vua nói thiệt với mình thì cả mừng và thất kinh, liền quỳ mọp dưới đất tâu rằng kẻ hạ thần có mắt không ngươi xin bệ hạ tha tội vua đờ dậy nói đừng làm như thế mà lậu cơ quan trẫm miền lễ cho khanh khá tua nhập tiệc mà ăn uống tự nhiên khi ấy tôi chúa ăn uống đến tối mới mản tiệc rồi thẳng đến tiệm ngủ mà nghĩ bây giờ nói về đoàn đức về đến nhà lấy thuốc thoa bóp mấy chỗ thương tích lành mạnh rồi bèn sai thủ hạ đi dọ thám coi ba người ngủ tiệm nào ông lập kế rước ngộ xuân đến dạy nghề võ chừng và đến nơi, thì quân mai phục áp ra bắt va trói lại, thình lình xuất kỳ bất ý, dẫu va có ba đầu sáu tay cũng không chạy khỏi, rồi phao vô cho va là bọn ăn cướp, giải đến cho quan huyện khảo cha chết cho rành. Mưu kế sắp đặt xong xuôi, bèn cho hai tên đi mời ngộ xuân đến đặng làm kế độc ấy. Hai tên học trò đến tại tiệm ngủ vạn an khách sạn mời ngộ xuân. Làm dọ hồng toan cầm mảnh hồ, thả mồi mong quyết bá ồ ngao ngư, đêm ấy vua nghĩ tại tiệm dạng ngày thức dậy rửa mặt trải gờ xong xuôi rồi khiến nhiệt thanh và ngộ xuân theo vua du ngoạn các nơi xảy thấy chủ tiệm dẫn hai người vào phòng ra mắt mà rước ngộ xuân dạy nghề võ ngộ xuân lật đật mời ngồi trà nước rồi hỏi tên họ hai người thưa rằng bọn tôi đây một người họ lâm tên giang và một người họ lý tên hải ham học võ nghệ nguyên ngày trước chúng tôi thấy lão sư mải võ lộng quyền trước nhiễu quan võ rất nên tuyệt điệu bọn tôi ái mộ nay đến xin rước lão sư về dạy hai tôi, mỗi tháng cấp lương ba chục lượng quần áo vật thực thì hai tôi phụng dưỡng, chẳng biết lão sư hứng cùng chăng. Vua nghe liền nói, việc ấy Dương Huynh hãy chịu di đừng ngại, đặng tạm ở đờ đó ít ngày, chờ tôi qua Trấn Giang rồi sẽ trở lại đây toan lý yêu. Vua lại hỏi hai tên kia nhà ở chỗ nào xin chỉ chừng, đặng hậu nhật trở lại thăm viếng. Hai người liền thưa nhà chúng tôi ở gần đây, hỏi chủ tiệm này thì biết khi ấy ngộ xuân nghe theo lời vua bèn tu tạ quầy gói sách côn theo hai người đó ngày ấy vua cùng nhật thanh đi đảo chơi các nơi đến tối mới về tiệm lúc về dọc đàng nghe thiên hạ đồn rằng người Mải võ bị người ta bắt giải đến huyện lâm thành nghiêm hình tra xét về tội ăn cướp nay giam cầm chờ biện minh tang chứng rồi sẽ làm tội khi về đến tiệm vua bèn tra vấn chủ tiệm thì chủ tiệm thưa rằng nguyên hai người rước lão sư hồi sớm mai đó hát tâm phúc của đoàn đức thiết kế đến thỉnh lão sư về mà hàm hại, bởi tôi sợ chúng nó gây oán ám hại, nên không dám nói thiệt trong lúc đó. Vua nghe cả giận liền chạy thẳng đến nhà huyện Lâm Thành, bước vào nhà khách hồi trống. Khi ấy quan huyện đang ăn cơm, xảy có gia đình vào báo rằng có một người hớn tử đến hồi trống minh oan, xin lão ra toan liệu. Quan huyện lật đật ra khách, thấy người đánh trống tướng mạo khôi ngô, bèn hỏi rằng nhà ngươi minh oan về việc chi hãy trình đơn trạng cho ta xem vua liếc mắt ngó quan huyện hình dung như quả có bệnh, lại thường nghe người ta đồn quan huyện nay hay ăn hối lộ của người, tham mê tửu sắc, nên thân thể gầy mòn mét ương, vua biết là ô quan, mới nói miệng tẩy với quan huyện rằng ta tới minh oan cho bạn hữu là Dương Mộ Xuân, bị đoàn đức là tay du côn, nguyên có cửu trước, nên lập kế hàm hại bắt Mộ Xuân giải nạp cho quan huyện, và vu rằng, trộm cướp, rất oan ức cho người nên ta đến đây bảo lãnh và làm chứng về sự ấy. Xin quan huyện xét lại tha người chớ nên tin lời đoàn đức nói không đủ bằng cớ vì không có chứng cớ, nghe chi lời huyền hoặc mà hàm hại người lành. Quan huyện nghe nói bèn nạt rằng mi tên họ là chi, bà con gì với đứa tội phạm, sao dám cả gan đến bảo bọc, việc này ta đã tư tờ về tỉnh rồi đặng lãnh công thăng thường, lẽ đâu lại tha, hay là mi cũng là một đảng gian ác với nó chăng? nếu còn đứng nói dáng ta sẽ bắt luôn mà giải nạp, nay ta dung người hãy đi cho mau. Vua nổi giận mắng rằng nhà ngươi làm huyện chẳng khác nào như cha mẹ dân, sao không xét suy tình lý, vã trang luật triều đình có buộc rằng, phàm bắt đặng trộm cóp thì phải lấy tang luận tội, cớ sao bỏ luật triều đình, ham của hối lộ mà hại kẻ hiền lương, có phải tại nhà ngươi tham công làm điều trái phép chăng? Ta là cơ thiên tứ chẳng phải là bà con cật ruột chi với dương ngộ xuân vốn là tình bậu bạn mà thôi nay thấy sự bất bình nên đến đây minh oan há để cho ngươi hại đặng sao còn nhà ngươi có biết dương ngộ xuân là người gì không ngộ xuân là em ruột của quan lường quãng tổng đốc dương thọ xuân nay ngộ xuân du ngoạn đến đây mãi võ chớ chẳng có tội gì vậy ngươi hãy rộng tình tha cho mau kẻo họa đến thì ngươi ăn năn không kịp quan huyện cả giận vỗ bản mắng rằng mi là đồ khấn kiếp ở đâu cả gan đến trốn công đường nhục mạ ta vậy ngươi có nhớ lời tục ngữ thỏng vi chăng? Hễ thiên tử phạm tội thì như kẻ thứ dân, hà huống gì là em dương thọ xuân ta há sợ nó sao? Nói rồi truyền kẻ tả hữu súng lại bắt vua, vô phước cho hai tên nha dịch bị vua đá mỗi đứa một cái như thể đá cầu văng ra chết ngắt rồi nhảy phóc lên công án bắt quách lão huyện sách xuống mỉm cười nói rằng mi muốn chết hay là muốn sống, lão huyện hoàng kinh cầu xin dung mạng. Vua nạt lớn rằng, như muốn ta tha thì mi hãy đem dương mộ xuân giao cho ta lập tức khi ấy lão huyện sợ chết, túng phải sai người mở cửa ngục dẫn ngộ xuân ra giao cho vua. Vua thấy ngộ xuân không bị thương tích chi, bèn thả lão huyện ra và mắng rằng, hôm nay tha đời cho ngươi khỏi chết đó, ngày sau sẽ lấy đầu ngươi. Nói rồi liền dắt ngô xuân chạy ra khỏi cửa nha môn, gặp quan binh đến đón đường. Vì các nha nghe báo rằng, có cường nhơn đến công đường đại náo rượt tù, nên các quan dẫn binh đến tiếp. Khi đến nơi gặp vua và ngộ xuân, liền áp vây hồn chiến đánh nhầu một cách dữ tợn, song vua và ngộ xuân coi quân lính ấy cũng như không. Ngộ xuân giết chết vài tên quân đoạt đặng khi giái, tôi chúa sẵn trớn đánh nhầu, quan quân tan nát chẳng khác nào cọp chụp bắt dê. Khi ấy hai bên phố đều sợ đóng cửa lại hết, còn đường thì không ai dám đi. Khi đó vua và ngộ xuân tuốt ra khỏi thành, xảy gặp Nhật Thanh mang đồ hành lý trực hờ tại đó, liền hiệp cùng vua và ngộ xuân thẳng đường lớn qua Trấn Giang khi các quan thấy quân lính chết nhiều mà bọn môn đồ bắt không được, liền chạy tờ về tỉnh. Đây nói về vua cùng Nhật Thanh và Ngộ Xuân chạy đặng ba chục dặm thì trời đã tối bèn vào tiệm ngủ hiệu là hàng thới khách sạn mà nghĩ. xứ này tên là Chảo Chiêu thuộc về Trấn Giang địa cảnh phía trước có sông Lâm Dương, mé sông bên kia thuộc về Dương Chiêu Phủ, có hai quận, vì vậy nên quan dân thương khách noi theo đường này mà đi, đến chỗ yếu lộ ai nấy cũng phải tá túc tại đây một đêm. Ba người nghĩ đó một đêm, dạng ngày lên đường thẳng đến Trấn Giang, nhằm cửa Nam Môn tìm quán mà tá túc. Quán này hiệu là thắng khách sạn, khi ấy Nhật Thanh mang bệnh cảm mạo, đau bụng bắt đi sông hoài. Khi thầy coi mạch rồi bèn đoán rằng, ngoại cảm sơ sài khiến nên sông bến làm vẫy, chớ không hề chi, uống thuốc rồi phải tịnh dưỡng vài ngày sẽ lành bệnh. Vua nghe nói yên tâm, song tánh ngồi yên một chỗ không vui, chỉ muốn đi chơi mà thôi bèn dậy ngộ xuân ở lại tiệm săn sóc nhật thanh đồng vua đi dạo chơi một minh dài muộn. Khi đi dọc đàng nghe người ta đồn rằng, chùa thạch liên linh nghiệm lắm, lại có một cầy sen bằng đá, cảnh chùa rất nên thanh lịch. Vua nghe hỏi thăm đường đi, kẻ đi đường chỉ cho vua xong rồi. Vua noi theo đó mà đi thấy hai bên đường phố xá nguy nga, chợ búa bán buôn, rất đẹp nhà cửa cảnh vật đông đảo giàu có hơn xứ Bắc Kinh, đi lần ra khỏi thành thì tới cửa chùa thấy một đứa đạo đồng ước chừng 15, 16 tuổi mặt mày xinh đẹp, từ dung mỉ lệ, giống như con gái. Tướng đi nết đứng chẳng phải con trai chút nào, vua liền phát nghi chăm chỉ coi cho ái chất, thiệt là con gái chẳng sai. Khi ấy đạo đồng tình cờ ngó ngoái lại, thấy vua đang chăm chú ngó mình thì có ý sợ sệt liền quay trở lại đi thẳng giết vô chùa. Vua đi theo vừa bước vào cửa thứ hai, thấy hai bên thờ tứ đại thiên vương hình cao hơn một trường, vết vàng rất nên lịch khiết ngó phía sau thấy ao cả đua bơi, trốn chỗ sen nõ đầy dày, lại có một đường thẳng thông đến bửu điện, có những cây thanh tòng bạc, hạc liên tiếp theo mé ao. Vua vừa muốn bước vào trong coi, sẽ thấy Huệ Thượng dẫn một bọn tăng đồ đến minh tiếp. Vua đáp lễ Huệ Thượng thỉnh vào khách đường dùng trà thiết đãi, và dì yêu mình, xuống một cách cung kính mà hỏi thăm vua tên họ quê quán. Vua đáp rằng ta vốn ở thuận thiên phủ, họ cao tên thiên tứ nhơn du ngoạn đến xứ này, nghe đồn cảnh chùa linh nghiệm, nên đến đây trước bái ít Phật như lai, sau xem ngục đá sen cho hãn, xin Huệ Thượng mở lòng từ bi cho người chỉ dẫn ta coi dây lát, ta cảm ơn vô cùng. Huệ Thượng liền khiến người đạo đồng giống con gái đó, dắt vua đi coi các chỗ, vua đi đến tránh điện bái ít như lai, rồi theo tên đạo đồng thẳng ra sau vườn, thấy Huê quá thạnh mậu, lại thêm thanh tịnh vô cùng khiến lòng ái mộ. Khi ấy đạo đồng dắt vua đi lần đến gục đá, thấy trên gục có mọc một cây sen đá bề cao một trượng, bông lớn bằng cái tô, chung quanh đá mọc trớn trổ hình như lá hà diệp. Vua thấy việc kỳ dị, còn đương khen thầm trong bụng, xảy nghe một luồng gió thổi đến ảo ảo, liền thấy gục sen đá ấy, dây lại ngay mặt vua rồi cúi đầu gặt lên gặt xuống hai mươi bốn lần, như tuồng bài ít vua, lại nổ lên một tiếng sâm lớn, gục đá sen vùng nở ra ngàn từng lớn hơn trước 10 phần. Vua thấy vậy nữa mừng nửa sợ, rồi ngó lại thấy tên đạo đồng quỳ mọp dưới đất, lại mà khóc rằng, muôn ơn bệ hạ xin cứu mạng, kẻ hạ thần. Vua liền đờ dậy nói, như như người quả là con gái, khá tua nói thật, ta sẽ lập kế cứu cho. Đạo đồng khóc thưa rằng, nguyên huề thượng này tên là Yến Nguyệt, rất nên hung dữ, chiêu nạp những kẻ hung hoang làm vây cánh, khi ra ngoài thì rực cướp của người, gặp gái tốt bắt không dung như chịu hòa dâm thì đem nhốt dưới hầm, bằng cải mạng thì giết ném xuống sông, trong mấy năm dư thường làm thói ấy, bây giờ đây hiện nơi dưới hầm nhốt hơn ba chục con gái, còn tôi vốn họ phan tên Ngọc Thiền, cha là Đức Huy, mẹ tôi là Hà Thị ở tại Việt Tây thuộc Ngô Chiêu Phủ, Thượng Ngô Huyện. Khi cha mẹ tôi còn song toàn đến xứ này buôn bán, chẳng may cha tôi lâm bệnh bỏ mình thì mẹ con tôi lo tần liệp đem quan tài đến bên chùa này đình chú đặng tụng kinh siêu độ, rồi sẽ hồi hương tống táng chẳng ngờ bọn ác tăng thấy tôi có nhan sắc đem lòng dâm dục cường bức khi ấy tôi không chịu dâm ô với bọn nó muốn tự ải mày nhờ có thần thánh mách bão cho tôi nên nhân lập kế nói dối cùng bọn nó chờ màn tang sẽ ưng thuận việc vợ chồng còn mẹ tôi bị chúng nó đập chết tha trôi sông bởi việc oan ức ấy nên tôi thường van vái xin phật tổ như lai ủng hộ thoát thân đặng minh oan báo oán thì hộ pháp thần nhơn có mách bảo dặn rằng chừng nào sen đá này nở thì có thánh chúa lai lâm, nạn kia tiêu hóa. Còn phần tôi mà được thong thả theo hầu hạ bọn nó đây, một là chúng nó sợ tôi chết, nên bắt tôi cạo đầu làm đạo đồng đặng che mắt thế gian, hay là không sợ tôi trốn, vì chúng nó biết xứ này tôi không có thân thích bà con chi. Vậy xin bệ hạ rộng tình hà hài, trước là cứu ba chục mạng con gái nhốt dưới hầm, sau nữa cứu thân tôi khỏi hại. Vua nghe các sự tình liền nổi giận vừa muốn nói, xảy thấy Yến Nguyệt Huệ Thượng đi tới nên ẩn nhẫn làm thinh, còn tên đạo đồng làm bộ giả lả, vui pha gắng gượng chào mừng, rồi nói làng sang hoa sen đá nở bông. Yến Nguyệt Huệ thượng nghe nói thất kinh, bèn nhì thầm rằng: "Đêm nọ, thổ địa có mách bảo cho ta hay, đến giờ ngọ ngày nay có thiên tử Lai Lâm đến chơi thì sen đá nở bông, và dặn dò ta chớ nên âm mưu ám hại, nếu cải thì chết cả chùa." Song coi bộ tên đạo đồng con mắt khóc, còn ướt khóe, át là sự này đã lâu cơ quan rồi, chớ chẳng những nếu ta nay không hại người thì người ắt hại ta. Bèn quyết ý không dung, nên làm bộ mơn trớn vỗ về một cách ân cần, rồi thỉnh vua lên lầu ăn mừng về sự bông sen đá nở. Vua đáp rằng ta vốn không ân đức chi mà Huệ thượng trọng đãi hết lòng giường ấy. Nói rồi xin cáo từ lui gót, Huệ tiệm sợ để người về thì họa ấy sẽ đến cho mình. Bèn lấy lời nhỏ ngọt dịu hết lòng khuyên mời vua đến lẩu nhậm dùng một bữa cơm chạy lấy thảo. Khi tên đạo đồng nghe mời vua đến lầu thì thất kinh chắc là nó có ý mưu hại mà giết vua. Nguyên lầu này tạo ra một nơi rất hung hiểm, ai lạ vào đó không biết đường đi nước bước thì chắc chết. Tên đạo đồng liền nghĩ rằng, này ta thông thảo từng quen đường xá, lại nhờ nó dạy ta võ nghệ tinh thông. Nếu thiên tử nhậm lời mời thì sẽ bị hại, ta nở khoanh tay mà ngó cho đành hay sao? bèn chạy tuốt về phòng nai nịt đem theo binh khí theo mình một cặp song kiếm và hai cây thước sắt đặng theo vua mà ám trợ lúc hiểm nguy. Khi tiệc chạy dọn rồi, bọn ác tăng vào thưa lại cho Huệ Thượng Yến Nguyệt hay đặng mời vua dự tiệc. Khi ấy Huệ Thượng làm bộ ân cần mời vua đi, cực chẳng đã vua phải theo chớ trong lòng giận lắm mà ngặt có một mình khó nổi cự đương, nên kiên nhẫn làm bộ vui mừng chớ trong lòng không muốn đi dự tiệc chút nào. Khi vua bước đến lầu thì đường đi quanh lộn hiểm trở vô cùng khó mà nhìn đường ra được. Xong thấy có đạo đồng ấy theo bên mình cũng bớt lo nên gắng gượng đến nơi. Thấy bốn phía rất nên kín đáo, gió vô không lọt, còn giữa căn. Lầu có dọn tiệc chay rực rỡ, khi nhập tiệc huề thượng cố ý mời vua uống cho say đặng dễ hạ thủ. Xong vua biết trước nên cầm chừng đôi ba ly rồi đứng dậy xin cứu. Yến Nguyệt Huệ thượng thấy sự không xuôi bèn rút đại đao ra làm hiệu lệnh, thì ba chục tên ác tăng cầm khí giái xốc lên lầu, bộ tướng hăm hở như cọp bắt người. Khi ấy vua thất kinh vì hai tay không, không có khí giái khống cự. May nhờ tên đạo đồng là Phan Ngọc Thiền trao cặp song kiếm cho vua và tâu rằng khá theo tôi dắt đường đánh nhầu xuống lầu thì vô hại. Vua cả mừng, gầm song kiếm chỉ bọn ác tăng mắng rằng. Hai chấm tội bây đã đầy tràn chết đừng than thở. Yến Nguyệt Huệ Thượng nghiến răng mắng tên đạo đồng rằng mi là đồ khốn kiếp ta nguyền giết ngươi mới tiêu hoạn hầu. Bèn truyền lệnh các môn đồ ngăn dừ nèo yếu lộ cho nghiêm nhặt chờ cho vua và tên đạo đồng ra khỏi, rồi hơi đại đạo chém nhầu lưới. Ngọc Thiền lấy cặp thước sắt chống cử, còn vua thì dùng cặp song kiếm đánh với bọn ác tăng. Nguyên vua võ nghệ siêu quần lại thêm sức mạnh, nên bọn ác tăng lại không đặng. Lúc hồn chiến vua giết hết vài mạng, song đồ bệnh khí của Yến Nguyệt sắm rất nặng, lại cà chùa thì đông nên quả bất địch chúng, vua phải vừa đánh vừa thối lui nhờ có Ngọc Thiền biết đường xanh lộ, dắt vua lánh nẻo gai trông, tránh nơi hầm hố. Còn Yến Nguyệt Huệ thượng dượt theo khẩn cấp trên đánh xuống dưới đánh lên quyết giết cho đặng vua, phần thì trời đã tối, noi theo đường thang lầu quanh lộn, tối mịt nhờ ở trong hang, vua và Ngọc Thiền dáng sức đánh ra chẳng thấu, rất nên nguy cấp. Nhật Thanh ở tại tiệm uống thuốc, dưỡng bệnh cũng chưa được mạnh, đang có lòng trông vua, vì vua đi vô chùa chơi từ sớm mai đến tối không thấy về bèn nói với Ngộ Xuân đi kiếm giùm. Ngộ Xuân hỏi thăm ngươi ta đi lần đến chùa và tránh điện thấy không ai thì hồ nghi. Liền đến hậu điện đặng tìm Tăng Nhơn mà hỏi, xảy thấy có một tên thầy chùa, mình mẩy đầy những máu, chạy thở hào hình, thì sanh nghi mới thộp bắt cha hỏi. Ngươi làm sao bị thương tích máu đầy mình, phải nói cho thiệt thì ta dung tánh mạc bằng dấu thì ta giết lập tức. Tên ác Tăng thưa hết đầu đuôi, Ngộ Xuân thất kinh liền biểu tên thầy chùa ấy dắt đến chỗ đó tên ác tăng sợ ngộ xuân giết nên phải dắt theo đường, quanh lộn vay gâu, khi gần đến nghe tiếng la chém giết om sòm, lại thấy có hai tên ác tăng cầm khí giái trận cửa lồng. Ngộ xuân nổi sung cử quần đá chết hai tên ác tăng ấy rồi tuốt lên lầu đánh chết quân dư các nẻo yếu lộ, khi đến nơi thì thấy lũ ác tăng đương vây đánh vua và tên đạo đồng thế gần nguy cấp, liền hét lớn một tiếng như sấm, nói ta là ngộ xuân đến cứu giá, khi vua thấy ngộ xuân tiếp chiến thì rất mừng liền giáng sức hiệp với ngộ xuân đánh giết tới lũ ác tăng chống cự không nổi còn yến nguyệt huề thượng bị ngộ xuân đoạt được khí giái rồi đã té nhào xuống đất lũ ác gân quỳ lại xin dung tánh mạng khi ấy vua sai tăng nhơn xuống hầm đem lũ con gái bị nhốt đó lên ngọc thiền bèn tỏ cho bọn con gái ấy hay về sự vua đã trừ lũ ác tăng rồi bọn con gái đồng cúi đầu lại tạ ơn vua và thuật chuyện bị ác tăng dâm ô vua cả giận khiến Ngộ Xuân và Ngọc Thiền choi óc lũ ác tăng lại, rồi viết chiếu chỉ giao cho quan viên coi về tĩnh này sữa chảm, còn bọn con gái như ai còn cha mẹ thì được lành về, còn đứa nào không cha mẹ thì giao cho quan cấp cho mỗi đứa năm chục lượng bạc và gả lấy chồng. Lại thưởng Ngọc Thiền một ngàn lượng bạc về sự có công hộ giá chẳng sợ hiểm nguy, khi ấy Ngọc Thiền lại tâu xin tình nguyện ở đó tu hành. Vua Hạ Hà chỉ lựa chùa thanh nhàn u tỉnh, cất am cho Ngọc Thiền tu còn chùa thạch liên thì các quan phải lựa huề thượng cho có đạo đức mới được ở vô lại dặn ngộ xuân ở đó hiệp với quan thi hành y như chiếu chỉ rồi viết riêng một cái chiếu chỉ nữa giao cho ngộ xuân dặn để trong mình chờ khi về đến kinh giao cho lưu dung thì sẽ trở nên vinh hiển dặn dò xong xuôi vua liền rời gót về tiệm dặn chủ tiệm như có ai đến hỏi thì nói ta đã rời gót qua nam kinh rồi khi ấy vua khiến nhật thanh quẩy đồ hành lý đến tiệm khác mà ngủ nói về các quan đến nơi tuân ý thánh chỉ hiệp với Ngộ Xuân chém sạch lũ ác tăng. Khi Ngộ Xuân thi hành xong xuôi bèn từ biệt các quan xuống kinh. Ấy là, dầm ô tội ác trả ghe ngày, chẳng kiếp thì chảy cũng đến đây. Chương 11, hồi 11, nói về vua không muốn các quan ninh tiếp bèn đi qua tiệm ngủ khác ngủ đờ một hai ngày chờ nhật thanh lành bệnh sẽ sang chơi nơi khác. Tiệm ngủ này thì thuộc cửa hướng Nam, cận thành có một cái bến đỏ, tiệm này hiệu là Long Khách Điếm, nhật thanh ở đó dưỡng bệnh, còn vua thì đi dạo chơi sớm đi tối về bình yên vô sự, cách vài ngày nhiệt thanh lành mạnh như xưa. Lúc ấy nhằm ngày mồng 5 tháng 5, quan dân đồng thưởng giai tiết, đua bơi ghe phụng dưới sông ba ngày, rất nên vui đẹp, ghe đều kết bông hoa rực rỡ, treo màn trướng xuê xoang, vật thực rượu trà đem theo du ngoạn chẳng thiếu món chi, đua nhau trương bùm lướt sóng chật sông, các phú hộ tài tử và đĩ điếm đều mướn thuyền du ngoạn, ngủ âm, chống nhạc đầy sông inh ỏi ngày ấy vua cùng nhiệt thanh ăn cơm sớm đặng sửa soạn đi thường tiết đoan dương bèn đi thẳng đến bến đỏ mướn một chiếc thuyền kết nhưng bông hoa rực rỡ các vật thực về phần chủ thuyền chịu có cấp theo một đứa tiểu đồng để hầu hạ sai chát giá mướn du ngoạn mỗi ngày mười lượng vua cùng nhật thanh xuống thuyền trương bùm thăng chỉ dòng sông thấy thuyền buồm vô số ngủ âm nhạc trổi vang tai pháo đốt mịt sông thuyền bè liên kết rực rỡ chẳng khác trốn thị thành buồm gấm huê thuyền trói lòa mặt nước, xa xem vội vội thấy cánh núi Kim Sơn, chót núi liên tiếp với mày, đá dạng lố hình, vua xem rất nên toại trí, xảy nghe tiếng nhạc đến tròi bên tai, pháo vang trước mặt, bèn dây lại thấy một chiếc thuyền phụng, vẽ đũ năm màu, bề dài 10 trường, rộng lớn hai tầm, phân ra ba tầng, lướt sóng chạy đến ồ ồ, như ngựa xài trên bờ, khi thuyền ấy xông lướt kề khít thuyền vua, vua thấy do ràng từng trên treo đồ kiển ngoạn rất xinh, màn trướng kim tòng xích tụi treo khắp. Còn hai bên hông thuyền gấm trương làm cánh phục để bọc gió bôn đằng trên mặt nước, từng giữa cũng bài chỉ huê dạng chẳng kém từng trên, lại có treo một tấm liền hướng nhơn đồ thi thỉnh giáo, nghĩa là giao ai có tài làm thi hay thì trọng thương. Vua thấy vậy ngứa nghề bèn hối bạn bắc đòn dài rồi rất nhiệt thanh qua thuyền phục ấy, khi qua đến nơi, thấy trên án treo những khăn, quạt, giày vớ, ống điếu, bình ngọc thạch, cùng các món đồ chơi khác kể không xiết. Các món nói đây là đề thưởng kẻ tài cao học rộng, lại thấy trên bàn giấy viết mực và đề mục làm thi phú, cùng liền đối chẳng thiếu chi, văn nhân tài tử tại đó cũng đông, lăng xăng tranh tài danh thường. Khi ấy có hai người làm chủ, hay về việc khảo thi phú, lật đật đứng dậy chào mừng vua và nhật thanh rồi thiết đãi trả nước xong rồi. Vua hỏi rằng chẳng hay hai ông tên là Chi và nhà cửa ở đâu mà bày cuộc chơi có ích như vậy bọn tôi rất đẹp lòng, người thứ nhất thưa rằng tôi họ Trần Tên Ngọc Trì, con quan huyện Trấn Nhậm tại tỉnh này, quê quán ở tỉnh Quảng Đông, huyện Phan Ngung, con người này họ tiêu tên Hồng, bà con cô cậu với tôi, tỉnh Phước Kiến, thi đậu về Thám Huê, nhân về thăm bà con, đi đến đây gặp Tiết Đoan Dương, nên ở lại với tôi ngoạn thường tiết lành. Tuy là đậu võ thám huê xong việc văn cũng thảo nên bọn chúng tôi nương dịp tốt này bày cuộc văn chương ra đây đặng tìm trang tài tử trước là kết bầu bạn, sau học thêm cho rõ đạo khổng trình. Vua nghe nói cả mừng, bèn vâng chịu các việc đã tỏ đây. Nguyên vua là đại tiên ở cõi trên, lâm phàm trị thế, tài cao học rộng bác lãm thi thơ, nên không tị hiềm sự chơi nhỏ mọn ấy. Bèn lảnh đề mục làm thơ về sự ngọc Hà Châu bốn câu như vậy hà châu vật báo bởi trời sinh ánh rọi sáng lòa tợ đầu tinh mường tượng hột xương gieo ngọn cỏ giống hình giọt nước điểm bông quỳnh vô làm không nháy mắt đã rồi giao cho hai ông thị chứng xem thấy chữ viết như cù dởn sóng giống phụng múa đền nam và lời nói hay vô giá trang nhà vô cùng cả khen liền lấy quạt khăn mà tặng thưởng khi ấy nhật thanh hứng chí bèn xin lành đề mục làm một bài thơ nói về tiết đoan dương đi chơi phụng thuyền tám câu như vậy đoàn dương tiết đến cảnh khoe tươi thuyền phụng vầy đoàn tách dặm khơi buồm gấm trải răng người mặt xước đèn lé tỏ dạng ảnh ra trời dập dìu tài tử chen đua bút in ủi nhạc thiều tiếng kẻ còi chẳng khác du xuân ngày tái ngộ cuộc vui chăm họ đáng ngàn thoi hai người thị sự thấy thơ nhật thanh làm cũng hay so tài cao bặt thiệp thì thua vua liền thường tặng các món đồ chơi nhật thanh đều thâu chấp hai người liền xin vua đặt dùm ít đôi liền đối vua chẳng từ nan liền cất bút viết bốn câu đối như vậy một đèn dạng đêm đông họ hạ hầu đọc xuân thu chuyện nắng ngời ngày hạ người nam kinh hát cuộc tây tương hai củi táo gói khiêng đứt đoạn một lần thành bốn bó cột nhà ba trụ ra nguyên chọn cuộc đặng hai căn ba bảy dậm sơn trường đi bán lẻ đường kia ba dặm rưỡi chín khe mang động quá trung khe khi ấy bốn khe dư bốn tây tích tích tây ba tháp cảnh chùa chùa ba tháp bắc kinh kinh bắc năm tòa non núi núi năm từng vua làm bốn câu đối vừa, liền làm luôn bài thơ bốn câu nói về cảnh chùa Kim Sơn như vậy. Kim Sơn đổ sộ ngó vơi vơi, liên tiếp hoài dương cũng một trời, văng vẳng chung ngân kình bạt dấu, ngọc tiêu chổi tiếng ngọc tuôn rơi. Bốn câu thơ này rồi, vua làm luôn một bài tám câu về bông sự với trăng, huê nguyệt như vậy huê thơm nguyệt dạng lưỡng tương nghi, thương nguyệt chảnh huê trái thửa thì trăng lặn huê tàn ngơi chén rượu huê đàn trăng lặn bặt hơi thi trăng lờ huê ủ lòng ngao ngán huê phát trăng tròn hội khả vi nhớ thuở dưới trăng ngâm vịnh phú vậy cùng huê nguyệt giải sầu bi trừ nhơn tài tử xuống xem các văn từ của vua làm điều khen rộ và nói với vua rằng tài tiên xanh đường ấy thật là trong thiên hạ có một mà thôi khi ấy hai người thị sự là trần ngọc trì và tiêu hồng tặng thêm các vật vô số nhật thanh lấy làm vui mừng đắc chí chẳng ngờ có một công tử tên là thái phương con quan tam giang tổng trấn học hành cũng đã lâu năm biết quẹt lọ ít chữ thấy nhật thanh thâu lấy đồ tặng thưởng nhiều thì nột ý một là chẳng ai đếm xỉa đến mình hai là văn từ đề mục thi phú mắc lắm làm chẳng đặng câu nào xét vậy càng thêm mắc cờ trước là hộ với các thi nhân sau là hồ cùng kẻ hầu hạ của mình lại thấy Nhật Thanh hân hoan, đắc chí làm vậy thì cả giận, bè nói với Nhật Thanh rằng ta xem bài thơ mày làm du ngoạn phụng thuyền chơi cảnh đoan dương này, xét ra cho kỳ chẳng hay chút nào, theo ý ta thì không thưởng mày một món cóc giác gì hết, nay mày lành được của tặng ấy, là bởi người ta vị tình mà cho, mày chớ nên mừng mà vinh mặt vinh mày. Nhật Thanh nghe Thái Phương mắng nhiếc thì mắc cờ, bèn nổi sung mà nói, ta cũng mi vốn không quen không biết, sao lại dám cả gan nhục mạ ta như ngươi nói giỏi lấy lành đề mục lành thơ một người một bài, nếu ngươi hơn ta thì của tặng này sẽ để lại cho mi, bằng thua thì theo ta mà mang gói. Vua thấy hai người dày lộn cải lầy với nhau e xanh oán thù, bèn lấy lời ngọt rượu can dứt hai đàng, thì Thái Phương mắc cờ lui gót xuống thuyền nhỏ mà về. Khi ấy Trần Ngọc Trì nói nó là đứa hay xanh sự thù vặt hại người, nay nó đã kết oán, xin nhị vị tiên xanh phải cẩn thận giữ mình kẻo lâm hại ngày sau. Vua bèn hỏi, vậy chớ người ấy còn ai mà căng cường ngang dọc lắm vậy? Ngọc Trì liền tỏ căn do gốc tính và tên họ nó cho vua nghe, bởi nó ỷ thế cha nó quyền hành lớn hại người như cỏ rác, coi phép nước như không, dân tình đều sợ nó như cọp, còn cha nó hay nghe lời làm thiệt hại dân, mỗi khi bắt người hàm hại giao cho cha tôi xử đoán, thì cha tôi kiếm thế bảo chừa cứu người, tâm như thiết thạch, cầm mực nhắc cân, thương dân như con, chẳng sợ quyền thi ấy chút nào nên cha con có lòng hờn giận mà không tỏ ra. Bởi vậy hai anh em tôi đây không ưa bọn nó, vua nghe Ngọc Trì tỏ các điều ác của cha con Thái Phương thì ghi dạ, rồi nói ai làm giữ nấy lo, bọn ta cứ việc vui chơi ngày nay thì hơn. Này tôi xem hai ông là người văn vật, có lẽ thì phú rất hay, xin hãy bày lời châu Ngọc Vạch mở trí ra, chẳng hay nhị vị hứng cùng chăng. Hai người cùng đáp rằng tiên xanh dạy bảo, bọn tôi há chẳng nghe lời sao bèn xin ra đề nhật thanh nói cứ theo để huê nguyệt ấy làm hai người vâng lời rồi cất bút viết liền chẳng suy nghĩ chút nào bài thơ Trần Ngọc Trì làm tám câu như vầy gương trăng ảnh dọi thấu lòng huê, rực rỡ mình huê ngó chỉnh tề, mây tỏ ủ màu huê với nguyệt, bóng tùng ám sắc nguyệt cùng huê, riêng hờn mây kéo che hình nguyệt, căm hận tàng cao phủ đó huê, thi phú cầm chừng trông thức nguyệt, vài hồ tiền hướng ngóng màu huê, tiêu hồng cũng là một bài tám câu theo đề như vầy trăng thanh rãi muộn hướng tình huê, đôi cụm trói ra tợ má kề, huê hướng gương trăng xem hớn hở, bông trào đuốc nguyệt ngó tê mê, cụm huê gió thổi hơn hơi ngàn dặm vừng nguyệt mây che ủ bốn bề với hỏi à hằng sao lình làng để cho hoa chịu tiếng đồn chê vua xem hai bài thơ tuồng chủ viết như dao cắt lời nói thanh tân trang nhà thì có lòng mừng khen vô cùng bèn nói thơ hai ông làm hay hơn của bọn tôi thập bội trần ngọc trì và tiêu hồng khiêm nhường thưa chúng tôi học hành sơ lược đâu dám sánh cùng nhị vị tiên xanh xin rộng tình chỉ dần ít nhiều ơn ấy cảm đội vô cùng khi còn đang chuyện trò thì trời đã tối vua muốn cáo từ lui gót, thì Ngọc Trì và Tiêu Hồng. Lưu luyến cầm vua và Nhật Thanh ở lại vui chơi một tiệc. Vua thấy hai người có lòng lưu luyến bèn ở lại làm thi chơi long phụng thuyền. Kế tiệc xong đồng vui vầy hoan lạc, vua dùng kinh điển, sách vở mấy chỗ khúc mắc viễn vọng u thâm bạch hỏi. Hai người đối đáp như lưu lại bặt thiệp vô cùng, chuyện trò cùng nhau rất ưng ý, khi màn tiệc vua liền từ biệt ra về chỗ ngủ, và hẹn ước rồi sẽ đến tương hội đàm đạo cùng nhau giải muộn, dạng ngày vô cùng nhật thanh nhớ lời hẹn, bèn ăn cơm sớm tuốt qua cửa Nam Môn đến bến đỏ, xảy gặp Thái Phương đang hỏi mướn chiếc thuyền của vua đã mướn đi chơi hôm qua, thì chủ thuyền không muốn cho Thái Phương mướn, vì nó biết Thái Phương hẹp hòi bụng xấu, trả tiền ít nên nó làm lơ. Kế đó thấy vua và Nhật Thanh đi đến, thì nó lật đật đón rước nói rằng, hôm qua hai ông dặn tôi đậu thuyền tại đây chờ hai ông, nay quả như lời xin hai ông xuống đi chơi cho sớm tự ý hai ông trả tiền mướn ít nhiều tôi không nề khi ấy thái phương thấy chỉ thuyền mừng rỡ đón rước hai người gây lộn với va hôm qua một cách rất cung kính còn va thì nó coi không ra gì liền nổi sung mắng rằng bớ thẳng đó mày là đứa khốn kiếp sao mày dám khinh bạc tao vậy chớ hai người đó có tiền còn tao đây không tiền hay sao mày không cho tao mướn số mày chế tại tay tao nên khiến cho mấy khi rể tao giường ấy tên chủ đò sợ hoảng kinh, cúi đầu lại thưa rằng tôi đâu dám khi dễ công tử, bởi vì tôi ra hứa hồi hôm qua cho hai ông đó mươn lỡ rồi, xin công tử xét lại tha tội cho tôi nhờ. Thái Phương trợn mắt quyết tình không dung, bèn khiến mấy tay thủ hạ rằng áp bừa thuyền nó rồi đập chết nó đi, mấy tên thủ hạ vâng lời áp lại làm giữ, tên chủ đò thất kinh cúi đầu lại mãi. Vua thấy sự bất bình như vậy liền nổi sung, còn nhật thanh cả giận nạt lên một tiếng, rồi xông vào cứu chữa, đánh bọn ấy ngã lăn, đứa thì gãy tay, đứa thì bể đầu. Thái phương liệu bề không xuôi vừa muốn chạy trốn, bị Nhật Thanh đá một đá nhào xuống đất, hộp máu chết giấc, Nhật Thanh cố ý đánh chết đặng trả thù hôm qua. Vua thấy vậy kéo lại không cho đánh nữa, vì sợ Nhật Thanh giận đánh chết thì sanh ra sự khó lòng. Vua liền dắt Nhật Thanh đi đến chỗ khác, kiếm thuyền mướn đặng đến hội diện với Trần Ngọc Trì và Tiêu Hồng kèo thất ước nhưng mà mướn thuyền không được nên còn đi thơ thần lui chủ đánh hồi này đó. Còn tên chủ đò sợ bị tội, bỏ đò cuốn gói trốn mất. Đây nói về Tam Giang Tổng Trấn tên là Thái Trấn Võ đương ngồi tại nhà dờn với các hầu thiếp, sẽ thấy quân hào hền chạy về bị thương tích dập mặt lổ đầu. Còn con mình là Thái Phương máu ngủ đầy mình đi không được nhờ quân lính cõng về. Khi ấy Thái Phương nói, xin cha đem quân đi bắt kẻ cường đồ báo cửu cho con. Trần Võ thất kinh ôm con mà khóc và hỏi, vậy chưa ai đánh con ra thân thể như vậy, hãy nói cho cha đi bắt lũ ấy. Thái Phương nhào lăn khóc và tỏ các sự tích ấy cho Trần Võ nghe. Trần Võ nghe nói nổi dung bèn phát lệnh tiền cho quân binh đi bắt cường đồ. Trần Võ bổn thân dần 100 quân cầm khí giới và năm sắc cờ, thẳng giết đến bến đò. Khi ấy phố phường đóng cửa chặt cứng, đường xá chẳng ai dám đi. Khi Trần Võ đem quân đến nơi thì không thấy ai hết thấy có một chiếc đỏ kéo để trên bờ đó. Chân võ sợ cường đồ thoát khỏi qua sông, liền sai quân đến Tam Giang quan nói cho đạo binh thủy đặng ngừa đón. Còn chân võ thì dẫn quân đi giết theo mé sông, gặp hai người còn đi thơ thần thì quân đã bị đánh khi này nhìn biết mặt liền hô lên rằng lũ cường đồ kia ca, quân nghe hò liền áp ta phủ vây, lúc ấy quân lính áp tới thình lình, còn vua thì tay không cự chẳng lại. Nhật thanh nhảy ào xuống sông lặn trốn vua thấy nhật thanh thoát nạn rồi bèn dây lại đoạt binh khí của quân mà chống cự chẳng rẻ bị răng dây vấp chân té xuống bị chúng nó bắt thái chân võ thấy quân bắt được côn đồ thì mừng lắm liền khiến trói lại dẫn về nha đi nữa đường gặp quân huyện là trần tường vốn là người ở tỉnh quảng đông huyện phan ngung thi đậu thám huê tính hạnh thanh liêm trăm họ đều kính mến người như cha mẹ nay tình cờ gặp chân võ đem quân đi rất đông khi giái rực rỡ bộ tịch hâm hở, dương thể giận ai, lại có bắt đặng một người hớn tử, diện mạo đường đường, chẳng phải tay du thủ, thì nghĩ rằng hớn tử này bị nó bắt ắt là ra hại chớ chẳng không. Chi bằng ta lập kế lành về tra vấn, đặng kiếm kế tha kẻo tội nghiệp, tính rồi bèn xuống kiệu lứt thẳng vào vòng quân ra mắt chân võ. Khi ấy chân võ đang ngồi trên ngựa, bộ rất oai nghi, sắc diện giận dữ chẳng vui, song trần tường không nao sợ chút nào. Đứng trước đầu ngựa vòng tay thưa rằng: "Xin ngài dừng ngựa cho tôi bẩm gửi một điều, Nguyên Chân Võ với Trần Tường không tương đắc cùng nhau." Còn trấn Võ Hằng Lo hại Trần Tường, song thấy Trần Tường làm quan rất thanh liêm, dân tình yêu mến, nên khó nổi ra tay, lại Trần Tường chẳng phải là quan võ không thuộc, về tay va sai cắt, tính thế hại không được nên phát làm lơ. Nay gặp Trần Tường trận hỏi cực, chẳng đà phải xuống ngựa đáp lề rồi nói rằng: "Chẳng hay quan huyện có việc chi gấp rút đón ta lại hỏi?" sao chẳng đến nhà đàm luận. Trần Tường đáp rằng, nhơn vì tình cờ gặp ngài dẫn quân lính về đến đây, lại có bắt được một người, chẳng hay phạm tội chi, xin ngài tỏ cho tôi biết, rồi giao người ấy cho tôi đem về nhà nghiệm hình tra hỏi thế cho ngài, ước đặng chăng. Thái chân võ nghe nói thì cười rằng, ta đâu dám làm nhọc chỉ ông, nguyên người này to gan lớn mật, chẳng nể phép vua, đánh con ta hộp máu chết sấp tại huê thuyền, lại đánh quân lính dập mặt lổ đầu, vốn nó hai đứa, nay bắt đặng một, con thằng kia nhảy xuống sông trốn mất, nay ta bắt nó đem về nha tra khảo cho ra người chủ chốt đồng mưu xui nó, như chiếu theo luật hình thì tội này nặng lắm, nên ta khó nổi giao cho ông phán đoán. Nói rồi dục ngựa ra đi, quan huyện giận nói rằng và chăng tên này là dân chớ không phải là quân lính, như quân lính thì về phần ngài cai quản, còn như dân tình cùng người thương khách thì tôi xử đoán dầu thiệt kẻ cường đồ đánh con ngài hay là phạm đến nhà quốc thích có bằng cớ đành dành, thì chiếu theo luật trị tội, há ỷ thế làm ngang, hãm hại kẻ mồ côi được sao? Vậy xin ngài hãy xét lại, nói rồi bèn cứu ra về, khi ấy chân võ thấy quan huyện nói bấy nhiêu lời, thấm mật nhầm lý, và thấy quan huyện giận bỏ đi thì bước lại nắm tay quan huyện cười lớn nói, theo lời ông công luận rất nhầm, xin nhờ ông cha xét dùm cho ra lẻ và khán dùm luật nghiệm tang tích con tôi và mấy tên quân bị thương tích. Quan huyện nói, việc ấy là bổn phận tôi phải lo, xin ngài chớ ngại. Nói rồi lành kẻ phạm tội về nhà, dạng ngày thay chân võ sai quân mời quan huyện đến khán luật nghiệm và có quan phủ tại tỉnh đến chứng. Khi khán tang tích rồi quan huyện cứu ra về thì chân võ căn dặn đôi ba phen về sự ấy xin phán đoán cho phân minh. Khi quan huyện về tới nhà suy nghĩ một mình, sực nhớ tới con mình có học chuyện rằng ngày nọ nó đi du thuyền gặp Cao Thiên Tứ, Nhật Thanh làm thơ lấy làm tương đắc, nó lại khen hai người ấy cao tài rộng học, lại ngày ấy cũng có Thái Phương Sen vô đó ỷ thế hiếp ngươi nên gây lộn với Nhật Thanh gần sanh ra sự giữ, nhớ con ta với Cao Thiên Tứ và Tiêu Hồng can gián mới khỏi, nó lại khen Cao Thiên Tứ là người rất nên đoan tránh, ăn nói chỉnh tề, cốt cách phi phàm, nay sanh ra sự này. Bởi tại chân võ không nghiêm dạy con, để ra húng hiếp người, nay bị tay hào kiệt đánh gần chết, xét cũng đáng, bèn tính kế cứu người cho khỏi ngục ngặt tang án còn đó khó nổi cứu tha. Lúc ấy Ngọc Trì thấy lòng cha có ý muốn cứu người tài ngò thì thôi thúc cầu xin cha lập kế cứu người kẻo tội nghiệp, còn Tiêu Hồng cũng sẵn lòng cứu cao thiên tứ, sản dịp ấy liền thưa với quan huyện hay rằng xin dưỡng chớ lo, vã trăng từ ngày tôi ở kinh đi về, có gặp quan tổng đốc bá đạt đi do thám các tỉnh, nay nghe người đã đến tỉnh này. Vậy dượng nương dịp ấy thát kế, để đình vụ này lại vài bữa sẽ hỏi. Vì dượng lúc này mắc lo đi nghinh tiếp quan đại thần nhập cảnh, như vậy chỉ hưởng ra được ít ngày, thì thương tích chúng nó sẽ hết, khi ấy dượng phóng xã cao thiên tứ như chơi. Ngọc Trì đáp rằng anh tính rất hay, xong đã khán, nghiệm rồi làm sao cho tiện. Quan huyện nói không can chi đâu mà con lo, như lời anh con tính đó rất hay. Bèn kêu kẻ nhà dịch giận dò rằng như quan thủ bị có đến đây hỏi ta thì bây thưa rằng ta mắc đi rước quan tổng đốc vài ngày sẽ trở về xử đoán. Đây nói về chân võ sai thủ bị đến nha, hiệp cùng quan huyện phán đoán, chẳng dè khi đến nha thì kẻ nha dịch thư lời cho quan thủ bị hay rằng quan huyện mắc đi rước quan tổng đốc vài bữa sẽ về. Chân võ hay tin ấy thì nổi giận và sanh nghi cho quan huyện làm chủ xúi dục côn đồ đánh con va, nên có ý xiên trì đẳng kiêm cớ cứ cứu trừa bèn tính kế dâng tờ mật cáo với quan tổng đốc rằng trần ngọc trì là con quan huyện có thủ hiểm với con tôi là thái phương nên nguyễn côn đồ đánh gần chết nay quan huyện có ý binh vực không chịu tra xét thẩm án lại muốn tha quân côn đồ khi tờ mật cáo ấy chạy đến quan đốc phủ là trang hữu công coi rồi lấy làm nghi ngại không biết trơn giả thề nào vì thường nghe trần tường làm huyện rất thanh liêm một mãi chẳng tham thương dân như con lẽ đâu lại làm tác tệ dường ấy nên giao tờ mật cáo ấy cho bá đạt coi, xin người diễn Trấn giang cha xét dùng. Bá đạt nói, ta ở đây đã lâu tìm kiếm chúa thượng không được, ta có ý đến chỗ khác đặng tìm, vậy luôn dịp này ta sẽ thi hành cận tiện hơn. Nói rồi, bèn từ giả lên đường, các quan đưa đón một dặm đường mới trở lại, khi ấy quan tổng đốc xuống thuyền thẳng qua Trấn Giang, đi dọc đàng có lòng tìm kiếm vua các chỗ xong bặt tin, khi vừa đến Trấn Giang thấy văn võ các quan đến bến đỏ nghinh tiếp ngài liền dạy các quan về nha làm việc, xong mời một mình quan huyện Trần Ngọc Tường ở lại nha quan tuần phủ mà thôi. Khi ấy quan tổng đốc mặc đồ thường mời quan huyện ngồi một bên trò chuyện. Quan huyện thưa, phận tôi nhỏ nhoi, đâu dám vô phép cùng ngồi với ngài, xin cho tôi đứng hầu. Quan tổng đốc nói, không can chi phòng ngại, ta mời ngồi thì cứ ngồi đặng ta nói việc kín cho mà nghe. Quan huyện vâng lời ngồi một bên, quan tổng đốc phán rằng, nguyên ta đi tuần vàng dân tình ở tại phủ trang hữu cung, người có đưa tờ mật cáo của chân võ kiện ông cho ta coi, trong tờ ấy cáo rằng, con ông với công tử Thái Phương hai người có hiểm khích nhau, nên ông làm chủ mưu suối bọn côn đồ đánh Thái Phương suốt huyết gần chết, nay tên hung phạm ấy đã bắt đặng rồi, giao cho ông thẩm xét, mà ông không thẩm án, có ý tha đi, lẻ giả trơn ta chưa rõ nên phải hỏi lại ông. Nguyên vụ ấy trang đại nhân cậy ta tra xét dùm và người lại có tỏ cho ta biết tánh hạnh ông làm quan rất thanh liêm, thương dân như con không lẽ ông bỏ phép nước mà tư vị điều quấy, vậy công việc làm sao ông hãy nói hết cho tôi biết, không can chi phòng ngại. Quan huyện dứng dậy thuật hết các việc đầu đuôi rằng, từ ngày con tôi là Trần Ngọc Trì và Tiêu Hồng Du ngoạn phụng thuyền nhằm lúc đoan dương, có gặp cao thiên tứ và nhật thanh ý hiệp tình đầu về sách vở, chẳng dè có sen thái phương vô gió, ý thế hòn hào, gây lộn với nhật thanh mới sanh ra sự đánh đập này. Khi ấy tôi thấy chân võ đem binh đi bắt được cao thiên tứ là người rất nên đường đường diện mạo, phẩm cách phi phàm, chẳng phải tay du thủ. Tôi sợ nó đem về dinh ra tay độc thủ thì uổng đúng người ngay, nên tôi ý đón rảnh, lảnh đem về dinh, tôi tính bề tha cứu. Quan Tổng đốc nghe nói tên Phạm ấy là Cao Thiên Tứ, thì lật đật hỏi người ấy bây giờ giam cầm tại đâu, có bị thương tích chăng? Quan huyện bẩm rằng không có thương tích chi cả và còn đương giam tại ngục và phần nha tôi canh dừa. Quan Tổng Đốc bèn đuổi mấy tên quân hầu ra và nói cho với quan huyện rằng, thật ông là người nhân đức, nguyên cao thiên tư ấy là tên của thánh thượng giả danh đặng đi chơi giang nam đó. Ta biết tên ấy là nhờ nhị vị đại thần Trần Hoàng Mưu và Lưu Dung tỏ vẽ. Nay ta phụng lệnh nhị vị đại thần đi do thám kiếm tìm thánh thượng đặng rước về. Đi đã lâu ngày mà kiếm không ra. May trời xui gặp tại đây xin ông hết lòng với nhà nước chớ cho ai hay. Vậy ông hãy mau đến ngục rước về nhà ông còn ta thay đồ hèn hạ sẽ lén đi sau đến đó ra mắt ngài. Trần Tường nghe nói nữa mừng nữa sở, bèn lật đật cáo lui tuốt về nhà nói rõ với con đến ngục ra mời Cao Thiên Tứ thẳng vào chùa tịnh phòng. Khi đó bá đạt đã đến trực hờ tại đó, còn cha con Trần Tường cúi đầu bái ít vua và quỷ móp dưới đất mà tâu rằng cha con chúng tôi nhục nhản, không rõ thánh thượng giáng lâm, để bệ hạ đến thân cực khổ, tội đáng phân thây muôn đoạn, xin bệ hạ rộng dung xét cho chúng tôi nhờ phần phước vua phán rằng cha con trần khanh không tội chi mà sợ hãy dậy cho mau ra cửa ngoài ngăn giữ đừng cho ai vào cha con trần tường cám tạ ơn vua lui gót trở ra khi ấy vua ngồi trên ghế giao kỳ còn bá đạt quỳ mọp bái yết dưới đất ra mắt vua mà tâu kẻ hạ thần vâng lời đại học sĩ là trần hoàng mưu và lưu dung tầm thánh giá hồi kinh sửa lo việc nước trị dân làm trọng kẻo quân liêu có lòng kính trọng còn hoàng thái hậu luống trông lo sợ mình rồng chẳng ăn cuối thể Vua phán, trong vài ngày ta sẽ phản giá hồi kinh, vậy Khanh hãy đứng dậy chơ khá tâu nữa. Này sản dịp gặp Khanh đây, khá tua lành ý chỉ của trẫm một là bắt nội nhà em của Diệp binh bộ ở tại Nam Kinh, vì ngày trước nó sanh tâm cướp giá, khi bắt rồi thì giam cầm chúng nó tại thiên lao chờ trẫm về sẽ phân đoán. Còn cha con Trấn võ tội ác đã đầy, chẳng nên dung tha, phải bắt giải đi cho trang hữu cung kết án, trần tường chi huyện làm quan thanh liêm ngay thẳng có công cứu giá, sắc phong tam giang tổng chấn, thế cho chân võ, còn tiêu hồng đả đậu võ thám huê, võ nghệ tinh thông, phong làm trung quân, hay việc quân vụ giúp việc cùng tổng chấn, chờ khi về quê quán thăm viếng bà con xong rồi sẽ thăng nhậm chức ấy. Phán rồi vua giao thánh chỉ cho bá đạt hiệp cùng trang hữu cung thi hành, an bài các việc rồi phục chỉ cho vua hay, vua giận dò rồi ra đi. Khi ấy bá đạt và cha con Trần Tường lén đưa vua ra khỏi nha rồi trở lại bá đạt trao chiếu cho trần tường mà nói nay bệ hạ thăng chức cho ông làm tam giang tổng chấn thế cho trần võ bị cách chức và kết án cha con quan huyện cả mừng liền bày hương án cảm tạ thánh ân và tạ ơn bá đạt có lòng ái mộ khi ấy bá đạt chẳng dám ở lâu vì có thánh chỉ ân cần mật sự nên từ biệt trần tường xuống thuyền thẳng chỉ đến nhà trần võ truyền thánh chỉ ra nả cha cả gia quyến trần võ giải đến tĩnh thành còn trang tuần phủ khi được chiếu chỉ vua thì đi bắt cả nhà diệp Hoàng cơ giải nạp về kinh đây nói về vua ra khỏi nha huyện gặp nhật thanh đương đi dọ thám tại đó cha con bèn tỏ việc một hồi rồi khiến nhật thanh đi lấy đồ hành lý mướn thuyền thẳng qua tòng giang phủ đi dọc đàng xem phong cảnh rất vui xa xem thấy động đình hồ cùng các cửa biển phong cảnh hơn sông rạch lại thấy thuyền trải câu lưới kết đoàn lĩnh nghình ngoài khơi khi thuyền đến phủ tòng giang vua và nhật thanh lên bờ ghé tiệm ngủ mà nghĩ một đêm dạng ngày vua hỏi chủ tiệm rằng ta thường nghe tĩnh này có ca lý ngư bốn tay ngon lắm, chẳng biết có quả như lời đồn chăng. Chủ tiệm cười mà đáp rằng sứ tôi đây thường có thư ca ấy nhiều lắm, thật là vật quý, nhằm lúc tháng 2 tháng 3 thì có nhiều, nay khách quan đến đây không nhằm mùa tiết của nó, lúc này dầu có cũng khó gặp. Vua nghe nói thì tiếc thầm rằng mình không có lộc ăn nên đến đây chậm trễ rồi hỏi thăm chủ tiệm chỉ các chỗ phong cảnh tốt ghi nhớ trong bụng liền dẫn Nhật Thanh đi chơi, thấy đường xá rộng dài lại nhiều, chợ búa kinh dinh đông rào, phố xá nguy nga. Vua đi dạo xem phố phường tính cả thầy là 360 giày, mỗi chỗ đều chất hàng hóa dày đầy thì nghĩ thầm rằng hèn chi thiên hạ đồn sứ tòng giang này giàu có lớn chẳng sai. Lúc trời vừa đứng bóng, vua thấy đồ vật thực dưới biển đem bán cho các tiệm rất nhiều, thì chăm chỉ coi có cá lý ngư không, đặng mua ăn cho biết mùi ngon giống cá ấy ra thế nào. Sởi thấy hai người bưng một cái mâm cây có đựng hai con cá lý ngư thì trong lòng vui đẹp vô cùng, bèn kiến nhật thanh kêu mua mắc rẻ chớ nài. Tên bán cá đáp rằng, thư cá này lúc mùa xuân chẳng thiếu gì và rẻ, còn lúc này trời nắng, nó trốn dưới đáy nước khó bắt. Vì có quan phủ tân nhẩm, đã có lời truyền dạy tôi hơn một tháng nay, phải ra sức bắt mà nạp cho ông bao nhiêu cũng mua, nên tôi không nài khó nhọc, xuống đáy biển may tầm được hai con như khách quan muốn mua ăn cho biết mùi ngon thì mỗi con giá 5 lượng bạc, bằng không tôi sẽ đem dương nạp cho quan phủ, nói rồi liền bưng cá ra đi. Vua ưng chịu mua theo giá ấy, vì muốn biết mùi ngon không nài hao tốn. Khi vua vừa lấm bạc ra trả, xảy thấy một người đi tới, ăn mặc tề chỉnh, trơn đi giày, tay cầm quạt kim phiến, có vài tên gia đình theo hầu, sốc lại nạt thang bán cá, sao dám bán cá ấy, vì ta đã dặn mày hơn một tháng rồi này bây ham tiền mà bán làm vậy, tội ắt không dung, hãy đem vô nhà lập tức. Lại nói, còn hai tháng này, sao dám mua cá của ta? Hai tên bán cá nghe công tử luận xương nói bấy nhiêu lời, thì hồn phi phách tán, liền cúi đầu lại nói rằng, tại hai người này cưỡng bức giành mua chớ tôi đâu dám bán. Xin ra ra thứ tội cho kẻ tiểu nhơn nhờ, công tử nghe nói nổi giận trợn mắt mắng vua và nhiệt thanh rồi hối quân sách cá ra đi khi ấy vua biết người ấy là con quan chi phủ trấn nhậm tổng giang, mặt mày hung ác, chẳng phải kẻ tư văn. Lúc ấy người ta súng coi cũng đông khi thấy công tử luận xương đi rồi nói chuyện hỏi vua rằng việc này rất may cho hai người khỏi bị bắt về nha trị tội. Nguyên cha con chi phủ từ ngày đáo nhậm xứ này, hơn một tháng nay, bỏ qua việc nước, không sự đoán vụ kiện thưa chút nào, cứ nghe lời con làm hại dân tình nhiều điều oan khúc, như có tiền lo thì may khỏi họa, nếu người còn chấn nhậm đây lâu ngày thì ắt là trăm họ mang khốn đốn chớ chẳng không. Vua nghe nói cả giận nghĩ thầm rằng việc mua cá nhỏ mọn bỏ qua thì phải, còn việc nó hại dân khó nổi làm ngơ. Bèn tuốt theo dành cá lại nói, cá này tuy ngươi giận trước, xong thằng bán cá đã chịu bán trước cho ta, ngươi phải chia hai cho ta. Nói rồi khiến Nhật Thanh rượt lại một con, luận xương nổi giận hành hung, mắng, bây là đồ chó con dám lừng lẩy đến trước miệng cọp trêu ngươi hay sao? nói rồi hô quân tùy tùng áp bắt đem về nha trị tội, bị nhật thanh đánh lũ ấy ngã lăn, luận xương thấy vậy áp vào binh, vì ỷ võ nghệ giỏi, dụng quần thế kêu là cao tháo mã đánh xuống, nhật thanh tránh không kịp té nhào, luận xương nháy đến chụp bắt nhật thanh. Vua thấy quần thế luận xương mạnh dạn, liền lật đật dùng miếng tuyệt thủ đánh tới, chúng nhằm hạ nang lăn nhào dưới đất, kêu la om sòm. Ấy là thị phi vì bởi thài lai miệng phiền muộn do nơi sướng đứng đầu phiền muộn do nơi sướng đứng đầu. Chương 12, hồi 12, khi vua Nguyên Địch sợ đánh không lại, xuất kỳ bất ý dùng quần kêu là âm dương quỷ khước, đã vào hạ nang luận xương té xuống đất tức la om sòm, mấy tên quân bị thua chạy lại còng đem về nhà, còn nhật thanh lồm com trồi dậy, hiệp cùng vua vuốt về tiệm ngủ lấy đồ hành lý, chạy được một đổi xa. Khi vua chạy thoát khỏi là bởi cả xứ này đều ghét luân xương tàn bạo, nên không ai thèm ngó ngàng đến. Đây nói về luận thượng trí là chi phủ chấn nhậm sứ này, thấy con bị thương tích nặng, lật đật hối rước thầy hốt thuốc cứu chữa và sai quân nha dịch cầm khí giái đến chỗ giao chiến bắt quân hung phạm, khi đến nơi thì không thấy bóng người, còn tiệm hai bên đóng cửa chặt cứng, liền tra hỏi mấy tiệm ở gần đó, mấy chủ tiệm nói, khi nảy súng đánh nhau tại đó, rồi chạy tản lạc hết, không biết người nào là tay hung thủ. Chi Phủ không biết tính làm sao bèn dẫn vài người chủ tiệm ở gần đó, đem về nhà đặc hỏi thăm hình tích và đồ ăn mặc của tên côn đồ ấy, đặc mạc đồ hình, giao ai bắt đặng sẽ trọng thương. Vua và Nhật Thanh sợ quân lính vượt theo, nên chẳng dám noi theo đường cái mà chạy, cứ đường nhỏ mà chạy, ước đặng ba chục dậm thì trời đã tối, thấy nhà trong xóm cũng gần, bèn vào đó tả lúc, ai ngờ vô nhầm nhà Diêu Lân là con quan tuần phủ trấn nhậm tỉnh Sơn Tây, tên là Diêu Quốc Thanh quan này rất thanh liêm nên bá tánh ngợi danh người là diêu thanh thiên vua đã từng nghe danh tiếng người thiên hạ ngợi khen đã lâu còn diêu công tử thì trọng nghĩa sơ tài giao kết anh hùng trong bốn biển nên khi vua mới đến chuyện vản sơ qua xin ngủ nhờ một đêm thì hai người hiệp tình ư rất nếu tương đắc rồi công tử với nhật thanh kết làm anh em còn vua thì xưng hô là chú công tử đải đằng một cách tử tế khi ăn uống rồi Diêu lân bèn tỏ cùng vua rằng trong xứ này rằm trung ơn thiên hạ cúng lớn lắm, đèn đốt sáng trời, dưới sông thì làm thủy lục, cúng siêu độ âm hồn không nhà cửa nương dựa, rất nên vui lắm. Xin chú ở nán lại ít ngày để xem chơi cho biết. Vua thấy Diêu công tử hảo tâm nên yên lòng ở đó vài ngày đặng coi lễ trung ơn. Nói về tục xứ này cúng rằm trung ơn cũng như thượng ơn, các phố phường trưng đồ rực rỡ đèn đốt sáng cả thành ai nấy đều kình nhau trưng các vật chơi rất tốt, có ý khoe khoang là nhà giàu có, không ai cầm ai, quan dân đồng vui, trước là chúc nhà nước thanh bình, cuộc chơi này vui hơn tiết trung thu, còn dưới sông là giàn thủy lục trưng đủ các vật, ban ngày ngó rất lịch sự, tối lại đèn đốt sáng trời không thua gì trên bờ, thiên hạ già cả lớn bé dắt nhau đi coi vô số, nhất là nấy kiểm chúa thiên hạ đến đốt hương, đem tiền cúng thí nhiều lắm có bài thơ như vầy, trung ngươn rộn rực phóng huê đăng tức nguyệt đua chen sáng khắp ngàn muôn cụm liên huê khoe mặt nước chín tầng châu tháp rực vân đoan kim ngao ngọc tưởng xem đồ sổ bửu điện đài diêu ngó rỡ ràng chúc tụng thanh bình an bốn bể quan dân vui đẹp thầy an nhàn từ ngày vua tá túc tại nhà diêu lân thì chủ khách tương đắc cùng nhau lắm vì diêu lân tánh hay ưa người làm bậu bạn nay gặp vua và nhật thanh đồng chí nên kính yêu như ruột thịt lại gặp dịp trung ngươn cảnh tốt nên mỗi ngày Diêu Lân và cha vợ là Vương Thái Công đều dọn tiệc thiết đài vua và nhật thanh một cách trọng hậu, khi thì chuyện vàn sách vỡ thơ từ, khi lại luận đàm võ nghệ binh pháp, khiển tướng đề binh, bố trận, lúc rảnh thì cưỡi ngựa xả tiền, tập các môn võ nghệ giải muộn cho qua ngày tháng. Diêu Lân thấy vua văn võ toàn tài hỏi đâu đáp đó, tài cao hơn người thì càng thêm phục, lại buồn phận mình gặp người tài muộn lắm vậy. Ngày luận tháng qua xảy đến ngày rằm trung nguyên lại rủi cho mình diêu lân giả rượi nên ngày ấy đi cùng vua không được. Vua đem theo vài đứa gia đình và nhật thanh thẳng đến thành thị thấy đèn thắp sáng trời coi rực rỡ. Khi đến đó đang lúc canh hai, bốn cửa thành đều mở thông thương, sánh với các trổ thì trổ này xinh đẹp hơn hết. Đường lúc thiên hạ đông đảo vui đẹp, vua khoái ý nên quên sự nhơn mạc đánh luận xương gần chết tại đây ngày trước. Khi ấy vua giao ngựa cho một đứa gia đình rử rồi dắt nhật thanh đi bộ dài theo phố thấy bài trí nhiều đèn tết lạ, kế đến các cửa chùa thấy càng sinh tốt hơn nữa, trưng đồ rất đẹp và khéo lạ vô cùng, chẳng dè đi lần đến cửa phủ Tổng Giang mà không hay. Đường lúc xem chơi, xảy gặp mấy tên thủ hạ đi theo hầu luận xương hồi trước, chúng nó biết mặt vua liền chạy vào báo cho luận thượng trí hay. Khi ấy thượng trí đang buồn giàu vì sự con bị đánh trọng bị uống thuốc không nhẹ, xảy nghe quân báo, bèn truyền đóng cửa thành lại cho chặt và thông tin cho bên võ dinh đem binh đến bắt vua và Nhật Thanh. Khi ấy vua và Nhật Thanh trở tay không kịp vì tình lình quân áp đến đông lắm, phần uống rượu đã nhiều, nên yếu sức chống cử chẳng lại, cả hai đều bị bắt. Còn tên gia đình đi theo vua đó, thấy sự thể không xong chạy trốn mất. Khi thượng trí bắt được vua và Nhật Thanh dẫn về nha cha hỏi, rồi bị bổn phù thành hoàng chỉ sói vô bụng. Thượng trí đau quá nên cha khảo không được phải giam lại ngục hình, vì chư vị thành hoàng sợ nó làm thiệt hại cho vua nên phải ngăn trở như vậy đặng kiếm người cứu giá. Qua ngày sau thượng trí ra khách thì bụng càng đau hơn nữa, nên phải dẹp vụ ấy lại đó. Nói về tên gia đình chạy trốn núp trong nhà dân chúng, chờ đến canh năm tuốt ra khỏi thành gặp thằng dừ ngựa của vua, liền rũ nhau trở về phủ diêu lân phi báo. Diêu lân thất kinh cả giận mắng luận thượng trí là đổ ô quan, tham công hiếp người, làm việc trai phép dám bắt chú và em mình giam cầm không kể đến mình, bèn thưa lại cho cha vợ là Vương Thái Công coi liệu tính lễ nào. Vương Thái Công nói, còn chớ khá nóng, hãy lấy lễ nghĩa, viết thơ tỏ cho thượng trí hay, như êm thì tốt, còn như nghịch thì sẽ dụng binh mà cứu không muộn gì. Diều lần nghe theo lời cha, viết thơ xong rồi sai diêu đức cởi ngựa, đem giao cho thượng trí. Khi thượng trí đang dưỡng bệnh, sầy đặng thơ diêu lân gửi đến bèn gắng gượng trồi dậy xé thơ coi thấy như vậy kính bẩm quan phủ rõ và trăng cao thiên tứ và nhật thanh là bà con quen biết với tôi nay hai người vào thành du ngoạn coi phóng huê đang bị ngài bắt giam cầm tại ngục chẳng hay phạm tội gì nguyên hai người y này của cha tôi sai về tham gia quyến này đã đúng một tháng không bước cẳng ra khỏi nhà tưởng việc này nha dịch bắt lầm bởi việc án mạng cần kiếp nên bắt người lạ mặt đặng kết án nghiêm hình cho mau rồi nếu làm như thế rất hàm oan, xin đại nhân rộng lòng tưởng tình cha con tôi, tha người làm phước. Diêu lân kính bái, thượng trí coi thơ rồi nổi sung, vỗ bản nạt rằng diêu lân là đồ khốn kiếp, ý thế cha nên chủ mưu cho cao thiên tứ và nhật thanh độc đả con ta bị nặng hiểm nghèo, nay trời khiến bắt được quân cường đồ này, người lại dám biểu ta tha, thiệt là khinh khi ta lắm, tưởng có lẽ ngươi không thoát khỏi tay ta trong vụ án mạng này, nghĩ đến càng thêm giận. Chấm, bèn sai đòi tên gem thơ đến, khi ấy Diêu Đức đến cúi đầu ra mắt thượng trí thì thượng trí vỗ bàn nạt lớn và mắng rằng chủ nhà lý rất nên đại ác, lén suối côn đồ đánh con ta chết sống chưa rõ được, lại viết thơ khiến ta thả kẻ hung dữ ấy, thiệt là khi rể ta vô cùng, tội ấy đáng hay chưa? Nói rồi khiến quân vác hẻo đánh đuổi Diêu Đức về, còn thơ thì quăng xuống đất. Diêu Đức lật đật lại lượm bị quân nha dịch, áp đánh vô số, đau hết sức không dám la liền chạy tuốt về khóc lóc tỏ đầu đuôi cho diêu lân nghe. khi ấy diêu lân nổi sung thiên quên điều phải quấy, không suy nghĩ đến phép nước thể nào, vì bởi còn nhỏ, tánh khí căng cường, không sợ tội lỗi, liền dẫn hai trăm gia đình cụ bị khí giái kéo thẳng đến phủ tổng giang. khi đến nhà môn không thèm ra mắt quan phủ, đóng quân tại đó, dẫn theo hai chục tên thủ hạ thẳng đến cửa ngục. quân canh giữ biết diêu lân công tử nên không dám ngăn chờ diêu lân nạt và hỏi cao thiên tứ và nhật thanh ở đâu bây giờ quân canh sợ phải dẫn đến nơi mà chỉ diêu lân liền cứu hai người ra khỏi ngục đem tuốt về nhà mình khi thượng chí hay đặng liền dẫn quân theo bắt lại thì diêu lân đã đi xa rồi theo không kịp phải đem quân trở lại nghĩ càng thêm thấm mệt cả giận nhức mắng diêu lân là loài xúc xanh cả gan phản nghịch coi phép nước như chơi bèn bổn thân lập tức đến quan đạo đài cáo bẩm khi ra khỏi cửa vừa gặp quan huyện đến viếng hỏi thăm vì cớ nào diêu lân phá ngục cướp tu làm vậy. Quan phủ thuật đầu đuôi sự tích cho quan huyện nghe rồi cùng nhau đến tô tổng cao báo cho quan đạo đài tên là Châu Lương Tài hay Đặng Lập Kế bắt diêu lân. Khi đến nơi ra mắt xong xuôi, liền bầm các việc diêu lân làm phản, xin đem quân bắt nó trị tội. Quan đạo đài nghe nói thất kinh thầm tính trong bụng rồi đáp lại rằng như đem binh bắt diêu lân cũng được đó, song sợ trước là hao quân lính, hóa ra việc lớn. Sau ngại nổi mít lòng quan diêu tuần phù cũng là người đồng liêu với bọn ta, nếu làm thẳng phép, sau khó nổi ngó mặt nhau, chi bằng dụng kế mời diêu lân đến bắt trước, thì lòi hai tên hung phạm ấy ra, rồi sẽ tư tờ cho diêu tuần phù hay đặng biện luận, làm như vậy thì việc công tư lưỡng toàn. Quan huyện đáp ứng ngài tính như vậy rất hay, xong lo nổi diêu lân sợ có tội trọng không chịu đến đây, chừng ấy ngài liệu thế nào cho tiện việc. Quan đạo đài đáp rằng diêu lân không tội chi trọng bất quá mạo phạm cướp tù tù nhơn hãy còn đó chưa trốn đi đâu nếu rũi luận công tử có chết đi nữa thì cao thiên tứ với nhật thanh phải một người thêm mạng chớ can gì đến diêu lân mà phòng sợ nói rồi bèn viết thiệp sai người đến diệu ra trang mời diêu lân ngày mai giờ ngọ đến nhà hội yến và thương nghị việc gấp diêu lân được thiệp mời liền chịu miệng hội yến không ngờ không ngờ là kế dụ mình bởi công tử nầy tánh ý can đảm can cường khô sợ ai hại mình, nên dạng ngày lên kiệu thẳng đến tĩnh thành. Đến nhà thì thấy các viên quan lớn nhỏ đã trực sẵn nơi tiệc, diêu lân vào ra mắt, quan đạo đài và hàng phủ, huyện, thì các quan vị tình diêu tuần phủ, nên phải đáp lễ lại, rồi mời nhập tiệc, ăn vừa đặng nửa chừng. Thì quan đạo đài nói cùng diêu lân rằng, ta có nghe cháu vào ngục cướp tù là cao thiên tứ và nhật thanh, nếu cháu làm như vậy thì là trái phép lắm vã chăng chúng nó đánh công tử luận xương trọng bị chết sống chưa hay nên quan phủ phải cầm giam đờ chúng nó ít ngày, chờ coi thương tích luận xương nặng nhẹ thì nào rồi sẽ phán đoán. vã là cháu cũng là người biết phép, làm sự ngang tàng dương ấy, thì trái lẻ nhiều lắm, nếu ta làm thẳng lẻ theo lời quan phủ cao bẫm, chạy sớ về kinh, ắt phải liên lụy đến ông già của cháu, ta bởi riêng nghĩ tình bằng hữu đồng liêu với ông già cháu chẳng nở ra tay, nên mời cháu đến đây cạn tỏ cho cháu nghe. Vậy phải đem giao hai tên can phạm ấy thì yên, bằng cháu tự cường chẳng lẽ bỏ qua việc ấy đặng. Diêu lân chắp tay thưa rằng, theo lời quan lớn dạy tôi đâu dám cải, xin đại nhân thẩm xét. Vã trăng cao thiên tứ và nhiệt thanh ở tại nhà tôi gần một tháng không bước trơn ra khỏi nhà, sớm tối không lìa, tôi xét tình lý ấy, thì có đâu độc đà luận xương cho được, nhơn ngày rằm trung nguyên hai người vào thành coi đốt đèn, chẳng rè ra nhơn của quan phủ bắt lầm giam cầm nơi ngục. Khi ấy tôi hay diệt như vậy thì tôi có bẩm minh bạch cho quan phủ rõ. Người không đếm xỉa lời tôi, lại nghe lời tôi. Cứ quyết hàm hại hai người ấy đặng báo cừu cho con người. Đã vậy thì chớ lại còn đánh đuổi diêu đức là bộ hạ của tôi sai đem thơ cho người. Nên tôi giận quá trí mà sanh sự ấy. Nay ngài dạy giao hai tên phạm ấy lại tôi đâu dám cái. Xong có chứng cứ văn bằng cho minh bạch thì tôi giao lập tức. Nếu A Tùng cùng nhau dưỡng chúng đặng hại người, thì tôi đâu dám nghe lời theo ngài thượng chí nghe nổi xung nói quan lớn đã có lòng khuyên giải mà diêu lân không vừa lòng rất nên bội phản liền khiến thủ hạ bắt diêu lân giam lại và khiến quan huyện vương vân đến nhà diêu lân bắt hai tên du thủ lại căn dặn không được làm náo động trong diêu phủ và không được đá động món gì khi diêu lân biết mình mắc kế nên ẩn nhần chịu giam đờ một đôi ngày sẽ tính kế thoát thân đây nói về quan huyện vương vân thẳng đến diêu gia trang xuống kiệu thẳng vào căn giữa, khiến mời mẹ Diêu Lân ra tỏ tự sự cho Diêu Thái Quân nghe và an ủi chớ phiền dầu. Việc này Diêu công tử vô can, xong cầm đờ đó cho lòi hai tên hung phạm ra rồi sẽ tha. Nếu không làm như vậy thì sợ công tử sanh sự khó lòng. Khi ấy vua nghe mấy lời quan huyện phân tỏ với mẹ Diêu Lân thì sợ liên lụy cho cả nhà Diêu Lân, nên vua và Nhật Thanh ra chịu, rồi từ biệt Diêu Thái Quân mà đi với quan huyện thẳng đến cửa ngục chịu giam. Khi Diêu Thái Quân nghe cớ sự làm vậy, thì lo sợ ngồi đứng không yên, bèn khiến gia nhân đến nói cho ông xui đảng gái là Vương Thái Công hay và cậy đến thành dọ thám tin tức. Khi Vương Thái Công đặng tin, thì kinh khủng lật đật đem tiền bạc theo lưng, vào thành thẳng đến khám thì thấy dày và cao thiên tứ cùng nhật thanh đồng bị ra một chỗ đang lo kế thoát thân. Xảy thấy Vương Thái Công đến thì diêu lân cậy ông đến hải ba trang nói dùm với thôi từ tương tính kế cứu dùm vương thái công y lời liền để tiền bạc lại cho quân canh cửa mua vật thực nuôi dưỡng ba người ấy rồi trở lại cho diêu thái quân và con gái mình hay cho bớt nổi dầu phiền liền thẳng qua hải ba trang đây nói về tôi tử tương chiếm cứ trốn hải ba trang chuyên nghề ăn cướp nên trong nhà dầu có lớn tánh hay giúp anh hùng hào kiệt giao kết cả trong thiên hạ những tay ăn cướp anh tài người này mình cao bảy thước sức mạnh hơn người võ nghệ tinh thông việc văn vừa đủ nghĩa khí rất lớn lại thêm có một bọn anh em trí nhiều mưu đũ võ nghệ cao cường không chịu cướp phá nhà cửa nhân dân chỉ ưa đánh cướp những ô quan thăm làm ăn của dân tình còn các xứ ruộng nương nhà cửa phố xá ở chung quanh hải ba trang thì bảo hộ bình an chẳng có đạo tặc nào dám đến cướp phá vậy nên dân tình cảm phục tình nguyện cùng nhau mỗi năm dương lúa thóc đền ơn còn các quan văn võ sứ này thấy bọn thôi tử tương tuy là ăn cướp xong làm nhiều điều phải nghĩa nên bỏ qua không nói đến. Ngày trước, Diêu Lân với thôi tử tương làm bạn cùng nhau rất thiết, sanh từ chẳng lìa, lại đồng học một thầy. Ngày ấy thôi tử tương đương tập đao thương cùng chư huynh đệ, sẽ nghe gia đình đến thưa có vương thái công đến xin ra mắt, thôi tử tương biết là cha vợ Diêu Lân, lật đật ra nghinh tiếp vào đài trà nước. Trò chuyện sơ qua một hồi rồi thôi tử tương đứng dậy chắp tay thưa với vương thái công rằng Bọn tôi không dè bác lên đây nên ra minh tiếp chậm chề Xin bác miễn chấp, chẳng hay bác mạnh giỏi ra sao Vương thái công bèn thuật chuyện đầu đuôi về sự diêu lân bị giam và nói Vì việc ấy nên già đến đây cầu xin chư vị hảo tâm lo phương cứu giúp nó thoát khỏi ngục hình Thôi tử tương nghe nói thất kinh Rồi suy nghĩ một hồi lâu rồi thưa rằng Bọn tôi ra sức cứu em tôi cùng hai người kia thì không khó gì song sợ liên lụy cho bác tôi là diêu tuần phủ nên khó nổi liệu toan khi thi lương phương nghe thôi từ tương nói thì nổi giận rằng nay việc đã dĩ lở ra như vầy bọn ta há nở làm lơ cho đành hay sao theo ý tôi tính chúng ta vào đó cướp mục đừng giết kiêu nân lính chớ nên động đến của nhà nước và dân chúng cứ giết cha con luận xương mà trả thù thì đủ nhưng mà bác phải mau về trước chở hết gia quyến của cải tài vật của diêu lân lên đây tị nạn phòng khi tai họa xảy ra như quan minh có kéo tới đây thì tôi cũng đủ sức cự đương chứ diêu tuần phủ có can hại chi mà phòng sợ vương thái công liền từ biệt ra về thi hành y kế ấy khi ấy thôi tử tương đi cùng thi lương phương với kim phiêu và 10 tên thủ hạ phân làm ba bọn thẳng đến tổng giang phu nguyên lương phương và kim phiêu là học trò ông trí thiện huề thượng võ nghệ tinh thông lại có tài bay nhảy lên giường nhà hoặc trên tường không nghe khua động cũng như đi đường cái vậy, nên coi tổng giang phú như không. Khi đến thành rồi kiếm chỗ ngụ đợi đến rằm tháng 8 sẽ ra tay, nên cho người đến cho Vương Thái Công hay, đặng vào ngục thông tin cho Diêu Lân biết trước. Đến đêm ấy Vương Thái Công mua đầu heo, tam sen và rượu giả đem vào ngục cúng thánh thần, mà nói với quân canh gác rằng từ ngày rể tôi bị giam tại đây, các người có lòng đài đằng tử tế, tôi không biết lấy chi đáp phải, nên đem lễ cúng nẩy đài các người ăn uống vui say cùng tôi một bữa lấy thảo. Quân canh nghe nói mừng rỡ, liền đem vào ngục dọn ra ê hề, súng nhau ăn uống. Còn diêu lân thì ép bọn ấy ăn uống gần cục, rồi dưới thuốc mê thêm nữa nên chúng nó bất tĩnh nhân sự. Đến canh tư, thì lương phương vạch ngói cưa rui, trên mái nhà nhảy xuống mở xiềng cho ba người rồi nhảy trở lên kéo ba người ra khỏi ngục, lại leo tường trở ra đi quanh theo đường nhỏ đặng hiệp với mấy quân đã mai phục tại chỗ yếu lộ ấy. Vua, Diêu Lân, Nhật Thanh và Thi Lương Phương ở đó chờ bọn Thôi Tử Tương. Đây nói về Thôi Tử Tương và Kim Phiếu sẵn hai tên quân đem ngựa và khi giới trực sẵn tại cửa Bắc Môn. Ẩn tại Quang Vương Miếu là chỗ rất vắng vẻ mà chờ, dặn dò xong rồi bày rượu ra uống đến trống chờ canh ba dắt nhau ra đi lòn ngả sau nha môn phía vườn bông rồi treo tường lần qua mái nhà nhằm chỗ hậu đường, dòm thấy thượng trí còn đương uống rượu với mấy con hầu thiếp. lúc ấy hai người núp trên nói nghe thượng trí nói bữa nay chăng tốt, bị mây áng coi chẳng dạng vui, lại thêm dầu nổi con ta bị thương tích nặng thuốc trị không lành, còn cừu nhơn đã bắt được giam tại đó, không biết luận án gì mà kết cho chúng nó, vì bởi vâng theo ý quan đạo đài nên khó nổi làm gì được, lại căm hận diêu lân là đồ khốn kiếp nghĩ đến thêm buồn đã vậy thì chớ. Lại còn đôi ba cái án ngày trước tính chưa xong là vì nhậm lở bạc nó lo hối lộ rồi. Còn thiên hạ thì đền rực lổ tai rằng, ta ăn của tiền lo lót, làm sự vậy vò bỏ phép. Nếu việc ấy quan thượng ti hay đặc ắt không xong, nên ta lo dầu nhiều nổi, không muốn uống rượu chút nào, hay dọn dẹp cho sớm đi ngủ thì hay hơn. Lại nghe một đứa con gái còn nhỏ tuổi đáp rằng sao lão gia không bắt những người đồn huyền hoặc ấy mà dân chúng thượng trí khen hay và nói, mài ta sẽ sai anh nhà ngươi đi dọ thám dình bắt đứa nói bậy ấy, mà kết án chúng nó sĩ mạ quan quyền, rồi đóng gông giam phạt trước cửa nha thì yên việc. Tính rồi hối quân hầu dọn dẹp ly nhảo, đóng cửa lên giường, gầy việc gió trăng. Lúc ấy chống điểm canh tư, ai nấy đều ngủ hết. Thôi tử tương đánh đá lửa đốt cho lén, rồi hai người ở trên ngói nhảy xuống, phá cửa phòng vào chém thượng trí một đao chết tốt, rồi đến phòng luận xương cũng chơi mím ấy giết xong rồi nhảy lên trổ củ trở ra, lên ngựa theo đảng nhỏ vầy đoàn cùng nhau trở lại hải ba trang. Khi về đến nơi diêu lân tạ ơn các vị anh hùng có lòng cứu chữa ra khỏi trốn hiểm nguy. Còn vua và nhiệt thanh khâm phục nghĩa khí các đứng hào kiệt nảy vô cùng, duy có mỗi mình diêu lân buồn rầu vì sợ liên lụy đến cha. Vua thấy vậy hết lòng an ủi và tỏ rằng cháu chớ phiền rầu vì ta với lưu dung quân cơ là tình nghĩa thấy trò, dẫu việc lớn bằng trời ta cũng ngửa xong cháu hay an tâm viết thơ cho cha cháu rõ, đừng lo sợ vô ích, có ta cứu chữa sẽ an như bàn thạch. Diêu Lân nghe vua nói thì bớt lo dầu liền vào nhà trong nói lại vác lời vô hứa cho mẹ và vợ con hay. Đây nói về phủ Tòng Giang, đêm rằm tháng 8, cha con chi phủ bị giết, lại tủ đồ trốn hết ba người. Quan đạo đài được hung tin ấy bèn dẫn quân đến vây nhà Diêu Lân, xét thì không có ai, nhà trống lồng không còn món chi hết, thì biết là diêu lân tư thông với ăn cướp giết cha con chi phủ và đoạt tù giam liền chạy tờ cho tuần phủ và tổng đốc hay và họa đồ hình ba tên tù trốn ấy giao ai bắt được hoặc biết chỗ chú báo bẩm sẽ trọng thường cách ít ngày có người đến báo rằng diêu lân ở tại hải ba trang thuộc về địa cảnh của thôi tử tương chiếm cứ quan đạo đài liền cấp thưởng cho tên đến báo ấy rồi lập tức cho trang tuần phủ hay mà xin phát đại binh đến trừ kẻ nghịch sắp đặt xong rồi bổn thân dẫn một ngàn quân đi trước thẳng đến hải ba trang còn trang tuần phủ đặng tờ công báo xua binh tiếp ứng thì thất kinh bèn sai quan trung quân là cao phát sĩ dẫn năm ngàn quân dần rộ kéo giết đến hải ba trang đây nói về tôi tử tương đương vầy vui cũng như huynh đệ luận bàn binh pháp võ nghệ cùng nhau cả thầy đều khâm phục lời vua ứng đáp tài cao rộng thấy ai nấy đều khen ngợi vô cùng xảy thấy có quân vào báo, trang tuần phủ sai cao phát sĩ dẫn 5.000 quân và châu đạo đài 1.000 quân phân làm hai đạo thủy, bộ kéo đến. Ai nấy cả kinh, vì binh sơn trại được chừng vài ngàn thôi, còn binh triều thì đông nên lo rồng. Diều lần lo sợ hơn hết, duy một mình cao thiên tứ cười mà nói, các người chớ sợ, có ta tại đây dù binh trào có đông cho mấy cũng không làm thiệt hại được. Vậy để ta làm một kế mọn thì mấy đạo binh ấy thối quân bình yên vô sự các người nghe nói bán tín, bán nghi, Diêu lần bèn chấp tay nói, xin chú thi hành diệu kế che chóng, kẻo quân binh đánh tới khó nổi cản đương. Cao Thiên Tứ gặt đầu, vào phòng viết một đạo thánh chỉ, đóng ngự ấn và phong lại không cho ai biết, rồi kêu Nhật Thanh dặn dò thẳng đến đạo quân Cao Phát Sĩ nói rằng có thánh chỉ đến cho Trang Hữu Cung và dặn dò chớ nên sơ lậu Nhật Thanh lập tức ra đi một đổi xa, gặp đạo binh Cao Phát Sĩ, bèn sấn vào cho hay thì cao phát sĩ nói, tôi có nghe thánh giá du ngoạn giang nam, này quả không sai. Bèn đến tỏ ho châu đạo đài hay đặng đình quân lại và sai thủ hạ là Trần Ban Kiệt hộ tống Nhật Thanh đến trang tuần phù cho người hay rằng có mật chỉ của thánh thượng đến. Trang cửu công lật đật mở cửa giữa, bày hương án ta nghinh tiếp, mở thánh chỉ ra thấy chữ ngự phê như vậy chấm nhơn du ngoạn đến tĩnh Tòng Giang, gặp cá tứ nhỉ lý ngư muốn nếm cho biết mùi ngon ra thể nào. Chẳng dè luận xương gây dữ cả hai cha con chúng nó đem lòng cướp giá, lại tánh hay tàn bạo hại dân, tham lam vô cùng, nên chấm khiến bọn diêu lân cướp mục chu lục loài gian, việc ấy do nơi chấm, chẳng can phạm đến bọn hải ba trang, việc án mạng giết ô quan ấy hãy tiêu hủy và phải vâng theo chiếu chấm, chạy tờ cho lưu dung hay về vụ ấy, cho nên ra tội cho diêu tuần phủ, còn các đạo binh phải hòa tốc điệu hồi, hãy kín miệng chớ nên phong văn cho ai biết. Mà lậu cơ quan của chấm khanh khá thi hành theo chiếu chỉ này và miễn lễ cho các quan khỏi đến chầu, vì chấm không ở đó nữa, sẽ di giá sang chơi tỉnh khác. Khi đọc thánh chỉ rồi, Trang Tuần Phủ ra mắt Nhật Thanh chuyện vãn hỏi thăm tin. Nhật Thanh vội vã cáo từ lui gót, dặn dò Trang Tuần Phủ hãy theo thánh chỉ thi hành đặng về phúc tâu cho an thánh ý. Khi ấy Trang Tuần Phủ đưa Nhật Thanh ra khỏi nha môn, rồi phóng lệnh tiền lập tức triệu hồi hai đạo binh ấy trở về và chạy tờ cáo cho lưu dung quân cơ hay theo các lời mật chỉ vua đã dặn dò tiêu hủy án mạng đã tỏ trước đó nói về thôi tử tương và diêu lân thấy nhật thanh đi chừng một ngày thì hai đạo binh đều êm du cờ xí không thấy nữa nên có lòng mừng nghĩ thầm cùng nhau chắc là cao thiên tứ bà con thân thích chi với vua nên mới có quyền thế thối lui hai đạo binh ấy được các anh hùng đều đem lòng kính phục dọn tiệc ăn mừng cảm tạ ơn vua có lòng chiếu cố khỏi việc binh đao khi tiệc vừa mản thì thôi tử tương dắt bốn người con trai là thôi long thôi hổ thôi biêu thôi báu và cháu ruột là thôi anh ra mắt lại cao thiên tứ cầu xin người hết lòng đoái tưởng truyền dạy thêm các môn võ nghệ vua liền nhậm lời không hiềm lao nhọc gắng sức chỉ biểu những miếng tuyệt diệu côn quần ngỏ đặng ngày sau giúp đo nước nhà vì vua thấy bọn thôi tử tương có lòng trung nghĩa lại hết dạ kính vì nên phải ở nán lại đó ít ngày trước là truyền võ nghệ cho con cháu thôi tử tương, sau luận đảm binh pháp cùng mấy về hào kiệt ấy đặng giải khuây. Nói về cao phát sĩ từ ngày phụng lệnh trang tuần phủ đem binh đánh hải ba trang chẳng ngờ bị chiếu vua ngăn trở nên phải dẫn quân trở về, thì xanh lòng bội phản cướp giá, bèn lén từ tờ cho châu hồ lữ hay, đặng giấy binh tạo phản. Nguyên châu hồ lữ là người ở động bạch liên, một phe với cao phát sĩ. Khi hồ lữ đặng tờ cao phát sĩ thì lấy lành mừng rỡ vô cùng liền tựu binh lại hơn ba ngàn. Hồ Lử này ngày trước vâng lệnh Bạch Liên giáo chủ, xuống cảnh Giang Nam giao kết cùng các bọn ăn cướp và mấy chú ô quan, và hội lập phe đảng phòng ngày khởi loạn. Nay gặp dịp này, nên khởi binh rất mau, kéo giết đến Hải Ba Trang rồi chạy tờ cho nhị vị đại vương ở Bạch Liên Động tên Dương và Tân, đem binh đến sau ứng tiếp. Còn Cao Phát Sĩ lén đem vợ con rời đi ở xứ khác rồi dẫn 500 quân tâm phúc đến trợ chiến với châu Hồ Lử khi hai đạo binh áp vây đánh thình lình hải ba trang, bốn phía phủ vây chen kim chẳng lọt, nước chảy không thông, làm cho các vị anh hùng chưng hừng thất kinh không biết giặc nào đến vây đánh tình cờ như vậy. Vua cũng chẳng rõ duyên cớ liền khiến người đi dọ tháng, mới biết là bọn bạch liên độc đem binh cướp giá, may thôi tử tương là người hùng cử nhất phương, tuy chôn ấy không có thành quách mặc dầu, song bốn phía hảo hố cứ hiểm chắc chắn khó vô còn nhân số tại Hải Ba Trang đặng hơn một ngàn người. Đường khi nguy cấp như vậy, vua mới tỏ thiệt cũng bọn thôi tử tương rằng ta là đương kim thiên tử du ngoạn Giang Nam, xin chư tướng tận lực bảo giá, thì sẽ trọng thương. Mấy người hào kiệt nghe vua phân như vậy thì nữa mừng nữa sợ, bèn quỳ mọp dưới đất xin vua thứ tội. Vua liền miễn xá, ai nấy đều hân hoan hưởng trí, hăm hỡ nguyện tử chiến giết dập đặng bảo an thánh giá khi ấy thôi từ tương quỳ tâu rằng, xin bệ hạ, hạ chỉ sai người giải phá trùng vây, đặng viện binh đến, trong đánh ra ngoài đánh vô, hai đảng hiệp công cùng nhau thì dập ở giữa phái dã tan. Tâu vừa dứt kim phiêu lành mảng chịu ra đi, vua liền phê một đạo thánh chỉ giao cho kim phiêu, dặn đến tỉnh thành trao cho trang tuần phù phát binh lập tức. Kim phiêu vương lành ý chỉ, rồi nai nịt khôi giáp, hăm hở cầm thương lên ngựa sông giết đến dinh giặc nhơn quần bị khổn trốn ba trang nghĩa sĩ phá vây chẳng kề nàn độc mã đơn thương sông trận tám viện binh giải phá giặc kinh hoàng